Lục Lâm Thiên cũng đành chịu, không ngờ Lục Âm dưới cơ duyên xảo hợp còn có thể nhận được cơ duyên như vậy. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ bên ngoài cũng có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Lão đại, có một chuyện rất kỳ quái. Tiểu Long nhíu mày, nói với Lục Lâm Thiên. Trong thần thú bí cảnh của thần thú thế giới đệ phát hiện ra một chuyện rất đặc biệt, nhưng mà đệ cũng không có nói qua với bất kể kẻ nào. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long, nói. Trong thần thú bí cảnh của thú thần thế giới có chỗ gì đặc biệt? Trong thần thú thế giới có truyền thuyết đề cập tới 8 thần thú, mà không lâu trước ở trong thần thú bí cảnh đệ nhận được lĩnh ngộ truyền thừa của 2 đại thần thú. Tiểu Long nói. Chuyện này vốn không có gì kỳ lạ a. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Nhận được truyền thừa của 2 đại thần thú, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy bất ngờ vì Tiểu Long, dùng thiên phú của Tiểu Long có như vậy cũng không tính là gì là kỳ lạ. Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chuyện này vốn không có gì kỳ quái, bất quá đệ phát hiện ra, 8 đại thần thú trong thần thú thế giới, trong đó bản thể của 4 thần thú chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hai mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ trong linh vũ thế giới cũng có. Nghe nói cũng là 4 thần thú trời sinh, không ngờ thần thú thế giới cũng có. Chẳng lẽ người của 4 thú tộc này đã từng tới linh vũ thế giới rồi lưu lại huyết mạch hay sao? Lục Lâm Thiên nghĩ lại chuyện này cũng không có khả năng, từ trong miệng thái cổ U Minh Viêm hắn biết được, từ thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong linh vũ thế giới cơ hồ đều là thú hoàng tộc trời sinh, huyết mạch cũng không phải là huyết mạch ở bên ngoài lưu lại. Đệ cũng cảm thấy rất kỳ quái, tứ thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tại sao lại có ở trong thần thú thế giới, cho nên lần này đệ trở về, muốn cho thần hy và tỷ tỷ của nàng, còn có hổ y tới đó. Để xem có liên quan gì với nhau hay không. Tiểu Long nói, việc này có khả năng, nói không chừng cũng để cho thần hy và hổ y nhận được không ít chỗ tốt, nhưng mà... Lục Lâm Thiên suy tư, nói, đến lúc đó linh vũ thế giới nhất định không thể bại lộ. Nhất định không thể bại lộ tất cả mọi thứ trong linh vũ thế giới. Đệ hiểu rồi. Tiểu Long gật đầu nói. Tiểu Long, thần hy và hổ y cũng tới, tính thần công chúa kia của đệ không sao chứ? Vân Hồng Lăng nhìn qua Tiểu Long, đôi mắt xinh đẹp như cười như không. Cái này. Tiểu Long vuốt vuốt mái tóc vàng, ánh mắt khẽ đảo, nói. Đến lúc đó rồi nói sau, nói sau. Tiểu Long thúc. Con sẽ nói cho thần Hy A-di và hổ Y A-di nha. Lục Âm nhìn Tiểu Long hừ hừ nói. Tiểu nha đầu, con còn chưa hiểu đâu. Tiểu Long trừng mắt nhìn Lục Âm. Sao con lại không hiểu chứ? Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Âm nhếch lên, nói. Về sau phu quân của con mà như vậy, con sẽ khiến cho hắn ta đẹp mắt. Khanh khách! Chúng nữ lập tức bật cười, người một nhà hiếm khi hội tụ lại một chỗ. Sư phụ! Hướng hộ pháp đến. Một lát sau, trong đại điện Phi Linh Môn, Thái A tìm được Lục Lâm Thiên rồi nói. Hướng hộ pháp dường như tới đây sắp xếp chúng ta đi tới mật địa của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới tu luyện. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi, lần này bởi vì chuyến đi tới Trung Minh thế giới, dường như đã kéo dài 7 ngày. Cũng khiến cho đám người Hoàng Sa, Tử Huyền, Kim Viên không có đi tới mật địa trong Thượng Thanh Đại thế giới tu luyện. Trong sảnh. Khi Hướng Hầu Minh nhìn thấy Lục Lâm Thiên tới, hai mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài nói. Lâm Thiên huynh đệ, xem như ngươi lợi hại, không ngờ lúc này lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh gì? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc nhìn qua Hướng Hầu Minh. Lúc này Hướng Hầu Minh vô cùng hăm hở, sau khi trở thành đệ tử nhập thất của Quỷ Cốc Tử Lão, hắn cũng đã tiến vào trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới tu luyện. Vô luận là thân phận hay là địa vị đều xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Bản thân ngươi gây ra chuyện, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hướng Hầu Minh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta vừa mới từ Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới về, ta về cũng là vì chuyện của ngươi. Ngươi ở trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới hiện tại chính là danh nhân A. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hướng Lão Ca, ngươi cứ nói thẳng đi. Lục Lâm Thiên cười khổ. Gần đây hắn cũng không có làm chuyện gì, cũng chỉ có mọi người vì hắn mà không kịp đi tới mật địa Thượng Thanh Đại Thiên thế giới tu luyện. Chuyện là thế này. Hướng Hầu Minh lập tức nói rõ chi tiết với Lục Lâm Thiên một lần, lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được nguyên nhân. Hóa ra tất cả đều là vì Trung Minh thế giới,
mang theo mấy trăm vạn người của vô sắc thế giới đi tới Trung Minh thế giới diệt Thiên Long Tông, đánh chết mấy tuyên cổ cảnh. Thậm chí ngay cả Liên Hàn Long tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong cũng bị chết. Chuyện này không biết truyền ra như thế nào, khiến cho tất cả trung thiên thế giới phụ cận hiện tại đều biết được chuyện này. Mà quan trọng nhất chính là, ma gia của Thái Minh thế giới không biết thế nào lại lôi kéo tất cả thế lực lớn và cổ tộc của Thái Minh thế giới phái người đưa tới một bái thiếp tới Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, giao cho 8 đại cổ tộc và 2 đại liên minh là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Từ ngữ trên bái thiếp rất nặng, bảo Lục Lâm Thiên to gan lớn mật, huyết tẩy Thiên Long Tông, không coi Thái Minh thế giới vào trong mắt, làm như vậy là muốn cho 2 đại thế giới đại chiến. Nếu như Thượng Thanh Đại Thiên thế giới không cho Lục Lâm Thiên xin lỗi và bồi thường mà nói, Thái Minh thế giới nhất định sẽ có hành động. Đồng thời Thái Minh thế giới cũng khiển trách, kháng nghị không thôi. Ma gia đáng hận này không ngờ lại cáo trạng tới Thượng Thanh Đại Thiên thế giới. Lục Lâm Thiên nghe Hướng Hầu Minh nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng mắng to một tiếng. Việc này đã nói do hắn và Thiên Long Tông tự mình giải quyết, mà bây giờ ma gia còn lôi kéo cả người của cả Thái Minh thế giới tới cáo trạng. Nhưng mà Lục Lâm Thiên vẫn cười cười. Cáo trạng thì làm được gì? Những cổ tộc trên Thượng Thanh Đại Thiên thế giới hắn cũng không quen biết, có lẽ sẽ không quản tới chuyện này. Mà đổi lại, hắn cũng không có quan hệ nhiều với Chiến Thiên Liên Minh, về phần Vạn Thiên Liên Minh cũng không quản được quá nhiều chuyện của hắn. Ngươi còn cười sao? Hướng Hầu Minh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lần này ngươi làm kinh động cao tầng của cả 8 đại cổ tộc và 2 đại liên minh. Hiện tại 3 chữ Lục Lâm Thiên ở trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới mà nói. Thanh danh hiển hách, không biết có bao nhiêu người muốn biết rốt cuộc là ai có phách lực như vậy, không ngờ lại mang người của vô sắc trung thiên thế giới mang tới Trung Minh thế giới diệt Thiên Long Tông. Hắc hắc, chỉ là vận khí tốt, thiếu chút nữa về không được a. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, lần này nếu không phải có Thiên Cuồng Tam Đạo, Hạo Nguyệt Tiên Tử tới, sợ rằng hắn đã không rời khỏi Thái Minh thế giới được. Hướng Hầu Minh nghiêm túc nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Phiền phức lần này ngươi gây ra vốn không có gì, Thượng Thanh Đại Thiên chúng ta cũng không ngại Thái Minh thế giới. Loại chuyện này cũng chỉ cần không quá mức cũng không tạo nên sóng gió gì, 2 thế giới cũng hiểu rõ chuyện này. Thái Minh thế giới vì mặt mũi mà khiển trách vài câu, đến lúc đó Thượng Thanh thế giới chỉ cần nói vài câu sẽ hoàn toàn không có việc gì. Thái Minh thế giới cũng không vì một Thiên Long Tông nho nhỏ mà làm gì. Dứt lời, Hướng Hầu Minh ngừng một cái rồi nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Nhưng mà bây giờ còn có một chuyện quan trọng nhất, bởi vì động tĩnh mà ngươi tạo ra lần này trong Trung Minh thế giới, tăng thêm lần trước ở trên Phong Thần Đài ngang nhiên đánh chết Hoài Linh Ngọc khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc lôi kéo không ít người trong Chiến Thiên Liên Minh đề nghị tiến hành trừng phạt với ngươi. Đám người kia quả nhiên vẫn không muốn ta sống yên a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hàn ý nhàn nhạt trong mắt bắn ra. Hướng Hầu Minh nói, cuối cùng trưởng lão của 2 đại liên minh thương nghị. Hơn phân nửa vẫn hướng về ngươi. Đặc biệt là tông lão của Vạn Thiên Liên Minh, tuyệt đại bộ phận đều đứng về phía ngươi. Nghe nói còn kinh động tới minh chủ của 2 đại liên minh. Cuối cùng bọn họ thương nghị bỏ phong hào chiến thần trong vạn thế đối quyết của ngươi, đồng thời diện bích trong mật địa thiên giới 5 năm. Phong hào chiến thần mà thôi, ta còn không quá quan tâm. Diện bích 5 năm, thời gian cũng không dài. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Phong hào chiến thần này Lục Lâm Thiên cũng không quá quan tâm, về phần diện bích trong mật địa thiên giới 5 năm, Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới. Chỉ giống như bế quan tu luyện 5 năm, nghiêm túc mà nói, cũng không coi là trừng phạt. Ta biết rõ ngươi sẽ không quan tâm tới phong hào chiến thần, một chút xử phạt ấy trên thực tế chỉ là nhắm mắt cho qua mà thôi. Nghe nói chuyện này khiến cho đám người Phượng Hoàng nhất tộc không vừa mắt với ngươi tức giận không nhỏ. Hướng Hầu Minh nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng hít sâu một hơi, xem ra hắn ở bất kỳ nơi nào đều không thiếu cửu nhân a. Mật địa thiên giới ngươi đã tới muộn, nhanh lên đường thôi. Đối với chuyện các ngươi chậm trễ, người Thượng Thanh thế giới đã không vui, còn chưa có ai dám kéo dài như vậy. Lần này có Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh ra mặt, vấn đề của các ngươi cũng không quá lớn. Thế nhưng trong vòng 3 ngày nếu như các ngươi không đi báo danh, vậy thì sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tiến vào mật địa. Hướng Hầu Minh nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Trong vòng 3 ngày a, nhanh như vậy sao? Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, xem ra cũng chỉ có thể ở cùng đám người Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng 2 ngày. Vào đêm, trăng sáng nhô lên cao, trong phân đà Phi Linh Môn,
trong phòng Lục Lâm Thiên lúc này tự nhiên xuân sắc khôn cùng. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, trong mấy ngày này, đối với người linh vũ thế giới mới tới mà nói, tất cả đều lạ lẫm và mới lạ. Giống như là Lưu Mỗ Mỗ đột nhiên thành đại quan vậy, rốt cuộc cũng biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu cường giả. Vô sắc thế giới là trung tâm của vô sắc trung thiên thế giới, bởi vậy mọi người không khó nhìn thấy người có tu vi thông thiên cảnh và đại đạo cảnh, bởi vì quan hệ với phi linh môn, người linh vũ thế giới ngay cả niết bàn cảnh cũng không khó gặp. Trong đám người linh vũ thế giới tới đây, đám người Bắc Cung Kình Thương, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng với Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam, Đạm Đài Tuyết Vi, Huyền Kình, Huyền Doanh, Chu Thần Hy và những người khác trong linh vũ thế giới đều là cường giả tuyệt đối, đều là thế hệ ngạo nghễ. Thế nhưng đi ra bên ngoài, nhìn thấy tùy tiện gặp phải thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, thậm chí là niết bàn cảnh, chuyện này đối với mọi người mà nói là một loại đả kích không nhỏ. Thế nhưng đồng thời sự đả kích này đối với đám người Vân Khiếu Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Phi, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt mà nói, là động lực ký cực lớn. Trong linh vũ thế giới vô cùng an tĩnh, tăng thêm địa vị mọi người đã tới đỉnh kim tự tháp, năng lượng thiên địa biến hóa khiến cho tốc độ tu luyện của mọi người bỗng nhiên tăng tốc. Tất cả chuyện này khiến cho tâm tình tu luyện của tất cả mọi người xảy ra biến hóa từ lâu, không có quá nhiều uy hiếp, không có bao nhiêu đối thủ. Trên phương diện tu luyện, trong lúc vô hình cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Mà bây giờ, tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, so với sự rung động với Lục Lâm Thiên khi trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Trong lòng bị đả kích, đồng thời cũng ký ngạo khí trong lòng mọi người. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Độc Long vùi đầu vào trong phân đà phi linh môn. Đám người âm quỷ, Phạm Thống đã sớm biết quan hệ của trưởng môn và Lục Tiểu Bạch, đến lúc này tất cả mọi người đã biết được, hóa ra ở một nơi khác cũng có sự tồn tại của phi linh môn. Người phi linh môn của linh vũ thế giới mới tới đương nhiên phải sắp xếp không ít chuyện. Trên phương diện thực lực, trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, sợ rằng Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hòa Đan muốn triệt để dung nhập với phi linh môn ở đây sẽ gặp phải một ít lực cản. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không quá lo lắng, dù sao đám người Lục Tiểu Bạch, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Diệp Phi tới từ thế giới hỗn độn. Thực lực bây giờ tuy rằng không bằng mọi người, thế nhưng tu vi cao thấp sau này khó có thể nói được. Có thân phận hỗn độn thế giới làm con át chủ bài, thành tựu về sau của mọi người nhất định sẽ không kém. Chỉ là người linh vũ thế giới hiện tại, ngoại trừ Tiểu Long ra còn không có ai biết linh vũ thế giới chính là hỗn độn thế giới, tất cả đều cho rằng mình là người của thổ dân thế giới. Hai ngày qua đi, sáng sớm ngày thứ ba, trong phân đà phi linh môn, mọi người lưu luyến không rời. Ba vị tiền bối, Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương giao cho ba vị chiếu cố. Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Cuồng Tam Đạo ôm quyền thi lễ. Nói cái gì vậy, ba tiểu gia hỏa này là đệ tử của chúng ta đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng chịu thiệt. Cổ Long Tổ nói, Thiên Nữ, chúng ta nên đi rồi. Tiểu Sư Tổ, chúng ta cũng nên đi rồi. Đám nhỏ đều nhao nhao cáo biệt, từng đạo thân ảnh biến mất trong không trung, dưới sự bảo hộ của cường giả đỉnh cấp mà xé rách không gian rời đi. Long Huyền, chúng ta cũng nên đi rồi. Bên cạnh Tĩnh Thần công chúa, Cuồng Sư nói với Tiểu Long. Lão đại, để cũng đi đây, hẹn gặp lại huynh trên thương khung chiến trường. Tiểu Long mỉm cười nói. Đến lúc đó để xem ai trong chúng ta mạnh hơn. Tốt, gặp lại trên thương khung chiến trường. Lục Lâm Thiên vỗ vai Tiểu Long rồi gật đầu. Tiểu Long bây giờ ở trong thần thú thế giới gọi là Long Huyền, hẳn là lấy tên từ Thanh Long và Huyền Vũ, gọi cũng thuận miệng hơn. Trong mấy ngày này nói với Vạn Thế Đối Quyết và Thương Khung Chiến Trường Lục Lâm Thiên mới biết được, hóa ra Thương Khung Chiến Trường có quan hệ với thần thú thế giới, chỉ là quan hệ cụ thể Tiểu Long cũng không quá rõ. Tiểu Long cũng chỉ trong lúc vô tình biết được mà thôi. Nghe nói các cường giả thú tộc đỉnh phong trong thần thú thế giới, kể cả là Tĩnh Thần công chúa và mấy vị huynh trưởng đang bế quan tu luyện đều chuẩn bị cho Thương Khung Chiến Trường. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên ngày càng tò mò với Thương Khung Chiến Trường. Tiểu Long rời đi, Hổ Y, Chu Thần Hy, Chu Thần Nhu, Chu Loan, Huyền Kình, Huyền Doanh và người của tứ đại thú hoàng tộc, tổng cộng hơn 10 người đều đi theo Tiểu Long về thần thú thế giới. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, linh vũ thế giới lần này có không ít người đi ra. Hy vọng có thể mọc rễ nảy mầm, về sau sẽ có không ít người linh vũ thế giới ra bên ngoài nữa,
mà đây chỉ là nhóm tiên phong mà thôi. Thiếu chủ, chúng ta cũng nên đi thôi. Tô Nhan đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi thấp giọng nói. Được, chuẩn bị xuất phát. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oa đã sớm chờ lâu. Hôm nay bọn họ sẽ thông qua đường hầm không gian đi tới mật địa. Ngươi sắp đi tới Thượng Thanh Thế Giới, ta không đi theo ngươi, ta cũng có nhiều chỗ muốn đi, nói không chừng đến lúc đó ta cũng sẽ đi tới Thượng Thanh Thế Giới. Bất quá ước định của chúng ta vẫn có tác dụng, 100 năm sau ta sẽ không chút do dự nào mà giết ngươi. Đến lúc đó ta cũng không nợ ngươi cái gì. Thân hình như thiên nhiên của Huyền Tuyết Ngưng vang lên, chỉ là khi nói chuyện, trong mắt đã sớm không còn sát ý như khi trước. 100 năm sau, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của hắn luyện hóa xích linh liệt hỏa, sợ rằng Huyết Tuyết Ngưng lúc này cũng không có cách nào làm gì được thái cổ U Minh Viêm. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không dám nghĩ nhiều, Huyền Tuyết Ngưng này có bổn sự biết rõ suy nghĩ trong lòng người khác. Sáng sớm, trên quảng trường trong thành vô sắc, từng đạo thân ảnh đạp không bước ra, lập tức biến mất trong vô số ánh mắt. Quảng trường thành vô sắc, trên một lầu các có mấy đạo thân ảnh mềm mại đứng đó, mắt nhìn từng đạo thân ảnh vừa mới biến mất trên không trung. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh biến mất trên không trung, Vân Hồng Lăng nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song tỷ, chúng ta trở về đi, chàng đi hỗn độn thế giới tu luyện, ít nhất sẽ không có nguy hiểm gì. Không nhất định, những cổ tộc trong hỗn độn thế giới có lẽ rất mạnh. Từ trước tới nay chỗ nào Lâm Thiên cũng gây phiền toái, huống chi cách đây không lâu ta vừa mới nghe được tin tức Lâm Thiên đắc tội với Phượng Hoàng nhất tộc. Sợ rằng coi như ở trong mật địa tu luyện cũng không nhất định sẽ không có phiền phức. Độc Cô Cảnh Văn nói. Có lẽ có phiền phức, bất quá muội thấy chàng cũng có thể ứng phó, chàng không gây phiền phức là tốt lắm rồi. Lăng Thanh Tuyển yếu ớt cười nói. Đúng vậy. Chúng nữ lập tức mỉm cười, nụ cười rung động lòng người. Thiếu chủ, lần này tiến vào trong mật địa thiên giới tu luyện là 1.500 năm. Trong đường hầm thế giới, Bắc Đông nói với Lục Lâm Thiên. Thời gian dài như vậy sao? Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc hỏi lại. 1.500 năm có lẽ không dài à? Tất cả mọi người đều hy vọng càng dài càng tốt, ở trong mật địa có chỗ tốt vô cùng lớn với tu luyện giả. Bắc Đông nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, 1.500 năm với tu luyện giả mà nói không dài, bất quá đối với Lục Lâm Thiên mà nói có chút dài. Từ lúc hắn tu luyện cho tới hiện tại cũng chưa tới 1.500 năm. Thiên giới, địa giới, nhân giới, mật địa ở trong ba khu vực này có chỗ tốt gì? Lục Lâm Thiên hỏi đám người Bắc Đông. Trong mật địa của ba khu vực nhân giới, địa giới, thiên giới nghe nói đều có từ thời viễn cổ, là thứ mà cường giả lưu lại trong Thượng Thanh Thế Giới. Bên trong có tất cả lĩnh ngộ của các cường giả cao cấp nhất trong Thượng Thanh Thế Giới, kể cả là lĩnh ngộ của cường giả tám đại cổ tộc lưu lại. Vô tướng nói, lĩnh ngộ của tám đại cổ tộc đều lưu lại ở trong đó hay sao? Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi. Vô tướng gật đầu, nói. Đương nhiên, lĩnh ngộ của cường giả tám đại cổ tộc đều ở trong thiên giới. Chỉ có những người trẻ tuổi có thiên phú cao nhất trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới mới có thể đi vào trong đó lĩnh ngộ. Người trẻ tuổi ở trong đó chủ yếu là người của Thượng Thanh Thế Giới, người của Trung Thiên Thế Giới và Tiểu Thế Giới phải trải qua được phong hào chiến thần trong vạn thế liệp tràng mới có thể tiến vào mật địa thiên giới. Người tiến vào trong khu vực mật địa nhân giới và địa giới cũng không có nhiều. Lĩnh ngộ của cường giả các đại cổ tộc, người trẻ tuổi đều có thể lĩnh ngộ, điểm này so với linh vũ thế giới mạnh hơn quá nhiều a. Lục Lâm Thiên thầm than một tiếng, so sánh với Thượng Thanh Thế Giới. Hoàng tộc trong linh vũ thế giới lại có chút bảo thủ. Đối với việc phát triển của linh vũ thế giới không có lợi một chút nào. Có lẽ sau này hắn cần phải thay đổi chuyện này. Thiên giới, địa giới, nhân giới, mật cảnh trong ba khu vực này có thể nói là nơi quan trọng nhất trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Trong ba bí cảnh này nghe nói đều có cường giả cổ tộc trấn thủ quanh năm, cường giả trấn thủ nghe nói đều có thực lực trong truyền thuyết. Tô Nhan nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lĩnh ngộ của cường giả cổ tộc đều ở trong ba mật địa này đương nhiên sẽ trở thành nơi cực kỳ quan trọng, có cường giả cổ tộc trấn thủ cũng không có gì là kỳ quái. Lục Lâm Thiên từ trong miệng Bắc Đông, vô tướng và những người khác cũng biết được một việc, diện tích trong ba mật địa thiên giới, địa giới, nhân giới cũng không ít. Vô số năm trước cường giả đỉnh tiêm trong Thượng Thanh Thế Giới liên thủ tạo thành không gian mật địa,
có thể nói tất cả người trẻ tuổi đỉnh tiêm trong cổ tộc và thượng thanh thế giới đều tiến vào trong đó. Mà tu luyện giả ở trong địa giới, nhân giới, trong thời gian 1.500 năm này, cũng không phải không có cơ hội tiến vào mật địa thiên giới. Chỉ cần có đầy đủ thực lực là có thể khiêu chiến rồi thắng một tu luyện giả trong mật địa thiên giới, khi đó có thể chính thức tiến vào trong mật địa thiên giới. Nghe nói trong ba mật cảnh còn cổ vũ quyết đấu, người thắng thậm chí còn được nhận thưởng từ mật địa, tóm lại cạnh tranh ở nơi nào cũng có. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, khó trách tất cả tu luyện giả đều muốn ở trong thế giới hỗn độn. Một lát sau, khi đám người Lục Lâm Thiên tới hỗn độn thế giới, đa người Bạch Lang, Kim Viên lập tức cảm nhận được năng lượng thiên địa tràn ngập, bàng bạc trong hỗn độn thế giới. Khí tức tang thương vô hình khiến cho tâm thần mọi người chấn động, nguyên đan trong đan điền xảy ra một ít chấn động, cả đám không khỏi hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn ngập vẻ rung động. Không hổ là hỗn độn thế giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm chấn động, trình độ nồng đậm của năng lượng trong thế giới hỗn độn này có thể nói đã tới mức độ bàng bạc, so với trong tương hoàng không gian mạnh hơn không ít. Chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên âm thầm rung động chính là, nguyên đan chữ vạn trong đan điền hắn dường như cảm nhận được cái gì đó, bên trên lan tràn ra khí tức man hoang, cổ xưa, giống như tương liên, dung nhập với thượng thanh thế giới này vậy. Lục Lâm Thiên cũng không muốn xảy ra chuyện gì, cũng không muốn cường giả thượng thanh thế giới này cảm nhận ra được cái gì cho nên lập tức ngăn chặn nguyên đan chữ vạn trong cơ thể. Cái thượng thanh đại thiên thế giới này chính là nơi hội tụ cường giả chính thức của cả đại thế giới, cũng không phải là nơi mà trung thiên thế giới có thể so sánh. Tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét bốn phía, ngay cả người trông coi đường hầm không gian chung quanh có không ít niết bàn cảnh, người có tu vi đại đạo cảnh rất nhiều. Đội ngũ bực này trong trung thiên thế giới mà nói có thể gọi là bá chủ một phương. Người nào là Kim Viên? Trong lúc mọi người vừa mới rời khỏi đường hầm thế giới, trong đám người phía trước lập tức có mấy thân ảnh vạm vỡ bước ra, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Kim Viên. Là ta, các ngươi là... Kim Viên nghi hoặc nhìn năm người có thân hình vạm vỡ trước mắt, một lão giả, một đại hán chừng 50 tuổi, còn có ba thanh niên. Thế nhưng thân hình đều vạm vỡ, trong lúc mơ hồ dường như Kim Viên có thể cảm nhận được thứ gì đó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào năm người này. Kim Viên, chúng ta là người của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, ở trong truyền tống trận chúng ta mới biết được bên ngoài cũng có huyết mạch Hoàng Kim Long Viên chúng ta. Thiên phú của ngươi cũng không tồi. Có thể ở trong tiểu thế giới mà đi tới một bước này quả thực không dễ. Trưởng lão trong tộc đã thương nghị, nhanh chóng mang ngươi tới tổ địa trong tộc tu luyện. Chuyện này có không ít chỗ tốt với ngươi, đến lúc đó rồi mới đi tới mật địa ở nhân giới. Đại hán trung niên nói với Kim Viên. Thế nhưng nếu như ta không đi sau này sẽ không được vào mật địa nữa. Kim Viên nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói với đại hán trung niên kia. Yên tâm đi. Có Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta, người vốn đã có danh ngạch cho nên tùy thời có thể tiến vào. Dựa vào thành tích của ngươi trong khu vực liệp tràng chỉ có thể đi vào trong mật địa nhân giới. Đến lúc đó trong tộc có thể làm cho người trực tiếp tiến vào mật địa trong địa giới. Lão giả kia nói với Kim Viên. Chuyện này. Kim Viên nhìn qua Lục Lâm Thiên. Kim Viên đại ca, đi đi, đến lúc đó lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên nói. Nếu như Kim Viên có thể trở về tổ địa Hoàng Kim Long Viên tu luyện một phen mà nói, tự nhiên sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, điểm này trước kia Tam Kỳ lão nhân đã đề cập tới. Ta đi đây, chư vị, cáo từ. Kim Viên gật đầu, lập tức cáo từ rồi mới theo đám người Hoàng Kim Long Viên rời đi. Không ngờ trong thượng thanh đại thiên thế giới còn có Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Nhìn thấy Kim Viên được người trong tộc dẫn đi, đám người Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tử Viêm. Hoàng Sa không khỏi cảm thán, Kim Viên xem như đại phát rồi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Nhìn Kim Viên rời đi, Lục Lâm Thiên nói với đám người Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ. Đội trưởng, sau này gặp lại. Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Bạch Lang, Quỷ Hoa cáo từ. Ba mật địa cũng không ở cùng một chỗ, mọi người chỉ có thể tiến vào nhân giới mà người tiến vào mật địa thiên giới cũng chỉ có hai người Lục Lâm Thiên và Thái A mà thôi. Hoàng hôn. Trời chiều bao phủ dãy núi, khi ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Siêu siêu. Phi hành qua hải vực bao la, từng đạo thân ảnh ngang trời xẹt qua, tiếp đó lập tức xuất hiện trước một dãy núi xanh biếc. Mặt núi nhìn qua hải vực vô tận, khắp nơi xanh biếc, núi non trùng điệp, liên miên không ngớt. Mơ hồ có thể thấy được những tảng đá hình thú quá dị trên núi,
trong xanh biếc có mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Siêu siêu, không gian xuất hiện chấn động, bên trong quần sơn hiện lên một vòng xoáy không gian giống như động sâu, mười mấy đạo thân ảnh này lập tức lướt đi. Người phương nào dám xông vào trong mật cảnh thiên giới, mau xưng tên ra. Hơn 10 đạo thân ảnh này đáp xuống đất, hơn chục cỗ khí tức lan tràn ra. Không trung mơ hồ run lên, hơn 10 người này đều có bộ dáng trẻ tuổi, thế nhưng đều có tu vi niê bàn cảnh, người đầu lĩnh dường như là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong. Thiếu chủ nhà ta chính là Lục Lâm Thiên và Thái A nhận được phong hào chiến thần và chiến hoàng, hôm nay tới mật cảnh thiên giới. Bắc Đông tuy rằng là niết bàn cảnh cao giai, thế nhưng ở trước mặt những người này lại cực kỳ tôn kính. Là hai người tới muộn này sao? Ai là Lục Lâm Thiên và Thái A, đứng ra xem. Một thanh niên đảo qua đám người Lục Lâm Thiên và Thái A, dường như biết rõ thực lực của Vu Mã Tam Giới và Vô Tướng cao hơn bọn họ, thế nhưng cũng không đặt đám người Vu Mã Tam Giới, Vô Tướng vào trong lòng. Ta chính là Thái A, các ngươi có gì chỉ giáo? Thái A nhíu mày, những năm này đi theo bên người sư phụ, Thái A đã sớm không còn là Thái A khi trước, trên người tự nhiên cũng có ngạo khí. Ai ôi, khẩu khí rất lớn. Hai người các ngươi không ngờ lại không đặt thiên giới vào trong mắt. Thanh niên kia nhìn Thái A nói. Dựa theo quy củ, chúng ta tới trước các ngươi phải gọi ta là sư huynh, về sau nhớ rõ quy củ. Bằng không sẽ có người cho ngươi đẹp mắt, hiểu chưa? Sư huynh, vậy thì bây giờ chúng ta có thể đi vào được chưa? Thái A nói với thanh niên kia. Hừ, thanh niên này lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, dường như vô cùng hài lòng với thái độ của Thái A. Thế nhưng hắn lại lập tức nhìn thấy Thái A nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ, con còn có sư huynh như vậy sao? Không a, sư huynh của con không ở trên thượng thanh thế giới a. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ động, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi nói xỏ ta. Thanh niên kia nghe vậy trong mắt toát ra lửa giận, đến bây giờ hắn mới biết được Thái A chơi xỏ hắn. Chỉ nói tình hình thực tế mà thôi, còn chưa nói tới nói xỏ. Đừng có không biết xấu hổ là được. Thái A ngẩng đầu nhìn thanh niên kia, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo, đối chọi gay gắt. Tiểu tử, đây là mật cảnh thiên giới, không phải là trung thiên thế giới và tiểu thế giới của các ngươi. Đến nơi này, không cần biết các ngươi là ai, phải thành thật một chút cho ta, phải biết trong này có quy củ trong này, bằng không. Hai mắt thanh niên này tràn ngập vẻ giận dữ nhìn chằm chằm về phía Thái A, còn chưa có ai dám nói với hắn như vậy. Bình thường người bên ngoài nhìn thấy bọn họ tất cung tất kính, cho dù là người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai bình thường ở bên ngoài cũng phải nể mặt bọn họ ba phần. Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí chung quanh lập tức căng cứng. Quy củ, đương nhiên phải tuân thủ, nhưng mà... Thái A vẫn lạnh nhạt nhìn thanh niên này, ngừng một lát rồi nói tiếp. Ngươi có đủ tư cách giảng quy củ sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh niên này nghe vậy phẫn nộ không thôi. Khẽ phất tay một cái, nguyên lực bàng bạc đột nhiên tràn ra, giống như một tảng đá ném vào trong mặt hồ yên tĩnh vậy. Két! Nguyên lực bắt đầu tràn ra, đột nhiên vang lên tiếng trầm thấp. Lập tức cả không gian chung quanh run lên, gợn sóng trong không gian lấy thân hình thanh niên này làm trung lập tức khuếch tán. Trong lòng bàn tay có nguyên lực tuôn ra, nguyên lực thuộc tính hỏa vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ trong không gian kéo lên, một đạo trưởng ấn bằng hỏa diễm nóng bỏng trong nháy mắt đánh về phía Thái A. Oanh! Trường ấn này đánh ra, bầu không khí căng cứng trong không trung bỗng nhiên vỡ tan. Siêu! Trường ấn của thanh niên này chụp về phía Thái A, ngay khi sắp đánh xuống người Thái A, bỗng nhiên thân ảnh Thái A dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất. Đạo trường ấn nóng bỏng này chấn vỡ không gian tạo thành một phiến hư không đỏ thẫm. Chỉ là niết bàn sơ giai mà thôi, nếu ta là người ta tuyệt đối sẽ không dám lên mặt như vậy. Âm thanh Thái A vang lên. Ngay khi âm thanh vừa mới vang lên, thân hình hắn đã giống như tia chớp xuất hiện sau lưng thanh niên này. Cùng lúc trước người đột nhiên có một cơn lốc bằng linh hồn nóng bỏng mà cuồng bạo, bên trong còn có âm thanh quỷ khóc thần sầu và khí tức man hoang, khiến cho linh hồn người ta rung động. Tu La Diệt Hồn Trưởng. Một đạo trưởng ấn ngưng tụ trong tay Thái A, không gian chung quanh trưởng ấn lặng lẽ bị diệt sát. Trưởng ấn lập tức đánh vào lưng của thanh niên có tu vi niết bàn cảnh sơ giai này. Trường ấn dùng tốc độ như thiểm điện, không có một chút chậm trễ nào mang theo cơn lốc linh hồn khủng bố đánh vào lưng người thanh niên này. Một cơn lốc bằng linh hồn nóng bỏng, cuồng bạo lập tức chút xuống. Phanh!
Âm thanh trầm thấp vang vọng, hai mắt thanh niên này ngây ngốc, cơn lốc linh hồn nóng bỏng mà khủng bố chung quanh lập tức tiêu tán trong thiên địa. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cơn lốc linh hồn khủng bố vập rồi khiến cho mọi người biết rõ thanh niên gầy gò trước mặt này đã có thực lực đạt tới tình trạng đáng sợ, ra tay cũng tâm ngoan thủ lạt, gọn ghẽ không thôi. Phụt! Sau khi ngây ngốc chừng 3 giây, trong sự yên tĩnh tới lạ kỳ của đám người chung quanh, hai con mắt ngây ngốc của thanh niên kia khẽ run lên, trong miệng lập tức có máu tươi phun ra. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch như cho tàn, khí tức suy yếu, thân hình mất đi sự khống chế mà rớt xuống mặt đất. Thắng nhân kiệt sư đệ bị giết rồi. Hắn ta giết thắng sư huynh rồi. Nhìn thanh niên kia ngã xuống, đám người niết bàn cảnh chung quanh lúc này dường như mới kịp phản ứng. Có lẽ bọn họ chưa từng nhìn thấy có người ngày đầu tiên tới mật địa thiên giới đã dám động thủ với bọn họ. Có lẽ thứ khiến cho đám niết bàn cảnh này rung động chính là thực lực của Thái A, thoạt nhìn tuổi tác của Thái A không lớn, thế nhưng thực lực lại khủng bố vô cùng. Những người có tu vi niết bàn cảnh này không thể nào nhìn ra thực lực chân chính của Thái A, nếu như thanh niên niết bàn cảnh sơ giai này biết rõ thực lực của Thái A đã là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, đồng thời còn có thể chống lại niết bàn cảnh cao giai mà nói, hắn làm sao dám chủ động ra tay với Thái A, có muốn trốn cũng không kịp. Ta không có lấy cái mạng chó của hắn, chỉ giáo huấn hắn một chút mà thôi. Có lẽ mấy trăm năm là có thể khôi phục thương thế. Về phần linh hồn có khôi phục hay không thì phải xem tạo hóa của hắn ta. Thái A thu tay phải lại, chắp tay lùi về phía sau. Vừa rồi ra tay hắn cũng không khách khí, cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Nghe Thái A nói, ánh mắt người đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong kia bắn ra hàn ý, linh hồn bị trọng thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là thương thế, quan trọng hơn là tiền đồ tu luyện ngày sau sẽ bị phá hủy. Tiểu tử thật độc ác, đả thương linh hồn người khác, người muốn chết. Đầu lĩnh niết bàn cảnh trung giai kia phóng ra, tiếng quát lạnh lẽo ẩn chứa sát ý vang vọng trên không trung. Oanh! Tiếng quát vừa dứt, nguyên lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, bàn ca han hung hăng đạp mạnh hư không, năng lượng nguyên lực ở trong lòng bàn chân nổ tung. Hư không bị đạp nát, năng lượng mạnh mẽ chấn động tạo thành lực đẩy, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen phóng về phía Thái A. Oanh! Thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong này đánh ra một đạo trưởng ấn do nguyên lực ngưng tụ thành. Trưởng ấn giống như một đạo sấm sét màu vàng, mang theo khe nứt đen kịt ven đường nhanh chóng đánh về phía lưng Thái A. Siêu! Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện sau lưng Thái A, nhanh chóng ngăn cản đạo trưởng ấn màu vàng giống như sấm sét kia lại trước người. Siêu siêu! Trưởng ấn màu vàng mang theo năng lượng khủng bố vô cùng. Thế nhưng ở trước mặt thân ảnh mặc áo bào xanh này lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bị lực lượng vô hình thôn phệ, đá chìm xuống đáy biển, vô thanh vô tức, ngay cả gợn sóng cũng không có tạo ra. Lúc này Thái A cũng xoay người lại, nhìn thấy sư phụ ra tay, hắn cũng không có ý tứ ra tay, chỉ yên lặng đứng sau lưng Lục Lâm Thiên. Cút! Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, trong âm thanh mang theo hàn ý tuyệt đối, hắn vung tay lên. Đập về phía trước. Phanh! Âm thanh thanh thúy vang lên, trên mặt thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong kia lập tức có một dấu tay đỏ bừng. Máu tươi trong miệng cùng với răng văng ra. Phụt! Máu tươi trong miệng phun ra, đồng thời thân hình của thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong này lập tức bắn ngược về phía sau. Giống như một mũi tên rời cung, hung hăng bắn về phía sau chừng hơn trăm thước. Phanh! Thân hình thanh niên này hung hăng nện vào trong một vách đá rạn nứt, thân hình chìm sâu vào trong vách đá. Tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy. Ực, đám người đứng xem bên ngoài lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh, âm thanh nuốt nước bọt vang lên, từng đạo ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Ai cũng thật không ngờ hai thầy trò không biết thật giả này đều ra tay lưu loát, không chút khách khí như vậy. Ken két. Cơ hồ là cùng lúc, trong tay một thanh niên có một khối ngọc giản bị bóp nát. Ngọc giản bị nghiền nát, lưu quang bắn ra bốn phía rồi lập tức tiêu tán không thấy. Thiếu chủ, theo ta được biết, mật địa thiên giới trong ba mật địa thiên, địa, nhân đều có tuần tra đội và chấp pháp đội. Tuần tra đội đều do hậu bối của các đại gia tộc và các thế lực lựa chọn tạo thành. Thông qua một loại hình thức khác tiến vào trong mật cảnh thiên giới. Xem thực lực đám người này có lẽ chỉ là tuần tra đội. Bên trên còn có chấp pháp đội,
đều do cường giả trẻ tuổi trong mật địa thiên giới tạo thành. Bình thường phụ trách tất cả mọi thứ trong mật địa thiên giới. Chuyện bình thường xảy ra trong ba khu vực mật địa thiên, địa, nhân sẽ không hỏi đến. Tất cả đều do bản thân mọi người hoặc là chấp pháp đội giải quyết, cụ thể thiếu chủ vào bên trong sẽ biết. Vu Mã Tam Giới đi tới bên người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt ít nhiều có chút ngưng trọng nói. Thiếu chủ vừa mới động vào tuần tra đội, sợ rằng bọn họ đã thông báo cho chấp pháp đội, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp một chút phiền phức. Chấp pháp đội sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, miệng thì thào nói, trong mắt Hy Jin lên chút chấn động. Đội trưởng, Thắng Sư Huynh, đám thanh niên kia sau khi rung động lập tức nhanh chóng nâng hai thanh niên bị Lục Lâm Thiên và Thái A đánh trọng thương. Những người còn lại thì dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Thái A. Phụt, thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong kia sau khi được những người khác nâng lên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và kinh hãi, cũng có chút oán hận. Hắn hiểu rõ thương thế của mình nhất, không chỉ có lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị chấn vỡ, linh hồn cũng bị trọng thương. Thanh niên mặc áo bào xanh kia so với thanh niên gầy gò ra tay còn ác độc hơn nhiều. Xoẹt, trong vòng xoáy không gian trên không trung đột nhiên có mấy đạo thân ảnh phóng ra. Tổng cộng có 5 thanh niên, đều khí độ bất phàm, khí tức sắc bén hùng hồn. 5 thanh niên này đáp xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn trường, nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người. 4 niết bàn cảnh cao giai, 1 tuyên cổ cảnh sơ giai. Lục Lâm Thiên đảo qua 5 người, 5 thanh niên này có thể nói đều bất phàm, trẻ tuổi mà đã có tu vi bực này chứng minh thiên phú khủng bố của bọn họ. Đặc biệt là thanh niên thân hình tục tằn ở giữa, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt mang theo vẻ âm lệ. Tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai của hắn ném ra bên ngoài đủ để trở thành bá chủ một phương. Mà khí tức trên thân 5 người này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác rõ ràng, không phải bán hỗn độn mà là ngụy hỗn độn. Thanh niên có thân hình tục tằn lạnh nhạt nhìn qua đám người Lục Lâm Thiên và Thái A, sau đó nhìn thanh niên bị Lục Lâm Thiên đánh trọng thương nói. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên đầu lĩnh kia nghe vậy lập tức lớn tiếng nói. Tùng Liệt Sư Huynh, hai người kia vừa mới tới đã diễu võ dương oai với chúng ta. Không để những người ở trong mật địa thiên giới chúng ta vào trong mắt. Đả thương linh hồn của ta và Thắng Sư Đệ, Tùng Liệt Sư Huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Nghe vậy 5 thanh niên vừa mới tới lập tức mang theo khí tức sắc bén nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên và Thái A. Ánh mắt thanh niên có thân hình tục tằn kia tập trung vào hai người Lục Lâm Thiên và Thái A, nói. Ta là Tùng Liệt của chấp pháp đội, ta không cần biết các ngươi là người nào, cũng không có hứng thú biết rõ. Cũng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hiện tại các ngươi nên thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về điều tra rõ ràng rồi nói sau. Ánh mắt Thái A quét qua 5 người vừa mới tới một vòng, lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, loại chuyện này nên để sư phụ giải quyết thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên từ từ ngẩng đầu lên, đứng chắp tay nhìn Tùng Liệt nói. Trở về với ngươi cũng không thành vấn đề, dù sao ta cũng muốn đi vào mật địa thiên giới. Thế nhưng mà thúc thủ chịu trói, từ trước tới nay ta chưa từng làm qua, cũng không cần phải điều tra làm gì. Thật sao? Nghe vậy khuôn mặt âm lệ của Tùng Liệt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn vào Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử ngươi đã biết nơi này là nơi nào, đây là bí cảnh thiên giới. Là hỗn độn thế giới, không phải là nơi mà ngươi có thể lớn lối. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi nghe không hiểu sao, thúc thủ chịu trói là chuyện trước nay ta chưa từng làm qua. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bắt hai người này, không cần khách khí, để cho bọn chúng biết mật cảnh thiên giới là nơi nào. Tùng Liệt nói với 4 thanh niên sau lưng, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Bảo vệ thiếu chủ, phô tướng, Vu Mã Tam Giới, hộ hoàng đội của Thái A là một đại hán đầu lĩnh tên là Lý Cụ, 3 người mang theo 2 hộ hoàng đội đồng thời nhảy ra. Hộ hoàng đội các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Các ngươi thật vất vả mới có thể tiến vào mật địa thiên giới, nếu như dám động ta có quyền trục xuất các ngươi. Ánh mắt Tùng Liệt khẽ đổi, nhìn 3 người Vu Mã Tam Giới, phô tướng, Lý Cụ nói. Người của hộ hoàng đội nghe vậy ánh mắt âm thầm nhúc nhích. Các ngươi lui ra đi. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức phất tay, ý bảo đám người Vu Mã Tam Giới, phô tướng, Lý Cụ lui về phía sau. Thiếu chủ, chức trách của chúng ta là bảo vệ thiếu chủ. Phô tướng nói.
Ngươi cho rằng vào mặt hàng như vậy là có thể làm gì được ta hay sao? Lục Lâm Thiên nhìn đám người Tùng Liệt, quay đầu lại nhìn vô tướng nói. Vâng. Vô tướng do dự một chút, lập tức gật đầu, sau đó bảo đám người Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ và những người còn lại lui về phía sau mấy bước. Tốt, rất tốt, đủ cuồng vọng, vậy thì xem hắn có tiền vốn hung hăng càn quấy hay không. Tùng Liệt nhìn bốn người sau lưng nói, ánh mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo lập tức nhìn vào người Lục Lâm Thiên, giống như đã hoàn toàn bị Lục Lâm Thiên chọc giận. Tiểu tử cuồng vọng, chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Sau lưng Tùng Liệt, bốn niết bàn cảnh cao giai đồng thời nhảy ra. Bốn người đạp không mà đứng, trong đó có một thanh niên mặc áo bào đỏ cùng với một thanh niên mặc trường bào là có hành động, hai người còn lại dường như không có ý tứ ra tay. Siêu! Không có bất kỳ trì hoãn nào, khí tức nóng bỏng bàng bạc trên người thanh niên mặc áo bào đỏ lập tức tràn ra. Cả không trung cứng lại, nhiệt độ khủng bố trên không trung lập tức bao phủ người Lục Lâm Thiên. Thân hình lóe lên. Vượt qua khoảng cách chừng trăm thước lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Đối thủ với ta sao? Sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đấy, ngươi nên cân nhắc cho kỹ. Khí tức nóng bỏng bao phủ, âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, sát khí quanh thân tràn ra. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có hậu quả gì. Thanh niên mặc áo bào đỏ lạnh nhạt quát một tiếng, tiếng quát vừa dứt. Một đạo quyền ấn nỏng bỏng bằng hỏa diễm giống như thực chất dùng xu thế sấm sét đánh vào mặt Lục Lâm Thiên. Oanh! Quyền ấn phá hủy không gian ven đường, mang theo âm thanh trầm thấp cùng với hỏa diễm cuồn cuộn giống như sương mù, như thiểm điện phóng tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Siêu! Lục Lâm Thiên khẽ động, phất tay một cái, ngay khi đạo quyền ấn nóng bỏng mang theo vết nứt không gian đen kịt của thanh niên áo đỏ kia đánh tới, hắn không lùi mà tiến tới. Một đạo thủ ấn được quang mang màu vàng bao phủ mang theo khí tức sắc bén xuyên qua không gian ngăn cản quyền cấn của thanh niên mặc áo bào đỏ kia. Oanh! Trường ấn của Lục Lâm Thiên lập tức mạnh mẽ ngăn cản quyền ấn. Khiến cho quyền ấn nóng bỏng kinh khủng trong không gian không có cách nào tiến thêm nửa phần. Vết nứt không gian chung quanh vô thanh vô tức bị đánh vỡ. Hỗn trướng, dám ra tay với chấp pháp đội, muốn chết. Hai người cách đó không xa nhìn thấy Lục Lâm Thiên động thủ. Miệng lạnh lùng quát lên một tiếng, nguyên lực phô thiên cái địa bỗng nhiên tuôn ra. Nhanh chóng đánh ra một quyền nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ken két. Cùng một lúc, Lục Lâm Thiên hóa trưởng thành chảo, trong chốc lát, trưởng ấn màu vàng đang ngăn cản quyền ấn của thanh niên mặc áo bào đó hóa thành chảo, kim quang bắt đầu khởi động. Lực lượng mạnh mẽ sắc bén bắt đầu lan tràn, bỗng nhiên vang lên tiếng xương cốt nghiền nát. Phanh phanh. Một giây sau. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cánh tay phải của thanh niên mặc áo bào đỏ bắt đầu nứt vỡ từng khúc, máu tươi nhanh chóng bắn ra. Bên trong thịt nát còn có kim quang tràn ngập khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. A hát! Thanh niên mặc áo bào đỏ kêu thảm thiết, âm thanh thê lương vang vọng. Chỉ một thoáng cánh tay phải bị Lục Lâm Thiên phá hủy tới vai, thanh niên này lập tức mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Siêu siêu! Lục Lâm Thiên cũng không có một chút chậm trễ nào. Ngay khi một quyền một trưởng đánh tới, hai tay cùng lúc chấn động, hàn ý trong mắt bắn ra, trong hai tay có hư ảnh cự long xoay quanh, bàn tay nắm lại, hóa trưởng thành quyền nhanh như thiểm điện ầm ầm đánh về phía một trưởng một quyền kia. Ngao ngao! Hai đạo quyền ấn được đánh ra, nhanh chóng có một đầu cự long màu vàng bằng hư ảnh bắn ra. Hư ảnh cự long màu vàng xuất hiện, cả không trung run rẩy. Hai đạo hư ảnh cự long nhanh chóng bành trướng. Dùng xu thế như sấm sét và phương thức cường hãn nhất va chạm vào công kích của hai người thanh niên này, khiến cho đám người chung quanh phải mau chóng lui lại. Phanh phanh! Va chạm như vậy khiến cho cả không trung vang vọng âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm. Năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc khuếch tán, không gian hỗn loạn khiến cho người ta khó có thể dò xét vào bên trong. Hai thanh niên này lập tức há mồm phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay về phía sau. Hưng hăng đập vào trong ngọn núi xanh biếc cách đó không xa rồi biến mất. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, khe nứt trên ngọn núi khổng lồ giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh, lập tức che kín cả ngọn núi khổng lồ xanh biếc, không ít tảng đá bắt đầu ầm ầm rơi xuống, bụi đất nhanh chóng bắn ra chung quanh. Phanh, cơ hồ là cùng lúc, thanh niên mặc trường bào công kích Thái A không biết tại sao lại đánh ra một đạo trưởng ấn màu vàng vào người Thái A. Trên người Thái A đã sớm bố trí một kiện khải giáp cổ xưa, bí văn tràn ngập, nguyên lực rót vào tạo thành lưu quang lập lòe,
uy năng khiến cho không trung run run, rõ ràng đây là một kiện khải giáp đã tới cấp độ linh khí áo nghĩa, là linh khí áo nghĩa đỉnh phong. Mạnh mẽ chống lại một trường, sắc mặt Thái A tái nhợt, đồng thời trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, trong mi tâm đột nhiên có một đạo lưu quang nóng bỏng bắn ra, khiến cho linh hồn người ta vô thanh vô tức cảm thấy nóng bỏng. Nhiệt độ trong phiến thiên địa này cũng bỗng nhiên kéo lên. Siêu! Khí tức nóng bỏng từ bên trong tràn ra. Đây chính là linh khí áo nghĩa tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Mũi kiếm chia làm ba, toàn thân đỏ thẫm giống như nham thạch nóng bỏng lưu chuyển. Khí tức nóng bỏng phóng ra khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo tự bao giờ. Dưới nhiệt độ khủng bố này, cả không gian như bị nhuộm một màu đỏ, gợn sóng trong không gian vô thanh vô tức bị nghiền nát thành mảnh vỡ. Thái A dùng một trường đổi một kiếm xuyên thủng mi tâm người thanh niên mặc trường bào này tạo ra một cái lỗ máu. Phanh phanh, dưới nhiệt độ khủng bố, thân hình của thanh niên mặc trường bào kia nổ tung, máu tươi cùng với khí tức nóng bỏng bắn ra tứ phía. Thái A có bất diệt huyền thể, tăng thêm khải giáp linh khí áo nghĩa linh hồn hộ thân do cha nuôi quỷ cốc hoàng giả cấp cho hắn, coi như là đối mặt với niết bàn cảnh cao giai Thái A cũng có thể chống lại. Thái A cũng biết rõ, chỉ dưới tình huống bất ngờ thì hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm trọng thương đối thủ giống như sư phụ. Bằng không khó có thể làm được. Dù sao hắn cũng chỉ có tu vi niết bàn cảnh trung giai mà thôi. Siêu siêu. Thân hình thanh niên mặc trường bào giống như pháo hoa nổ tung, trong chốc lát này một đoàn lưu quang chói mắt chớp động, bao phủ lấy hai đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bắn ra. Lập tức hóa thành hai đạo thân ảnh hư ảo, chính là hồn anh và linh hồn phân thân của thanh niên mặc trường bào trong lúc sợ hãi đã chạy ra. Thân hình người này được một kiện khải giáp linh khí áo nghĩa bao phủ từ đầu tới chân, phát ra quang mang chói mắt. Vừa rồi dựa vào kiện linh khí áo nghĩa này hắn mới có thể bảo vệ linh hồn phân thân và hồn anh của mình. Chỉ là lúc này trong mắt linh hồn phân thân và hồn anh của thanh niên mặc trường bào kia hiện lên vẻ oán hận. Hàn ý trong mắt bắt đầu tràn ra. Sợ rằng thanh niên này không ngờ tới Thái A lại dám ngạnh kháng một trường của hắn. Dùng phương thức này để hủy diệt thân hình hắn, khiến cho hắn trọng thương. Đối với thanh niên mặc trường bào này mà nói. Hắn không ngờ thanh niên gầy gò này sẽ động thủ với hắn, ở trong thiên giới, cho dù chấp pháp đội bọn họ cũng không dám hung hăng động thủ với người khác như vậy, hung hăng giáo huấn một chút thì được. Thậm chí là giáo huấn khiến cho đối phương bị trọng thương cũng không thành vấn đề. Nhưng tất cả đều có chừng mực, có thể tiến vào trong mật địa thiên giới tu luyện mà nói, sau lưng đều có địa vị, hoặc là đệ tử cũ, cho nên tuy rằng chấp pháp đội có quyền lợi không nhỏ, thế nhưng chỉ đánh trọng thương là cùng, không dám vượt quá giới hạn. Giới hạn này chính là không thể khiến cho đối phương trọng thương linh hồn hoặc là phá hủy thân hình đối phương. Một khi trọng thương như vậy không có cách nào khôi phục. Nếu như làm vậy, vấn đề khi đó sẽ không nhỏ. Người tiến vào trong mật địa thiên giới ai mà không có hậu trường cường hãn cơ chứ? Có thể nói, coi như là người của tám đại cổ tộc đối với những người khác trong mật địa thiên giới cũng không dám dễ dàng làm như vậy. Đây chính là điều tối kỵ trong mật địa thiên giới. Quy củ vô hình này trong lòng mọi người đều hiểu rõ cho nên sẽ không đông vào. Đám người đứng bên ngoài yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bốn người của chấp pháp đội có tu vi niết bàn cảnh cao giai bị hai người này thu thập gọn gàng. Trong đó còn có một người bị phá hủy thân hình, chuyện này khiến cho tất cả mọi người ở đây há hốc mồm. Hai thanh niên này không ngờ lại to gan lớn mật như vậy. Phá hủy thân hình ta, Phùng Phong ta sẽ không buông tha cho hai người các ngươi. Sau khi cả không trung yên lặng ngắn ngủi, hai mắt trên thân hình hồn anh của thanh niên mặc trường bào nhìn qua Thái A thống hận nói, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, vô cùng đáng sợ. Ngươi không còn sống đâu. Ánh mắt Thái A trầm xuống, dù sao thù này đã kết, người này không thể sống, tà ảnh hồn dương kiếm phóng đi, uy năng mênh mông từ trong thân kiếm phóng ra khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Khí tức linh hồn nóng bỏng giống như cơn lốc khuếch tán ra chung quanh. Cánh tay Thái A nhanh chóng run lên, tà ảnh hồn dương kiếm kéo theo vô số đạo tàn ảnh đỏ thẫm trong nháy mắt hội tụ thành hơn 10 đạo kiếm ảnh sắc bén, bao phủ thân hình hồn anh và linh hồn phân thân của Phùng Phong kia vào bên trong. Xoẹt! Tà ảnh hồn dương kiếm trời sinh đã áp chế linh hồn phân thân của Phùng Phong này muốn trốn cũng không kịp bị tà ảnh hồn dương kiếm phá hủy giữa không trung. Siêu siêu! Thân hình hồn anh của Phùng Phong nhanh như thiểm điện tiến vào trong kiện linh khí áo nghĩa giống như chiếc chuông mà không phải là chuông kia. Trốn không thoát đâu.
ngay khi thân hình hồn anh của Phùng Phong kia muốn trốn vào trong linh khí áo nghĩa. Trong lòng bàn tay của Thái A bỗng nhiên có một vòng xoáy xuất hiện. Hỗn độn dương linh quyết được thúc dục, bao phủ không trung, trong nháy mắt hấp thu thân hình hồn anh của Phùng Phong vào bên trong. Thân hình hồn anh của Phùng Phong bị cắn nuốt vào trong lòng bàn tay của Thái A, linh khí áo nghĩa giống chuông mà không phải là chuông cũng bị Thái A không chút khách khí thu vào trong tay. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Tùng Liệt hét lớn một tiếng, khuôn mắt âm lệ rung động, khí tức tuyên cổ cảnh sơ giai tuôn ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Oanh! Bàn chân Tùng Liệt đạp mạnh hư không, cả không trung run lên. Nguyên lực thuộc tính mộc minh mông cuồn cuộn bắt đầu lan tràn, cả không gian run rẩy, có cảm giác giống như sinh cơ bị cắn nuốt. Siêu! Năng lượng phô thiên cái địa bắt đầu trào ra, không gian gió nổi mây phun. Một đạo chỉ ấn thuộc tính mộc mang theo cảm giác thôn vệ sinh cơ ngưng tụ thành hình trước mặt hắn. Sau đó chỉ ấn hung hăng bắn về phía Thái A, những nơi chỉ ấn đi qua, cả phiến không gian trở thành cho tàn, ảm đạm. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn động tĩnh trên không trung. Bàn tay khẽ động, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên ngăn cản trước người Tùng Liệt. Dám động vào người chấp pháp đội, lại giết người chấp pháp đội, các ngươi chính là người đầu tiên trong mật địa thiên giới từ trước tới nay dám làm chuyện này. Kết cục của các ngươi sẽ rất thê thảm, ta cam đoan là như vậy. Tùng Liệt nhìn thấy Lục Lâm Thiên ngăn cản khẽ cười lạnh quát, chỉ ấn thuộc tính mộc mang theo cảm giác thôn vệ sinh cơ lập tức xuyên thủng không gian lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ngươi có tư cách gì cam đoan? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, khi âm thanh từ trong miệng truyền ra, một đạo kim quang giống như mặt trời ban trưa từ trong cơ thể phóng lên trời, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Cả không gian chung quanh đột nhiên run lên, trên không trung, vòng xoáy đồ án âm dương bỗng nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Xoẹt! Kim quang sắc bén mà lạnh lẽo tuôn ra, chỉ ấn thuộc tính mộc mang theo lực lượng thôn vệ sinh cơ của Tùng Liệt dưới ánh mắt kinh hãi của Tùng Liệt không biết vì sao lại tự động tan rã, giống như gặp phải năng lượng quỷ dị, có thể vô thanh vô tức thôn vệ chỉ ấn của hắn vậy. Trong nháy mắt này toàn thân Tùng Liệt run lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an sản sinh từ sâu trong linh hồn. Chỉ ấn thuộc tính mộc khủng bố xuyên qua không gian sắc bén mà lạnh lẽo kia, ngay khi chỉ ấn tới trước mặt Lục Lâm Thiên đã tiêu tán toàn bộ. Ta nói rồi. Ngươi còn chưa có tư cách cam đoan cái gì. Tuyên cổ cảnh sơ giai cũng không được. Dứt lời, bàn tay Lục Lâm Thiên dương lên, lập tức vỗ về phía xa. Vòng xoáy đồ án âm dương trên không trung bắt đầu khởi động, một cánh tay tràn ngập kim quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện giống như từ trong trời xanh phá không mà xa. Ở giữa thủ ấn có đồ án âm dương, chung quanh xuất hiện hư không đen kịt, bỗng nhiên chụp về phía Tùng Liệt. Khí tức sắc bén mà lạnh lẽo tựa như hủy diệt, thế không thể đỡ. Phốc phốc, không có một chút lực kháng cự nào, khi thủ ấn màu vàng còn chưa chụp xuống, trong miệng Tùng Liệt đã có máu tươi phun ra. Khi thủ ấn màu vàng chụp xuống, thân hình hắn dưới thủ ấn màu vàng bị đánh bay xuống mặt đất phía dưới. Oanh! Trong phạm vi vài dặm dưới sự ảnh hưởng của thủ ấn màu vàng, mặt đất hiện lên dấu vết một bàn tay cực lớn. Cả phiến không gian tựa như sơn băng địa liệt, mấy ngọn núi khổng lồ ở trung cơ nơ bị vỗ cho dạn nứt tạo thành khe nứt. Ngọn núi khổng lồ lung lay, vô số tảng đá bắn tứ tung. Khe nứt trên mặt đất lan tràn ra xa, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất không ngừng chấn động. Khi tất cả khôi phục lại được một chút, vô số ánh mắt chung quanh vẫn tràn ngập vẻ kinh hãi, cả không gian lặng ngắt như tờ. Ực, lần này không biết có ai nuốt nước bọt, ai cũng thật không ngờ, Thái A phá hủy thân hình Phùng Phong kia đã đủ nghiêm trọng. Chẳng ai ngờ Thái A lại tiếp tục ra tay diệt sát thân hình hồn anh và linh hồn phân thân của Phùng Phong. Đây chính thức là thần hồn câu diệt A. Mà cường giả chấp pháp đội Tùng Liệt có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai, tuyên cổ cảnh sơ giai A, không ngờ dưới một chiêu của người ta bị đánh bay, cũng không biết còn sống hay đã chết. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy nhịp thở khiến cho người ta nhìn vào ngây ngốc. Mà ngay cả người của hai hộ hoàng đội cũng nghẹn họng không nói được lời nào. Cả đám nhìn nhau. Không có ai nghĩ hai vị thiếu chủ Lục Lâm Thiên và Thái A này lại ra tay gọn gàng như vậy, không có chút khách khí nào. Người của tuần tra đội kia vốn tưởng rằng sau khi chấp pháp đội tới thì những người này sẽ không may, bọn họ đang chờ được báo thù. Ai ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, ngay cả một cường giả trong chấp pháp đội cũng bị đối phương không chút khách khí đánh bay. Những người có chút chờ mong xem náo nhiệt và báo thù lúc này ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, thân hình run rẩy không ngừng.
phụt. Trong khe nứt dưới mặt đất, thân hình Tùng Liệt từ trong khe nứt chui ra, khí tức suy yếu, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng thật sâu. Hắn thật không ngờ trong vòng một chiêu hắn đã bị thua như vậy, còn thua thảm. Tùng Liệt đương nhiên còn không biết, Lục Lâm Thiên mà hắn đang đối mặt biến thái tới mức nào. Ở trên phong thần đài của Vạn Thế Đối Quyết, khi đó nghịch thiên tà long cũng đã là tuyên cổ cảnh sơ giai, tuy bởi vì trọng thương cho nên tu vi thực lực tuy rằng không có khôi phục tới đỉnh phong, thế nhưng bản thân lại có ưu thế và thiên phú của linh vật trời sinh, thực lực không dưới người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai bình thường. Sau đó Lục Lâm Thiên lại thôn phệ Liên Hàn Long có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, cho nên thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại không cần phải nói. Huống chi ngũ hành tương khắc, vừa rồi trong lao ngực thời không thuộc tính kim, kim khắc mộc, thuộc tính mộc trời sinh đã bị áp chế, kết cục của Tùng Liệt này không cần phải nói. Ánh mắt đảo qua đám người chung quanh, Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức quay đầu nói với đám người sau lưng. Chúng ta đi vào trong mật địa thiên giới thôi. Thiếu chủ. Đám người vô tướng nhìn Tùng Liệt cùng với người chấp pháp đội, tuần tra đội bị thương, sắc mặt do dự, đánh trọng thương và đánh chết người của chấp pháp đội, lại còn muốn đi vào trong mật địa thiên giới, hậu quả ra sao vô tướng cũng không biết rõ. Thế nhưng theo hắn biết, thanh niên đồng lứa trong thiên giới này như mây, trong chấp pháp đội, thực lực của Tùng Liệt kia không phải là mạnh nhất. Sao vậy? Lục Lâm Thiên nhìn vô tướng, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh, dường như biết rõ vô tướng muốn nói cái gì. Vô tướng nói, thiếu chủ, chúng ta có thể đi vào chậm hơn được hay không? Dù sao chúng ta đã trì hoãn nhiều ngày như vậy, có cần tìm quỷ cốc hoàng giả hay không? Hoặc là tìm tam kỳ lão nhân một chút? Vô tướng hiểu rõ, lần này Thái A đánh chết người chấp pháp đội, khi đi vào trong mật địa thiên giới có hậu quả gì không rất khó nói. Nếu như có thể tìm cha nuôi quỷ cốc hoàng giả và tam kỳ lão nhân, ít nhất cũng có hậu trường có mặt A. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Thái A đánh chết người chấp pháp đội, đây cũng là điều mà Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ tới. Vốn Lục Lâm Thiên định ngăn cản, thế nhưng khi đó Thái A đã ra tay xong. Đã đắc tội với Phùng Phong kia, phá hủy thân hình hắn, giữ lại quả thực hậu hoạn vô cùng. Thế nhưng mà đánh chết người này, nhóm người hắn mới tới, cũng vô cùng phiền phức. Đây là ngày cuối cùng đúng không? Lục Lâm Thiên thấp giọng nói, dựa theo lời nói của Hướng Hầu Minh trong vô sắc thế giới mà nói. Hắn và Thái A nếu như hôm nay không tiến vào trong mật địa thiên giới sẽ bị hủy bỏ tư cách. Có thể tiến vào trong đó lĩnh ngộ rồi tu luyện mà nói, bên trong có tất cả lĩnh ngộ của các cường giả trong thượng thanh đại thiên thế giới, cơ duyên bực này cực lớn. Ánh mắt biến ảo, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, nhanh chóng lao vào trong vòng xoáy ở giữa ngọn núi trước mặt, nói. Chúng ta vào thôi, nếu như không muốn đi vào thì có thể trở về. Siêu. Thái A thu tà ảnh hồn dương kiếm vào trong mi tâm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang không chút do dự đi theo sau Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi. Ánh mắt vô tướng khẽ nhúc nhích, lập tức theo sau lưng Lục Lâm Thiên, đám người Tô Nhan, Bắc Đông, Vu Mã Tam Giới cũng không có bao nhiêu do dự mà phóng về vòng xoáy phía trước. Đuổi kịp thiếu chủ. Sợ cái gì, ngay cả Liên Hàn Long cũng chết trong tay thiếu chủ, mau đuổi theo thiếu chủ. Siêu siêu. Mấy chục cường giả hộ hoàng đội nhìn nhau, lập tức nhảy vào trong vòng xoáy. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên trong không gian. Dưới ánh mắt oán hận của đám người Tùng Liệt, cả đám tiến vào trong thông đạo. Khuôn mặt đám người tuần tra đội, chấp pháp đội co rúm, sắc mặt khó coi, thế nhưng lại không có ai dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người tiến vào trong vòng xoáy không gian cho tới khi biến mất mà thôi. Thông báo cho tất cả người của chấp pháp đội phát động lệnh truy sát. Đánh chết người chấp pháp đội ta, mặc kệ hai người này là ai cũng phải khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn, ta muốn bọn chúng chết. Tùng Liệt nhìn từng bóng lưng tiến vào trong vòng xoáy, hai mắt đỏ rực, trong cổ phát ra một tiếng quát lạnh lẽo mà thê lương, trong mắt tràn ngập sát ý. Siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy không gian chui ra, từng đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung, nhìn không gian trước mắt, trong mắt mọi người hiện lên vẻ chấn động. Không gian bao la này không biết rộng lớn bao nhiêu, khắp nơi đều là những dãy núi nguy nga, vách đá dựng đứng. Mọi người lơ lửng giữa không trung, dưới chân là mây mù lượn lờ, ở phía không gian xa xa dường như còn có những kiến trúc. Mà điều khiến cho mọi người rung động là năng lượng thiên địa ở trong không gian này chấn động, năng lượng thiên địa ở trong này đã đạt tới tình trạng khiến cho Lục Lâm Thiên chính thức rung động. Khí tức ở trong không gian này xa xưa, viễn cổ.
Dưới loại khí tức này, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác nguyên đan chữ vạn trong đan điền lại bắt đầu từ từ chuyển động, trong lúc vô hình dường như bị một loại lực lượng nào dẫn dắt. Dưới loại dẫn dắt vô hình này, Lục Lâm Thiên không thể không cưỡng ép ngăn chặn nguyên đan chữ vạn đang vận chuyển. Đây là hỗn độn thế giới, cũng là hỗn độn thế giới bị đại năng viễn cổ luyện hóa, Lục Lâm Thiên không muốn người ta phát hiện ra thứ gì. Sư phụ, có phải con phạm sai lầm rồi hay không? Con không nên giết Phùng Phong kia đúng không? Thái A lơ lửng trên không trung, lập tức ngẩng đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên ở bên cạnh. Lục Lâm Thiên vỗ vỗ vai Thái A, khéo miệng nở nụ cười khổ, lập tức thoải mái nói. Giết thì giết, giữ lại cũng là một tai họa. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Nơi này chúng ta cũng không quen a. Thái A nói. Thiếu chủ, vốn sau khi chúng ta tiến vào trong mật địa thiên giới sẽ có người sắp xếp cho chúng ta nơi đặt chân. Sau đó sẽ có người sắp xếp cho thiếu chủ lĩnh ngộ và tu luyện, thế nhưng hiện tại. Vô tướng khẽ nói, sau đó hắn khẽ thở dài nói tiếp. Chúng ta không chỉ động vào chấp pháp đội, đánh giết người chấp pháp đội, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, tin rằng chúng ta sẽ vô cùng phiền toái, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng cũng không nhất định. Lý cụ nghe vậy thân hình tiến lên một bước rồi tiếp lời. Ta cũng nghe nói một ít quy củ trong này, chúng ta động vào người chấp pháp đội đã là tối kỵ. Nghe nói chấp pháp đội quản mật địa thiên giới, cho dù là tộc nhân cổ tộc cũng phải nể mặt. Đừng nói là không có ai sắp xếp cho thiếu chủ tu luyện và lĩnh ngộ, sợ rằng hiện tại chấp pháp đội đã phát ra lệnh truy sát đối với chúng ta. Lệnh truy sát? Mọi người nghe vậy ánh mắt khẽ đổi. Vô tướng, ta nhớ ngươi đã từng nói qua với ta tất cả chuyện trong này đều tự mình xử lý, cường giả trấn thủ mật địa thiên giới bình thường sẽ không nhúng tay vào chuyện bên trong, đúng không? Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, quay đầu hỏi vô tướng. Đúng là như vậy, tất cả mọi chuyện trong này chỉ cần không quá quan trọng thì cường giả trấn thủ mật địa thiên giới tự nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng mà lần này đánh chết một người trong hộ pháp đội, cường giả trong này có nhúng tay hay không khó mà đoán trước được. Khuôn mặt vô tướng tràn ngập vẻ lo lắng, hắn chưa từng tới mật địa thiên giới, thế nhưng lại biết rõ bên trong cường giả như mây. Chỉ cần cường giả kia không nhúng tay vào, lệnh truy sát thì có làm sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có tinh quang bắn ra, hắn nói. Hình như có người tới, tiểu đội 5 người, hẳn là chấp pháp đội, từ khí tức xem ra đám người này tới không có ý tốt. Sư phụ, có 5 người mà thôi, động thủ đi. Thái A bắt đầu đứng thẳng, trong thân hình gầy gò, hàn ý lạnh lẽo bắt đầu tràn ra. Đây là địa bàn của người khác, trước tiên chúng ta nên tìm nơi yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn quần sơn nguy nga được mây mù bao phủ bên cạnh rồi nói. Chúng ta đi thôi. Siêu siêu. Hơn 10 đao thân ảnh lập tức xẹt qua không gian, nhanh chóng biến mất trong quần sơn nguy nga. Siêu siêu. Một lát sau, 5 đạo thân ảnh phá không xuất hiện trên không trung, 5 cỗ khí tức sắc bén lan tràn. 5 thanh niên này đáp xuống, thoạt nhìn đều trẻ tuổi, bộ dáng đều không tới 30 tuổi. Trong đó có một thanh niên mặc áo trắng dò xét bốn phía, sau đó hỏi một thanh niên mặc hoa phục trước mặt. Đội trưởng, không nhìn thấy người, tại sao lại có người dùng lệnh truy sát vậy? Thanh niên mặc hoa phục có thân hình cao ngất, bộ dáng có chút tuấn tú, toàn thân lộ ra khí tức trầm trọng, trong lúc mơ hồ khiến cho không trung trên đầu vặn vẹo. Người này nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn bốn phía nói. Lệnh truy sát là do Tùng Liệt phát ra, nhất định là phía Tùng Liệt xảy ra vấn đề. Theo ta được biết, chấp pháp đội từ trước tới nay còn chưa vận dụng qua lệnh truy sát a. Một thanh niên mặc trường bào màu vàng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho tiểu đội bên kia phát ra lệnh truy sát? Chẳng lẽ có người động tới chấp pháp đội chúng ta hay sao? Đây là cửa vào của mật địa thiên giới, ở trong mật địa thiên giới ai dám động thủ với chấp pháp đội chúng ta? Ta thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì khác. Thanh niên cao ngất được gọi là đội trưởng nói. Siêu siêu. Trong vòng xoáy không gian, không ít thân ảnh nhảy ra trước mặt 5 người, đây chính là 4 người Tùng Liệt của chấp pháp đội, cùng với đám người của tuần tra đội. Tùng Liệt, xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên cao ngất đảo qua đám người, hai hàng lông mày trầm xuống, hai mắt lập tức nhìn vào Tùng Liệt đang có chút suy yếu. Thanh Khải, hai người chiến hoàng, chiến thần trong vạn thế đối quyết vừa rồi đã thương thắng kiệt sư đệ trong tuần tra đội. Đánh chết Phùng Phong. Cũng đánh ta trọng thương. Tùng Liệt trầm giọng nói. Hai người này đang upsilon chấp pháp đội chúng ta, không
không thể buông tha hai người này. Không ngờ lại dám động tới người chấp pháp đội chúng ta. Nghe vậy, sát ý trong mắt Thanh Khải bỗng nhiên bắn ra, trầm giọng nói. Giết người chấp pháp đội chúng ta, mặc kệ hai người này là ai nhất định phải chết. Tùng Liệt có chút oán hận, thế nhưng trong mắt vẫn còn tràn ngập vẻ sợ hãi, nói. Thực lực của hai tiểu tử kia khủng bố vô cùng, đặc biệt là thực lực của kẻ làm ta trọng thương quá kinh khủng, các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạnh như vậy sao? Thanh Khải nhìn thương thế trên người Tùng Liệt, cũng không có nói thêm gì, thương thế trên người Tùng Liệt đã chứng minh tất cả, thực lực của đối thủ cường hãn. Ánh mắt hắn trầm xuống, nói. Đoán chừng mấy tiểu đội bọn họ đã nhận được tin tức, đồng thời đang chạy tới. Đợi đám người Mỹ Linh, Mỹ Cơ, Thiết Thủ, Vô Tình, Sát Thiên, Pháp Phương tới, hai tiểu tử kia sẽ biết cái gì gọi là chấp pháp đội. Đỡ upsilon.ng tới người chấp pháp đội ta nhất định là chuyện cuối cùng mà bọn chúng hối hận trên đời này. Dãy núi ở trong, mây mù lượn lờ, năm đạo thân ảnh xuyên thẳng qua rừng rậm. Năm người không phải người nào khác mà chính là Lục Lâm, Thái A, Vô Tướng, Phu Mã Tam Giới còn có Lý Cụ. Sư phụ, đã ba ngày rồi trong này vẫn rất lớn, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Trên một sườn núi, xuyên thấu qua khe hở trong nhánh cây. Thái A nhìn qua dãy núi tùm, mây mù lượn lờ, giống như nhìn vào mặt nước mênh mông, cũng không biết nên đi đâu. Chúng ta đi về phía trước. Lục Lâm Thiên nhướng mày, trong ba ngày này Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác dường như mình không dùng tâm thần dò xét, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể nắm rõ phiến không gian này giống như lòng bàn tay, trong lúc vô hình dường như hắn có liên hệ với phiến không gian này. Loại liên hệ này tuy rằng không giống như Lục Lâm Thiên có thể khống chế linh vũ thế giới. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được tất cả mọi thứ trong không gian này. Dưới loại cảm ứng này, Lục Lâm Thiên phát hiện ra phía trước dường như có một nơi đặc biệt kia có chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Loại cảm giác này cũng không phải tới từ linh hồn lực nhạy cảm của hắn mà là từ nguyên đan chữ vạn trong đan điền. Chuyện này khiến cho bản thân Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Có nguyên đan chữ vạn, tuy rằng hắn không thể khống chế không gian này, thế nhưng lại có thể nắm rõ không gian này giống như lòng bàn tay, so với tâm thần dò xét còn mạnh hơn nhiều. Dưới sự trợ giúp của nguyên đan chữ vạn, trong vòng 3 ngày này hắn còn thành công tránh đi không ít lần tìm kiếm của chấp pháp đội và tuần tra đội. Trong 3 ngày này vì không muốn làm bại lộ hành tung, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể đem tất cả mọi người vào trong thiên trụ giới, chỉ để lại Vô Tướng, Vu Mã Tam Giới cùng Lý Cụ mà thôi. Thực lực của ba người này cũng là mạnh nhất. Bị chấp pháp đội đuổi giết, có nhiều người cũng vô dụng, ngược lại còn dễ làm bại lộ hành tung, ít người thuận tiện hơn nhiều. Nhìn quần sơn trước mắt, Lục Lâm Thiên ngừng một lát rồi nói. Nếu ta cảm giác không sai, phía trước hẳn có một nơi không hề bình thường, có lẽ chúng ta nên đi xem xét một chút. Sư phụ, chúng ta chỉ dựa vào cảm tính mà tới đó, không biết phải bao lâu mới tới a. Thái A nói, trong vòng 3 ngày này 5 người luôn đi bộ. Khí tức thu liễm không toát ra ngoài một chút nào. Khí tức chúng ta chấn động rất dễ dàng thu hút chấp pháp đội, một chấp pháp đội thì không sao, nhưng nếu như bị vây khốn thì có chút phiền toái. Siêu siêu, ngay khi đám người Lục Lâm Thiên, Thái A rời đi một canh giờ, trên sườn núi có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống. Bốn người dẫn đầu lơ lửng trên không trung, thân ảnh run lên, lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Hai nam hai nữ, trong đó có một người là Tùng Liệt khí tức suy yếu. Người khác là một thanh niên tuấn lãng gọi là Thanh Khải. Nhị nữ đều là người xinh đẹp, người bên trái mặc y phục màu xanh lục, đằng sau là một cái áo choàng mỏng, thắt lưng thon, da thịt nõn nà, khuôn mặt kiều mị, dung nhan động lòng người, khí chất lạnh lùng. Một nữ tử xinh đẹp khác mặc một bộ váy dài, trên mặt đeo một cái khăn che mặt mỏng, mái tóc đen búi lên có chút đơn giản, tóc mai rũ xuống cổ, hai mắt như nước vô cùng sáng rõ, giống như có bí văn quanh quẩn. Khuôn mặt kiều mỹ như trăng, đôi mắt như phát ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho người ta nhìn vào lập tức tâm thần thất thủ. Nữ tử mặc váy khẽ cúi xuống đất dò xét một phen, sau đó lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước nói. Hơn chục người của hộ hoàng đội kia đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, xem ra trên thân hai người kia có bảo vật không gian. Mỹ cơ, người có thể tra ra được bọn chúng ở nơi nào không? Thanh Khải nói với nữ tử mặc váy dài. Nữ tử này nói, xem ra trong 5 người này có người am hiểu ẩn nấp và săn giết, phải nhanh chóng bắt được bọn họ, phải đợi hai người thiết thủ, vô tình tới mới được.
hai gia hỏa kia nhất định không thể tha cho bọn chúng, ta muốn nghiền nát chúng thành tro. Trên khuôn mặt âm lệ của Tùng Liệt tràn ngập sát ý, ánh mắt âm hàn chớp động. Tùng Liệt, tiểu tử kia liệu có cường hãn như lời ngươi nói không? Một chiêu là có thể đánh ngươi trọng thương. Nữ tử gọi là Mỹ Cơ kia hỏi Tùng Liệt. Tùng Liệt nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, một kích kinh khủng kia còn khiến cho linh hồn hắn run rẩy, hắn cắn răng nói. Thực lực của tiểu tử kia quả thực khủng bố, bất quá chúng ta nhiều người như vậy hắn còn có thể chống lại được sao? Xem ra hai người này có lẽ chính là Lục Lâm Thiên và Thái A gần đây nổi danh như cồn, người này ở trên phong thần đài trong khu vực Liệp Tràng lấy một chọi bốn mà chiến thắng. Bởi vì đắc tội với Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không để ý quy tắc mà ra tay với người dự thi, cho nên mới không có phong hào chiến thần. Nghe nói người này lĩnh ngộ ra áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Hiện tại cường giả tám đại cổ tộc đều chú ý người này. Đánh trọng thương Tùng Liệt hẳn là hắn dùng áo nghĩa kỳ lạ thứ năm kia. Xem ra áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này vô cùng khủng bố. Âm thanh của nữ tử mặc váy kia khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng, mờ mờ ảo ảo. Mỹ Linh, người từ nơi nào biết được tất cả chuyện này, dường như gần đây chúng ta cũng không có đi ra ngoài a. Thanh Khải hỏi nữ tử mặc y phục kiều mị này. Nữ tử gọi là Mỹ Linh này khẽ nhíu mày, nói. Ta cũng nghe người cổ tộc nói, nghe nói người này lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, được không ít thế lực chú ý, nhưng mà cửu nhân của kẻ này cũng không ít. Phượng Hoàng nhất tộc chính là một trong số đó. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, trên người tiểu tử này nhất định có áo nghĩa bổn nguyên thứ năm a. Thanh Khải nghe vậy hai mắt sáng ngời, nói. Nếu như ai đạt được áo nghĩa bổn nguyên thứ năm, ta tin rằng thực lực của kẻ đó sẽ mạnh hơn không ít, đối với tu vi sau này có chỗ tốt cực lớn. Thanh Khải, chẳng lẽ người muốn áo nghĩa bổn nguyên kỳ lạ thứ năm kia của Lục Lâm Thiên sao? Mỹ Cơ nhìn Thanh Khải nói. Ta muốn, ta vô cùng hứng thú với áo nghĩa bổn nguyên kỳ lạ thứ năm. Ta thấy trong mật địa thiên giới này cũng có không ít người có hứng thú về phần ai có được phải dựa vào bổn sự của bản thân mình. Thanh Khải nói. Phù. Trong một hạp gốc, năm đạo thân ảnh lặng lặng ở trong một cái động, Thái A, Vô Tướng, Phu Mã Tam Giới, Lý Cụ, mấy người này đều nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, mãi đến khi hai con mắt khép hở của Lục Lâm Thiên mở ra, trong mắt hiện lên một chỗ hàn ý như ẩn như hiện. Sư phụ, người có dò xét ra được cái gì không? Thái A hỏi. Có người muốn áo nghĩa bổn nguyên kỳ lạ thứ năm trên người ta, người hứng thú cũng không ít. Lục Lâm Thiên nói, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Thiếu chủ, dường như bọn họ ngày càng đuổi tới gần A, chúng ta lại phải thu liếm khí tức chậm rãi đi về phía trước, sợ rằng rất nhanh sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Vô tướng nói, thợ săn và con mồi có đôi khi có thể chuyển đổi. Trong vòng 3 ngày dường như không có cường giả nhúng tay, chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên khẽ tung bay, hàn ý lạnh lẽo từ trong người tràn ra. Thiếu chủ, 3 ngày này thiếu chủ tránh đi những người kia chẳng lẽ là vì muốn thăm dò xem cường giả trong này có nhúng tay hay không? Chúng ta đi thôi, bọn họ muốn chơi vậy thì cùng chơi đùa với bọn họ đi. Ta cũng muốn biết đám người trẻ tuổi trong mật địa thiên giới mạnh như thế nào. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, xảo quyệt, nói. Có thể thông qua các loại phương thức tiến vào trong mật địa thiên giới, bất kể là có địa vị gì, thu hoạch trên người có lẽ không ít. Vào đêm, bầu trời bao la khôn cùng, mây mù lượn lờ, từng dãy núi lộ ra khí tức tang thương, trăng sáng treo trên cao, ánh sáng xuyên qua từng tán lá chiếu rọi xuống mặt đất, khiến cho cả cánh rừng nhìn qua có vẻ mê hoặc. Trong cánh rừng yên tĩnh bỗng nhiên truyền ra tiếng sột soạt này từ phía xa tới gần, lập tức có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đám người này tổng cộng có 12 người, khí tức sắc bén, chỉ là khuôn mặt 12 người hiện tại lúc này vô cùng khó coi, cả đám thấp giọng oán hận. Âm thanh vang vọng, quanh quẩn trong núi rừng. Nghe nói Tùng Liệt của chấp pháp đội một chiêu đã bị trọng thương, đây chính là tuyên cổ cảnh sơ giai A. Để tuần tra đội chúng ta tới tìm kiếm, nếu như không tìm được hai người kia còn tốt, nếu như tìm được không biết là ai không may A, những người kia ngay cả người của chấp pháp đoàn cũng dám giết, giết chúng ta sợ rằng bọn họ càng không cần cố kỵ. Cũng không có biện pháp nào khác, ai bảo chấp pháp đội cưỡi lên đầu chúng ta cơ chứ. Ta nghe nói, đều là do đám người sư thắng kiệt kia, không có việc gì lại trêu vào hai ân người kia. Lần này mới tạo thành phiền phức lớn như vậy. Một đám vương bát đản,
ta sẽ không để yên cho bọn chúng. Tiếng chửi rủa trầm thấp quanh quẩn trong núi rừng, 12 người của tuần tra đội này đều cẩn thận từng tí một, đề phòng gặp phải đám người dám giết người chấp pháp đội trong lời đồn kia. Các ngươi vận khí không tốt rồi, quả thực đã tìm được chúng ta. Vào trong núi rừng đột nhiên truyền ra một tiếng cười châm chọc, lập tức có 5 đạo thân ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện, nhanh chóng hiện lên trước mặt 12 người này. 12 người này nghe vậy thân hình đột nhiên run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên 5 đạo thân ảnh. Ở giữa là một nam tử áo bào xanh cùng với một thanh niên gầy gò, từ trang phục xem ra chính là người mà bọn họ cần tìm. 5 người này nhìn 12 người bọn họ bằng ánh mắt châm chọc, giống như là mèo gặp chuột vậy, hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt. Các người chính là 2 người mới vào sao? Một người có tu vi niết bàn cảnh trung giai dường như là đầu lĩnh trong 12 người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nam người. Từ tin tức mà bọn họ nhận được, đám người tới đây có hơn chục người, mà trước mắt bọn họ có 5 người mà thôi. Siêu! Cùng lúc, người đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đột nhiên bóp nát một khối ngọc giản trong tay. Không hợp tác sao? Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, thân ảnh dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai, một đạo quyền ấn dùng xu thế như sấm sét xuyên thủng không gian, phong tỏa không trung, lập tức mang theo kim quang rực rỡ, nặng nề đánh vào trên ngực thanh niên đầu lĩnh này. Phanh! Không có một chút đình trệ nào, thậm chí còn chưa có ai kịp phản ứng, tốc độ này thực sự quá nhanh, nhanh tới mức người có tu vi niết bàn cảnh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà trên ngực thanh niên đầu lĩnh kia lập tức vang lên âm thanh xương cốt đứt gãy. Phụt! Thân hình thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai này lập tức va vào một cây đại thụ sau lưng, đỡ upsilon.ng nát 2 cây đại thụ phía sau, lúc này miệng mới phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Có không ít người tới đây, động thủ, tốc chiến tốc thắng. Lục Lâm Thiên lần nữa hành động, quanh thân có quang mang phô thiên cái địa tuôn ra. Trong núi rừng lập tức nặng nề, 11 người còn lại còn chưa kịp có phản ứng đã bị trói buộc. Siêu siêu! Cùng lúc, 4 người vô tướng, Thái A, Phu Mã Tam Giới, Lý Cụ nhanh chóng hành động. Rầm rầm rầm! Âm thanh trầm đỡ upsilon, C vang lên, lập tức vang vọng trong núi rừng, không ít đại thụ che trời bị đỡ upsilon.ng nát. Siêu 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 siêu! Trên không trung phía xa cơ hồ cùng lúc có số thân ảnh đáp xuống mảnh núi rừng bị phá hủy bừa bộn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đám người vừa đến lập tức đại biến, trong 4 người dẫn đầu có 2 nữ tử xinh đẹp chính là Mị Cơ và Mị Linh, đôi mắt xinh đẹp của 2 người nhìn chung quanh, con mắt khẽ đảo, sắc mặt lập tức khó coi. Chỉ thấy lúc này trước mặt mọi người là 12 thanh niên, toàn thân bị người ta cấm chế, thân hình TA ẩn TA Upsilon ổng bị buộc vào trên trà cây. Máu tươi đầm đìa, khí tức suy yếu, nhẫn chữ vật trên tay dường như đã bị cướp đi. Đội trưởng, người xem, phía trên có chữ. Một thanh niên áo trắng nhìn một cây đại thụ che trời bị tước vỏ, bên trên có mấy chữ to viết bằng máu tươi, bên trên có viết 6 chữ. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Nhanh, nhanh giải cấm chế trên người bọn họ, cho bọn họ mặc y phục, một đám phế vật. Sắc mặt Thanh Khải âm trầm. Không cần đoán cũng biết việc này ngoại trừ đám người Lục Lâm Thiên kia ra cũng không còn có ai khác. Đội trưởng, không giải được cấm chế, thực lực người ra tay rất mạnh, muốn phá giải dường như bằng vào thực lực của chúng ta dường như còn chưa đủ. Một thanh niên bay lên trên không trung, cố gắng phá giải cấm chế trên thân hình một người của tuần tra đội, thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra đối phương cố ý bố trí cấm chế rất mạnh, khiến cho hắn không có cách nào cởi bỏ. Chúng ta cũng không giải được. Cấm chế được bố trí quá mạnh mẽ. Không ít người của chấp pháp đội tiến lên muốn giải cấm chế cho người của tuần tra đội, thế nhưng lại phát hiện ra không có cách nào phá bỏ cấm chế. Đáng hận! Thanh Khải nhìn qua 12 thanh niên trần như nhộng của chấp pháp đội, còn bị cấm chế, hai mắt giận dữ cơ hồ như toát ra lửa. Lục Lâm Thiên này và Thái A dường như đang upsilon với chấp pháp đội, quang minh chính đại upsilon bọn hắn. Siêu siêu! Cũng vào lúc này, Thanh Khải, Tùng Liệt, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, trong tay 4 người nhanh chóng có một khối ngọc giản đang chớp động, ánh mắt 4 người lập tức nhìn về phía một thâm sơn đằng xa. Lại có tuần tra đội gặp bất trắc, Tùng Liệt, 4 người đội các ngươi lưu lại chiếu cố đám người này, ta cùng Mỹ Cơ, Mỹ Linh đuổi theo Lục Lâm Thiên kia. Thanh Khải vừa mới dứt lời, thân hình lập tức phá không rời đi.
Siêu siêu. Ba chấp pháp đội, tổng cộng 15 người lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Tùng Liệt nhìn đám người Thanh Khải, Mị Linh, Mị Cơ rời đi, ánh mắt âm trầm nhìn qua 12 người tuần tra đội Trần Như Nhộng đằng sau, trong mắt có chút chán ghé và xem thường nói. Tìm y phục đắp lên thân hình bọn họ, một đám phế vật. Không cần mặc y phục cho bọn chúng, dù sao các ngươi cũng không có ai may mắn thoát khỏi. Ngay khi Tùng Liệt nói xong, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tùng Liệt, sát khi âm trầm ăn mòn linh hồn kéo tới. Siêu! Sắc mặt Tùng Liệt đột nhiên đại biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thân hình nhanh chóng lui lại. Siêu siêu! Chỉ là tất cả đã muộn, trong sát na mấy đạo chỉ ấn tạo thành cấm chế đã rơi vào trên người Tùng Liệt, nguyên lực toàn thân hắn lập tức đình trệ, không có cách nào nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ầm ầm ầm, ba đạo âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, ba người có tu vi niết bàn cảnh cao giai của chấp pháp đội đồng thời bị bay về phía sau, chấp pháp đội của Tùng Liệt đã sớm bị đánh chết một người. Ba người còn lại và Tùng Liệt đã sớm bị thương tới tình trạng nghiêm trọng, lúc này lại bị cường giả đánh lén, trở thành đích ngắm. Phụt, trong miệng ba người này phun ra máu tươi đỏ thẫm, lập tức bị cấm chế, ba người vừa mới ra tay chính là ba Lục Lâm Thiên. Sau đó lại có một Lục Lâm Thiên khác xuất hiện. Bốn Lục Lâm Thiên, khí tức toàn thân đều âm hàn khiến cho linh hồn người ta bất an và rung động, đây chính là linh hồn phân thân Đại Hồn Anh vừa mới luyện hóa Liên Bất Bại ở trong tầng thứ 7 đi ra. Sau khi thôn vệ được một đạo linh hồn phân thân của Liên Bất Bại, thực lực Đại Hồn Anh có thể phát huy ra hiện tại không kém hơn tuyên cổ cảnh sơ giai bình thường, tăng thêm tính chất đặc thù của Đại Hồn Anh, sợ rằng tuyên cổ cảnh sơ giai bình thường căn bản không có cách nào chống lại. Bốn người của chấp pháp đội, Đại Hồn Anh vô thanh vô tức xuất hiện lập tức cấm chế bốn người này, bốn Lục Lâm Thiên lập tức hợp lại thành một, thu hồi bí pháp ám ma phân thân. Bốn thanh niên của chấp pháp đội nhìn thấy một màn tước mắt trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bốn người bọn họ không dám hoài nghi Lục Lâm Thiên này có dám giết bọn họ hay không. Bởi vì bọn họ đã có một đồng bạn bị đánh chết. Đuổi giết thoải mái không? Nhưng mà ai là thợ săn, ai là con mồi thì khó nói a. Đại Hồn Anh Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt Tùng Liệt, một đạo trưởng ấn rơi vào trên đỉnh đầu hắn. Siêu siêu. Trong giây lát ngắn ngủi, khuôn mặt Tùng Liệt run rẩy, ánh mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, ngũ quan vặn vẹo, thế nhưng dưới tình huống bị cấm chế, dường như hắn có muốn kêu thảm thiết cũng không được. Một lát sau Lục Lâm Thiên mới thu thủ ấn lại, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Thi triển siêu linh thuật cho nên hắn biết rõ không ít tin tức trong này. Đối với tình huống bây giờ của hắn mà nói có chút thuận tiện, sẽ không khiến cho hắn giống như một thái điểu chạy loạn khắp nơi trong núi rừng này. Kế tiếp tới phiên các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn ba người còn lại của chấp pháp đội, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, nụ cười này khiến cho trong lòng bốn người Tùng Liệt đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, có cảm giác sởn cả gai ốc. Siêu siêu. Ba người Thanh Khải, Mị Linh, Mị Cơ đáp xuống một mảnh rừng rập bừa bộn, trên cây lại có 11 thanh niên bị buộc vào cành cây. Thân hình ta ẩn ta upsilon ông. Còn có một nữ tử chỉ lưu lại nội y, thế nhưng vẫn khiến cho xuân quang tỏa ra, đám thanh niên của chấp pháp đội nhìn thấy vậy thiếu chút nữa máu mũi chảy ra. Tổng cộng là 12 người, cũng bị cấm chế, trên người vết thương chồng chất, khí tức suy yếu, ánh mắt ngốc trệ, tuyệt vọng, xấu hổ. Đội trưởng, trên cây cũng lưu lại chữ. Một thanh niên nhìn một cây đại thụ che trời cách đó không xa có khắc mấy chữ bằng máu, mấy chữ này có viết. Các ngươi tới muộn rồi, bây giờ trở về đi, bằng không sẽ không cứu được Tùng Liệt a. Đáng hận, trở về, lập tức trở về, Tùng Liệt gặp phiền phức rồi. Thanh Khải hét lớn, lập tức phá không dẫn đầu quay về. Đội trưởng, những người kia thì sao? Những phế vật này không cần quan tâm, về trước cứu Tùng Liệt. Trong giây lát ngắn ngủi, trên một cây đại thụ che trời lại có thêm bốn thanh niên bị buộc lên trên, thân hình bị cấm chế, trơ mắt nhìn người ta làm mọi việc, định đoạt, thế nhưng lại không có chút biện pháp nào. Bốn người này chính là bốn người Tùng Liệt của chấp pháp đội. Có thể tiến vào mật địa thiên giới, thân là một thành viên của chấp pháp đội, tuy rằng không giống như vạn thế đối quyết được hàng ức ức vạn người chú ý, thiên phú của bọn họ hoặc là không bằng người trong tộc, hoặc là không phải là người trẻ tuổi cao cấp nhất trong sơn môn. Thế nhưng có thể tiến vào trong mật cảnh thiên giới đã đại biểu cho thiên phú của bọn họ vô cùng tốt. Cũng là một nhân vật phong vân trong đám người trẻ tuổi.
chỉ là lúc này bốn người lại có xúc động muốn chết, bị người ta lột sạch y phục treo ngược lên cây, trên người bị vơ vét không còn thứ gì. Lục Lâm Thiên này không chỉ là thổ phỉ mà còn là ác ma kinh khủng nhất, thậm chí còn có chút biến thái. Chuyện này so với việc giết bọn họ còn khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận hơn nhiều. Dáng người cũng không kém, chỉ là thực lực kém một chút, về sau gặp phải ta sẽ không khách khí như vậy nữa. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, rất thỏa mãn với kiệt tác của mình, thân hình hóa thành huyết sát chi khí âm hàn, vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Siêu siêu. Ngay khi thân hình đại hồn anh của Lục Lâm Thiên biến mất không lâu, từng đạo thân ảnh đột nhiên phá không bay tới. Mà khi nhìn thấy bốn người Tùng Liệt bị treo lên cây, vẻ giận dữ trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi, đám người Tùng Liệt không có chút phản kháng nào mà bị làm nhục như vậy, nếu như đổi lại là bọn hắn thì sao? Chẳng lẽ bọn nhắn là đối thủ của Lục Lâm Thiên kia sao? Đám người Lục Lâm Thiên này có phải là biến thái hay không, không ngờ lại thích làm như vậy. Mỹ Cơ khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên vẻ lo lắng. Mỹ Linh nói, người này cực kỳ cuồng ngạo, không để chúng ta vào trong mắt chút nào, đây không giống như là hành động của một đội. Có lẽ bọn họ tách ra làm hai đội hoặc là ba đội. Muốn vây bắt ngược lại chúng ta, không thể không nói Lục Lâm Thiên này đủ to gan lớn mật. Hắn ta đang trần trụi khiêu chiến với chấp pháp đội chúng ta, cuồng vọng Upsilon, không giết những người này. Chấp pháp đội chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thanh Khải nhìn cảnh tượng trước mặt, hàn ý trong mắt nồng đậm tới mức tận cùng, khẽ quát. Thông báo cho thiết thủ và vô tình nhanh chóng tới đây, ta muốn cho đám người Lục Lâm Thiên này biết rõ kết cục của việc Upsilon chấp pháp đội chúng ta. Trong mật cảnh thiên giới đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, tiểu gia hỏa kia quả thực đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 trong thượng thanh đại thiên thế giới ta. Trong hư vô, trên một khối đá có mấy đạo thân ảnh đang đứng, khí tức thu liễm khiến cho không ai có thể dò xét ra. Nhưng mà tiêu tử này quá lớn mật, dám giết người trong thiên giới, quá lớn mật a. Có một ít người trong chấp pháp đội những năm này hung hăng càn quấy vô cùng, bọn chúng chỉ thông qua con đường khác mà tiến vào mật cảnh thiên giới, lại quên đi việc những người khác thông qua vạn thế đối quyết mà tiến vào, ỷ vào thời gian ở bên trong không ngắn, thực lực mạnh hơn một ít đã diễu võ dương oai. Bắt nạt kẻ yếu. Mà ngay cả tộc nhân cổ tộc bọn chúng hiện tại ngày càng không đặt vào trong mắt. Ý giới chủ là, để cho Lục Lâm Thiên này làm gì thì làm đi, hắn đã thăm dò chúng ta 3 ngày, người này đủ cẩn thận, hiện tại mới ra tay cũng không có tùy tiện lấy tính mạng của đám người kia, vậy thì cứ để cho hắn làm gì thì làm đi. Ngừng một lát, âm thanh này tiếp tục vang lên. Ta cũng muốn biết Lục Lâm Thiên này rốt cuộc mạnh như thế nào. Gia hỏa kia không ngờ lại mở miệng bảo ta chiếu cố tiểu tử Lục Lâm Thiên này 1-2, đồng thời vì để cho chấp pháp đội nhớ lâu một chút, nhớ kỹ vị trí của bọn chúng trong mật cảnh thiên giới này. Giới chủ, Tịnh Kiếm Hoàng, Mặc Ngã Hành truyền đến tin tức, thực lực của Lục Lâm Thiên này đủ sức chống lại tuyên cổ cảnh sơ giai, không lâu trước trong Thái Minh thế giới đánh chết mấy tuyên cổ cảnh sơ giai, mà ngay cả tuyên cổ cảnh cao giai như Liên Hàn Long của Thiên Long Tông cũng biến mất, không rõ tung tích. Đồn rằng đã bị Lục Lâm Thiên này đánh chết, thế nhưng dù sao cũng là lời đồn, những năm gần đây chấp pháp đội ở trong tay thiết thủ, vô tình, sát thiên và pháp phương, bằng không chấp pháp đội cũng không coi ai ra gì như bây giờ. Bốn gia hỏa này quả thực có thiên phú khủng bố, thiên phú so với một ít người trong cổ tộc bên ngoài không yếu hơn. Đặc biệt là sát thiên và pháp phương này, luôn xếp trong top 15 trên thiên bảng, đồn rằng pháp phương kia chưa từng vận dụng toàn lực. Ngay cả đám người cổ tộc cũng kiêng kỵ hắn, Lục Lâm Thiên này tuy rằng là mạnh, thế nhưng so với đám vô tình, thiết thủ, đặc biệt là pháp phương và sát thiên mà nói, sợ rằng cũng không bằng. Huống chi đám người Lục Lâm Thiên này thoạt nhìn đều là người tâm ngoan thủ lạt, vạn nhất động thủ thực sự, đối với cả thượng thanh đại thiên thế giới chúng ta đều là bất lợi. Dù sao người trong thiên giới đều là tương lai của thượng thanh đại thiên thế giới chúng ta. Thật sao, vậy thì thử xem một chút đi. Để cho bọn chúng làm ầm ĩ một hồi, thiên giới từ lâu đã quá yên bình, chỉ tu luyện và lĩnh ngộ cũng không phải là chuyện tốt. Muốn chiến thắng trong thương khung chiến trường chỉ dựa vào lĩnh ngộ và tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn. Về phần thương vong, tu luyện vô tình, chúng ta có thể bảo hộ được nhất thời thế nhưng không thể bảo hộ được chúng cả đời. Trong rừng rậm thâm uyên có 5 đạo thân ảnh ngồi khoanh chân, trong đó có 1 đạo thân ảnh mặc áo bào xanh ngẩng đầu nhìn đám mây trên không trung. Mãi một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Sư phụ, thế nào? Thái A hỏi.
Không có gì, có lẽ không có chuyện gì lớn. Lục Lâm Thiên nói. Dưới sự cảm ứng của nguyên đan chữ vạn trong cơ thể, Lục Lâm Thiên phát hiện ra trong đám mây đó có chút khí tức như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt, nhưng hắn chỉ cảm ứng được mà không có cách nào dò xét ra. Dựa theo Lục Lâm Thiên suy đoán, sợ rằng có cường giả của mật địa thiên giới ở trong đó, những cường giả này không có ra tay, vậy chứng minh những cường giả thiên giới này sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện trong mật địa thiên giới, vậy thì hắn cũng có thể yên tâm. Sư phụ, chúng ta hôm nay đối phó với hai đội tuần tra, còn có một chấp pháp đội, có lẽ đám người kia hiện tại đang tức điên lên a. Tâm tình của Thái A không tệ, đêm nay đám người kia nhất định sẽ gà bay chó chạy a. Cường giả chấp pháp đội đang chạy tới, thực lực rất mạnh, chúng ta cần phải cẩn thận. Lục Lâm Thiên nhíu mày, từ trong trí nhớ linh hồn của Tùng Liệt hắn thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong thiên giới này tổng cộng có 8 chấp pháp đội, tổng cộng có 40 người, đều là người của Thượng Thanh Thế Giới. Là người tất cả các thế lực lớn thông qua các con đường tiến vào bên trong mật địa thiên giới này rồi trở thành chấp pháp đội. Trong mật địa thiên giới cũng không phải chỉ có cường giả phong hào chiến hoàng và chiến thần, người của cổ tộc, cũng còn có người thông qua đủ loại con đường mà tiến vào, tuần tra đội, chấp pháp đội còn có hộ hoàng đội. Còn có một ít thế lực và sơn môn, thậm chí là cổ tộc vốn không có tư cách tiến vào mật địa thiên giới, nhưng mà trong tộc, sơn môn, có cường giả có công lao lớn với Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, cho nên có cơ hội đưa một ít người ở trong tộc, trong sơn môn vốn không có tư cách tiến vào trong mật địa thiên giới tu luyện vào trong mật địa thiên giới tu luyện. Người trong mật địa địa giới, nhân giới nếu như có cơ hội đánh bại với người trong mật địa thiên giới cũng có thể tiến vào trong mật địa thiên giới. Mặt khác trong mật địa thiên giới, khi trước người có phong hào chiến hoàng còn có những người trẻ tuổi của cổ tộc, chỉ cần trong vòng 1.500 năm đạt tới tuyên cổ cảnh, sau này có thể vĩnh viễn ở trong thiên giới, tùy thời có thể tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ và tu luyện. Về phần 1.500 năm không có đạt tới tuyên cổ cảnh mà nói, vậy thì về sau sẽ không còn có cơ hội tiến vào trong thiên giới, nhưng mà bởi vậy cũng khiến cho nhân số thực tế trong mật địa thiên giới lớn hơn không ít. Nhưng người thông qua các loại con đường tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ tu luyện, đãi ngộ trong mật địa thiên giới lại không giống. Chỉ có cường giả cổ tộc và người có phong hào chiến hoàng, còn có đội trưởng chấp pháp đội cùng với số ít người này là người đặc thù mới có thể tu luyện, lĩnh ngộ ở nơi quan trọng nhất, những người khác không có tư cách này. 40 người của chấp pháp đội cũng không có ai trong 1.500 năm tiến vào tuyên cổ cảnh, khác với vạn thế đối quyết chính là chấp pháp đội tiến vào thời gian cùng đám người ở khu vực Liệp Tràng đạt được chiến hoàng phong hào 10 người tiến vào thời gian 1.500 năm. Cũng có thể nói, chấp pháp đội chính là đám người tiến vào từ 1.500 năm trước, sau 1.500 năm mới đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đám người Tùng Liệt chính đã tiến vào mật cảnh thiên giới này từ 1.500 năm trước, bởi vậy thực lực của đám người này đều cực kỳ cường hãn. Chấp pháp đội tổng cộng có bao nhiêu cường giả? Chẳng lẽ có người còn có thực lực mạnh hơn vô tướng và sư phụ hay sao? Thái A nhìn thấy sư phụ nhíu mày, cũng biết sợ rằng trong chấp pháp đội có không ít cường giả. Có vài người vô cùng khó dây vào. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, lập tức đem tất cả tin tức đạt được trong linh hồn của Tùng Liệt nói cho mọi người. Chấp pháp đội có 8 đội trưởng, Tùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Thiết Thủ, Vô Tình, Sát Thiên, Pháp Vương. 8 người này đều có tư cách tiến vào trong nơi quan trọng nhất của mật địa thiên giới để tu luyện, địa vị không kém người được phong hào chiến hoàng là bao. Trong 8 người này, 4 người Tùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh đã sớm có đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai, mà 2 người Thiết Thủ, Vô Tình đã tới tuyên cổ cảnh trung giai, về phần Sát Thiên và Pháp Vương, đồn rằng 2 người này thậm chí đã tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Một chấp pháp đội không ngờ lại có nhiều cường giả như vậy. Mật địa thiên giới quả nhiên danh bất hư truyền, những cổ tộc kia sợ rằng càng thêm cường hãn a. Vô tướng khẽ than thở. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, chấp pháp đội tuy rằng cường hãn, thế nhưng người chính thức có thể uy hiếp được hắn sợ rằng chính là Sát Thiên và Pháp Vương gì đó. Hai người này có bổn sự đó hay không Lục Lâm Thiên cũng chưa biết được. Có thái cổ U Minh Viêm trên người, tăng thêm thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải quá sợ chấp pháp đội. Nếu như ngay cả chấp pháp đội hắn cũng không làm gì được thì làm sao có tư cách chống lại người cổ tộc. Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Thái A rung động nói. Chúng ta cũng không thể luôn chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ được. Lục Lâm Thiên duỗi cái lưng,
nhìn lên trời cao, phía đông bắt đầu sáng rõ, tia sáng mặt trời đầu tiên từ phía đông đã xuất hiện. Trước khi mấy người kia của chấp pháp đội đuổi kịp, đám người này sẽ không dám đuổi theo chúng ta. Chúng ta đi tới phía trước, có lẽ sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Trong này là mật địa của hỗn độn thế giới, vùng núi này dường như gọi là Vạn Bảo Sơn, nghe nói thường xuyên xuất hiện thiên tài địa bảo. Phía trước cũng có chấn động, nói không chừng chúng ta sẽ có không ít thu hoạch ở phía trước. Nguyên đan chữ vạn trong đan điền của Lục Lâm Thiên ngày càng chấn rộng, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được phía trước có chấn động không tầm thường, ánh mắt khẽ đổi, hắn thấp giọng nói. Trong quần sơn và những cánh rừng bao la bạt ngàn, 19 đạo thân ảnh đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt sợ hãi, dường như đang đợi thứ gì đó, bốn người dẫn đầu này chính là Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, còn có Tùng Liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tùng Liệt cùng ba người trong tiểu đội mình vẻ mặt uể oải, ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Lần này trong tiểu đội bọn họ có một người chết, bốn người bị thương. Bốn người bọn họ không chỉ những thứ trên người bị cướp không còn một chút nào, nhẫn chữ vật bị cướp đi, ngay cả linh khí trong cơ thể, linh khí bổn mạng cũng bị mạnh mẽ cướp đoạt. Lại còn bị treo trên cây, đây quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn nhiều. Thân là người có tu vi niết bàn cảnh và tuyên cổ cảnh, nếu như ở bên ngoài đều là người có thanh danh hiển hách, không ngờ ở trong mật địa thiên giới lại bị trà đạp, vũ nhục như vậy. E rằng chuyện này sau này sẽ khiến cho bọn họ biến thành trò cười của mật địa thiên giới, thậm chí cả thượng thanh đại thiên thế giới. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt Tùng Liệt hiện lên sự oán hận vô cùng, một kiện linh khí áo nghĩa của hắn cũng bị mạnh mẽ rút ra, cũng khiến cho hắn bị trọng thương thêm một lần nữa. Lần này coi như mặt mũi hắn mất hết, về sau khó có thể ngẩng mặt nhìn người khác. Khi bị đám người Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh nhìn thấy thân hình trần như nhộng của mình, cảm giác lúc ấy của hắn so với chết còn khó chịu hơn nhiều. Siêu siêu. 10 đạo lưu quang từ phía xa lướt tới, trong nháy mắt ngắn ngủi khí thức của 10 người thu liếm, thế nhưng trong lúc vô hình dường như lại khiến cho cả ngọn núi khổng lồ cao ngất cũng phải run lên. Tùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Linh, Mỹ Cơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai thanh niên dẫn đầu trong 10 người nhìn vào đám người Tùng Liệt, trong đó có một thanh niên áo đen có ánh mắt khiến cho người ta bỡ ngỡ. Khuôn mặt lạnh lùng tựa như ở trong hầm băng, khi nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Vô tình, thiết thủ, các ngươi tới vừa lúc, hai người kia quá mạnh mẽ, giết người chúng ta, đoạt linh khí của chúng ta, còn... Thanh Khải lên tiếng, đồng thời còn trừng mắt nhìn Tùng Liệt, do dự một chút rồi nói tiếp. Tùng Liệt còn bị cấm chế treo ngược lên trên cây, đây chính là hành động vũ nhục và upsilon với chấp pháp đội chúng ta. Những người kia hiện tại đang ở nơi nào? Nam tử lạnh lùng lên tiếng hỏi. Có lẽ ở phía trước, bọn họ ẩn núp vô cùng sâu, thế nhưng cũng tiến lên rất chậm, bởi vậy cũng để lại dấu vết, muốn đuổi kịp bọn họ không khó. Mỹ Linh nói. Hai người này tên gọi là gì, tu vi thế nào? Một nam tử có khuôn mặt tái nhợt nói, người mặc một kiện trường sam màu xanh, hai tay lại để ở trong áo, khiến cho người ta không nhìn thấy hai tay. Hẳn là niết bàn cảnh, thế nhưng thực lực rất khủng bố, đồn rằng Lục Lâm Thiên trong đó còn lĩnh ngộ ra áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Trên người mang áo nghĩa bổn nguyên của áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Thanh Khải nói. Hoàng hôn, mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều tà chiếu rọi toàn bộ mật địa thiên giới. Lúc này năm người Lục Lâm Thiên, Thái A, Lý Cụ, Vô Tướng, Vu Mã Tam giới xuất hiện trên một vực sâu cực lớn. Dường như ở dưới này. Lục Lâm Thiên nói, bỗng nhiên vẻ mặt trầm xuống, nói. Xem ra chúng ta có phiền phức rồi, bọn họ đã đuổi theo. Thiểu chủ, có cần tránh đi hay không? Lục Lâm Thiên nhìn vực sâu phía dưới, ánh mắt khẽ đổi, nói. Lần này muốn tránh cũng không được, chỉ có thể động thủ một lần, tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong đám người đó vừa mới xuất hiện thêm cường giả. Trước vực sâu, thân ảnh 5 người lẳng lặng đứng đó. Ánh trời chiều như máu bao phủ vực sâu. Từ dưới vực sâu phản lại ánh sáng màu vàng vào vách vực dựng đứng, nhìn qua có chút huyền ảo. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, 5 người đều đang đợi, bọn họ đang chờ đợi đại chiến sắp xảy ra. Nguyên đan chữ vạn trong đan điền của Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được động tĩnh trong vực sâu này, có lẽ là có bảo vật gì đó cũng không nhất định. Bởi vì đây là hỗn độn thế giới, lại là sơn mạch vạn bảo, nếu như tiến vào trong vực sâu, rất có thể sẽ bị chấp pháp đội phát hiện ra,
bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng không có ý định tránh đi. Yên tĩnh trong giây lát, hai con mắt khép hờ của Lục Lâm Thiên khẽ động, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt có hàn ý nhàn nhạt bắn ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước lúc này có gần 30 cỗ khí tức bàng bạc xuất hiện trong tâm thần dò xét của hắn. Không cần nguyên đan chữ vạn hắn cũng có thể cảm giác được gần 30 người kia đã tới. Đến rồi, cường giả không ít, ba tuyên cổ cảnh sơ giai bình thường cùng với hai tuyên cổ cảnh cao giai. Hai tuyên cổ cảnh cao giai kia giao cho ta và vô tướng đối phó, Thái A, Phu Mã Tam Giới, Lý Cụ, các ngươi đối phó với đám người còn lại. Lục Lâm Thiên từ từ nói. Trong dò xét, Lục Lâm Thiên không khó nhận ra, trong 8 chấp pháp đội đã có hơn phân nửa người tới. Nếu không phải dựa vào linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trên người, quả thực Lục Lâm Thiên không dám chính diện chống lại. Nhưng hiện tại có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trên người, Lục Lâm Thiên cũng không có ý định tùy tiện vận dụng. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm là con át chủ bài của hắn, không tới thời điểm cuối cùng hắn vẫn không nên dùng thì tốt hơn. Bạo lộ ra con át chủ bài mạnh nhất ở trước mặt đối thủ không phải là một chuyện tốt, một khi vận dụng thì cũng chỉ có thể độc ác một phen. Hừ, lần này phải giáo huấn chấp pháp đội một chút. Thái A nghe Lục Lâm Thiên nói lập tức gật đầu, nguyên lực nóng bỏng trên người chấn động. Nguyên lực trên thân hình hai người Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ chấn động, như ẩn như hiện, cũng đã chuẩn bị tốt từ lâu. Bọn họ biết rõ chấp pháp đội khó dây vào, dùng thực lực của bọn họ cũng không đối phó được mấy người, kế tiếp chính là một hồi đại chiến. Tốc độ rất nhanh a. Lục Lâm Thiên nói, cánh tay khẽ phất, trong đan điền khí hải, nguyên lực cuồn cuộn trong người trào ra, giống như vạn thú cùng lao nhanh. Từng đạo nguyên lực giống như hồng thủy trút vào trong kinh mạch rộng lớn. Loại cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đã sớm đạt tới niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, thế nhưng không biết tại sao lại một mực không có cách nào tiếp tục đột phá. Siêu siêu. Khi Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, trước vực sâu, ánh trời chiều như máu bao phủ, năm đạo thân ảnh giống như lưu quang trước sau phóng tới. Từng cỗ khí tức bàng bạc giống như phong quyển tàn vân lan tràn. Xoẹt. Ngay lúc đó, theo những người này xuất hiện rồi đáp xuống, hai cỗ khí thế kinh khủng giống như cơn lốc khuếch tán, dùng tốc độ như thiểm điện phóng về phía năm người Lục Lâm Thiên, vô tướng. Dưới thanh thế khủng bố này, vô số cho bụi cùng đá vụn bốc lên, những nơi nó đi qua, không gian rung rung không ngừng. Mà khi hai cỗ khí thế cuồng bạo giống như cơn lốc này tới trước mặt năm người Lục Lâm Thiên cùng với vô tướng rốt cuộc có hành động, nguyên lực cường hãn của hai người tuôn ra. Giống như một bàn tay khổng lồ vô hình mạnh mẽ ngăn cản hai cỗ khí thế mạnh mẽ giống như cơn lốc này. Ngăn cản hai cỗ khí thế kinh khủng này trước người. Xoẹt. Hai cỗ khí thế lập tức chút xuống rồi tiêu tán giữa không trung, hóa thành vô hình. Chỉ là lại khiến cho một mảng lớn không gian bạo liệt, gợn sóng không gian bị nghiền nát không ngừng lan tràn sang hai bên. Két. Thân hình vô tướng bất động, không có một chút dao động nào. Thân hình Lục Lâm Thiên tuy rằng không có dao động, thế nhưng nham thạch xuống chân lại lặng lẽ biến thành bụi phấn, ánh mắt hắn có chút rung động, thực lực của hai người vừa mới tới này quả thực quá mạnh. Siêu siêu. Khi tất cả bình thường lại thì lại có 4 đạo thân ảnh đáp xuống, chính là đám người Tùng Liệt bị trọng thương. Tốc độ của 4 người này hiện tại cũng không nhanh bằng đám người Thanh Khải, đám người tới trước tự nhiên chính là bọn người Thanh Khải, Mị Linh, Mỹ Cơ. Tất cả người của chấp pháp đội đáp xuống, tổng cộng có 29 người, từng ánh mắt nhìn về phía 5 người Lục Lâm Thiên, nhưng mà 4 người Tùng Liệt đã không còn lực tái chiến cho nên có thể bỏ qua. Thanh niên mặc hắc bào lạnh lùng cùng với một nam tử tay ở bên trong ống tay áo không lộ ra ngoài nhìn Lục Lâm Thiên và vô tướng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa rồi bọn họ đã thăm dò qua, xem ra thực lực của hai người này quả thực không kém. Vô Tình, Thiết Thủ, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mị Linh, Tùng Liệt, 8 chấp pháp đội thì tới 6 rồi a. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thi triển siêu linh thuật với Tùng Liệt, khiến cho Lục Lâm Thiên đối với đám người trước mắt cũng không xa lạ gì. 6 tuyên cổ cảnh, hơn 20 niết bàn cảnh cao giai, dường như còn có người của tuần tra đội ở phía xa đang chạy tới, đội hình này không thể nói là kém a. Hai người Mỹ Linh, Mỹ Cơ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút chấn động. Nhiều năm trôi qua như vậy, hai người các ngươi chính là hai người cuồng vọng nhất, dám đỡ upsilon.ng tới chấp pháp đội ta, giết người chấp pháp đội ta, tất cả dừng ở đây. Thúc thủ chịu trói đi, các ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình.
Nhìn năm người Lục Lâm Thiên, thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói, ánh mắt khiến cho người ta lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên nhìn nam tử áo đen, người này gọi là Vô Tình, địa vị ở trong mật địa thiên giới không kém người có phong hào chiến hoàng bao nhiêu, thực lực cực kỳ cường hãn. Người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai, loại thực lực cấp độ này nếu như ở bên ngoài mà nói, đủ để trở thành bá chủ một phương. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Lâm Thiên nhìn qua Vô Tình nói. Ta là người có phong hào chiến hoàng, nếu như ta nguyện ý chấp pháp đội các ngươi cũng chỉ có thể mời ta trở về. Về phần thúc thủ chịu trói, chấp pháp đội các ngươi còn chưa có tư cách này a. Quả thực rất cuồng vọng, tiểu tử, cuồng vọng nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt khiến cho linh hồn người ta lạnh lẽo của Vô Tình bỗng nhiên nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, đây là ánh mắt lạnh nhạt không có bất kỳ cảm tình nào. Ai sẽ phải trả giá thật nhiều hiện tại còn chưa nhất định a. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên bắt đầu âm trầm, ánh mắt đảo qua sáu chấp pháp đội. Tùng Liệt, chính là tiểu tử này đã thương ngươi sao? Nam tử có tay giấu vào trong ống tay áo nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi Tùng Liệt sau lưng. Từ trên người Lục Lâm Thiên hắn không khó nhìn ra đây mới là năm người đứng đầu, khí tức toàn thân khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu, trong lúc vô hình tạo cho hắn một loại cảm giác không nói nên lời. Thiết thủ, giúp ta giết tiểu tử kia, chính là tiểu tử này không coi chấp pháp đội chúng ta vào trong mắt. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt Tùng Liệt hiện lên vẻ oán độc và sợ hãi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng, khóe miệng nở nụ cười lạnh, khẽ quát nói. Ai dám động vào thì tự gánh lấy hậu quả, đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử cuồng vọng, muốn chết. Vô Tình lạnh lùng quát một tiếng, ngay lúc đó, hơn 20 cỗ nguyên lực sau lưng đồng thời bạo phát, khí tức năng lượng khủng bố chấn động, hơn 20 đạo thân ảnh cơ hồ cùng lúc phóng về phía năm người Lục Lâm Thiên. Phanh! Cơ hồ cùng lúc, 20 đạo thân ảnh này lướt đi, thế nhưng một niết bàn cảnh cao giai sau lưng đột nhiên bắn ngược xuống mặt đất, nặng nề đập vào mặt đá cứng rắn trên thâm uyên, máu tươi trong miệng phun ra, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Một Lục Lâm Thiên khác mang theo khí tức huyết sát vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng chấp pháp đội, thân hình đại hồn anh của Lục Lâm Thiên đã sớm lặng lẽ ẩn nấp trong không trung. Cẩn thận! Hai người Vô Tình, Thiết thủ không hổ là người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai. Lập tức quay đầu lại, thân ảnh hai người đồng thời quay lại, nhanh như thiểm điện mang theo khí tức khủng bố lao thẳng về phía đại hồn anh. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh, trong mắt có hàn ý bắn ra, từng cỗ khí thế trên người Vô Tướng, Thái A, Vu Mã tam giới trào ra, năm người lao thẳng về phía trước. Tiểu tử đánh lén, chết đi. Hai người Vô Tình, Thiết thủ nhanh như thiểm điện phóng tới trước người đại hồn anh. Một trái một phải phất tay đánh ra một đạo quang tụ bằng năng lượng đánh vỡ không gian nện xuống người đại hồn anh. Hai người phối hợp hoàn mỹ, thực lực của cả hai cũng rất khủng bố, hai cỗ khí thế khủng bố lập tức bao phủ đại hồn anh vào bên trong. Phanh phanh, hai cỗ năng lượng đánh xuống, va chạm vào người đại hồn anh, âm thanh bạo liệt trầm thấp vang vọng, chung quanh bị phá hủy. Siêu. Một đạo thân ảnh mặc áo bào sơ vào lúc này dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước người Thanh Khải, người này chính là bản thể của Lục Lâm Thiên. Tại sao lại nhanh như vậy? Vẻ mặt âm trầm của Thanh Khải đại biến, đối với thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt này vô cùng kiêng kỵ. Kết cục của Tùng Liệt khiến cho hắn không dám tùy tiện đỡ upsilon.ng vào thanh niên mặc áo bào xanh này. Nhưng Thanh Khải biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác. Một đạo quyền ấn mang theo năng lượng khủng bố giống như sấm sét được đánh ra. Năng lượng khủng bố ầm ầm phá hủy hư không rồi lan tràn ra chung quanh. Siêu. Đạo quyền ấn này dùng xu thế như sấm sét xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, ngay khi đỡ upsilon.ng vào, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên tiêu tán trong gợn sóng không gian, đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà hắn lưu lại. Tàn ảnh, không tốt. Linh hồn Thanh Khải lập tức có cảm giác, bỗng nhiên quay người lui ly ai. Mà khi Thanh Khải quay người lại, Lục Lâm Thiên lần nữa phá không xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Trong nháy mắt khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, cả phiến không gian này bỗng nhiên tràn ngập kim quang rực rỡ, giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa rung chuyển, trên không trung, một vòng xoáy đồ án âm dương bằng năng lượng hiển hiện, khí tức sắc bén lan tràn ra chung quanh. Siêu! Một đạo thủ ấn cực lớn mang theo kim quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Dùng xu thế hủy diệt đánh về phía Thanh Khải. Ám linh cổ hùng ảnh. Thanh Khải biến sắc, khí tức hủy diệt trên thủ ấn màu vàng khiến cho linh hồn hắn rung động. Trong lúc hoảng sợ,
nguyên lực phô thiên cái địa tuôn ra, dẫn động năng lượng áo nghĩa trong thiên địa, lập tức hóa thành hư ảnh một con gấu cực lớn. Giống. Hư ảnh này giống như vật còn sống, năng lượng khủng bố từ trong cơ thể lan tràn ra, khiến cho không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Chấn động nhân tâm, uy năng khủng bố khiến cho vách đá chung quanh lặng lẽ rạn nứt, vết nứt lan tràn ra bốn phía. Phanh. Mà khi hư ảnh này vừa mới được ngưng tụ ra, thủ ấn màu vàng trên không trung đã nhanh chóng đánh xuống, thủ ấn mang theo khí tức hủy diệt cùng với không gian gió nổi mây phun vỗ vào trên đầu hư ảnh cự hùng này. Xoẹt. Thủ ấn màu vàng đánh xuống, dễ dàng phá vỡ hư ảnh cự hùng khổng lồ kia, năng lượng khủng bố tựa như gợn sóng khuếch tán, trong khoảnh khắc tràn ngập thiên địa. Ầm ầm. Trường ấn màu vàng cũng lập tức đánh vào trên người Thanh Khải, khiến cho không trung chung quanh thân hình hắn cũng bị bao phủ. Chung quanh trường ấn màu vàng, một mảng lớn vách đá rạn nứt, sơn băng địa liệt, đất đá không ngừng trút xuống dưới vực sâu. Vực sâu run rẩy, không có ai chú ý tới, dưới vực sâu dường như có lực lượng nào đó thức tỉnh khiến cho không gian chung quanh vực sâu đột nhiên run lên. Giống như là núi lửa trong không gian bị đè nén đã lâu, chỉ trực phun trào. Phụt, thân hình Thanh Khải ở sâu trong vách đá, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người chẳng biết từ khi nào đã bố trí một kiện linh khí áo nghĩa hộ thân. Nhưng mà linh khí áo nghĩa cũng rạn nứt, thân hình hắn lún sâu vào trong vách đá không có cách nào giãy giụa ra ngoài. Toàn thân không có một chút sức lực nào. Trên khuôn mặt chật vật của Thanh Khải hiện lên vẻ sợ hãi, hắn là người hiểu rõ thương thế của mình nhất. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị chấn vỡ, linh hồn cũng bị ảnh hưởng cực lớn, sợ rằng thương thế so với Tùng Liệt còn nghiêm trọng hơn. Phanh phanh, bộ váy dài trên người Mỹ Cơ tung bay, đang đối chọi với vô tướng, thân hình mềm mại bị đánh bay, máu tươi đỏ thẫm từ trong bờ môi đỏ mọng của nàng tràn ra. Suy, không biết từ khi nào Đại Hồn Anh xuất hiện trước người Mỹ Linh, hình thái kiều mị ở trước mặt Đại Hồn Anh hoàn toàn không hề có chút gì muốn thương hương tiếc ngọc. Năng lượng âm hàn huyết sát trong tay Đại Hồn Anh va chạm cùng trưởng ấn, thân hình đều bị chấn lui ra sau. Phanh phanh phanh. Năng lượng va chạm trầm thấp vang vọng, thân hình Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ đồng thời bị đẩy lui ra sau, khóe môi tràn máu tươi. Thái A cũng không yên ổn, hắn bố trí áo nghĩa hồn linh khải giáp, vận dụng tà ảnh hồn dương kiếm vẫn bị vây công liên tiếp thối lui, hai mươi mấy niết bàn cảnh cao giai cùng một ít niết bàn cảnh trung giai vây công, ba người cũng không thể đối kháng. Chết tiệt, Thanh Khải bị trọng thương, ta đối phó tuyên cổ cảnh trung giai này, thiết thủ ngươi đối phó tiểu tử đó, tốc chiến tốc thắng. Vô tình quát một tiếng, một chiêu không thành công, lại làm Thanh Khải bị thương nặng, Mỹ Cơ cũng không tốt, nhất thời hắn tức giận tận trời, mang theo khí thế cuồn cuộn lao thẳng về hướng vô tướng. Hừ, vô tướng hừ lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên hàn quang, hắn cũng không lo lắng cho thiếu chủ, với thực lực của thiếu chủ, những người này muốn làm gì hắn hiển nhiên là không thể nào, bởi vậy hắn cũng không cần lo lắng. Nhìn thấy vô tình đánh tới, không gian chung quanh vô tướng vặn vẹo. Từng đạo công kích lập tức va chạm cùng công kích của vô tình. Phanh phanh phanh. Năng lượng va chạm lẫn nhau không ngớt, kinh khí điên cuồng nhộn nhạo, hư không liên tục nổ tung vặn vẹo tuần hoàn. Linh hồn phân thân sao lại quỷ dị như vậy? Thân hình Mỹ Linh ổn định lại, cảm giác khí tức trên người Đại Hồn Anh, sắc mặt ngưng trọng, chân khí âm hàn huyết sát khiến linh hồn nàng cảm thấy rung động, giống như đặc biệt khắc chế linh hồn. Linh ảnh khải giáp. Mỹ Linh khởi động khải giáp. Nguyên lực ngưng tụ, động tới thiên địa năng lượng, bàn tay ngưng tụ một đạo trưởng ấn hướng Đại Hồn Anh đánh tới. Ám ma phân thân bí pháp. Sắc mặt Đại Hồn Anh không chút thay đổi, lưu quang quỷ dị lóe ra, thân hình hóa thành hơn 50 thân ảnh, âm hàn huyết sát như phong bạo thổi quét ra ngoài. Trong ánh mắt kinh hãi của Mỹ Linh, mấy chục đạo thân ảnh Đại Hồn Anh đánh về hướng thành viên đội chấp pháp đang vây công Thái A, Vu Mã Tam Giới cùng Lý Cụ, chỉ lưu lại hai thân ảnh ngăn cản trước người Mỹ Linh. Sau đó lại đột nhiên bay lên. Diệt hồn chỉ. Thiên linh hồn nhãn. Lục Lâm Thiên, ngươi không khả năng động đội chấp pháp. Ngay lúc vô tình đối địch với vô tướng, thiết thủ cùng Trầm Ngân Hà ngăn cản trước người Lục Lâm Thiên, quát lớn một tiếng, lao thẳng tới trước. Suy. Cánh tay thiết thủ lướt ra, bao phủ năng lượng nồng đậm, nắm chặt lại thành quyền ấn, một quyền oanh ra, không gian nổ tung. Suy. Linh võ quyết. Lục Lâm Thiên không tránh né, bàn tay bộc phát kim quang, chân khí sắc bén tiêu sát. Hai đạo quyền ấn như hai viên vẫn thạch khoảnh khắc va chạm lẫn nhau. Oanh!
nhất thời âm thanh nổ bạo trầm thấp khuếch tán, không gian liên tục vỡ nát. Suy lạp, thân hình Lục Lâm Thiên bay ngược ra ngoài, lúc hắn ổn định thân hình, khí huyết nhộn nhạo, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Mạnh mẽ ngăn chặn khí huyết rối loạn, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, thực lực thiết thủ còn mạnh hơn cả Liên Bất Bại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên cánh tay phải của thiết thủ, đó cũng không phải cánh tay bình thường mà là cánh tay trôi nổi bí văn, màu sắc xanh đậm cổ phác, uy lực áo nghĩa linh khí tràn ngập. Cánh tay thiết thủ là một kiện áo nghĩa linh khí. Không gì là ghê cả, được cái lực phòng ngự cũng không tệ. Ánh mắt thiết thủ ngưng lại, quyền ấn của đối phương cực kỳ quỷ dị, bên trong còn giấu giếm linh hồn công kích, nếu không có thủ đoạn phòng ngự linh hồn cũng sẽ không chịu nổi. Cánh tay thiết thủ lập tức run lên, biến quyền thành trưởng, bí văn lóe ra, thân hình lao thẳng tới Lục Lâm Thiên, một đạo trưởng ấn mang theo năng lượng dao động lan tràn về phía hắn. Ngao! Trong tích tắc huyết lục hiện ra, sát khí lan tràn, một tiếng đao minh long ngâm mơ hồ truyền ra. Lục Lâm Thiên tiến lên một bước, hai mắt cuồn cuộn khởi động hắc bạch đồ án âm dương bí văn trên huyết lục bỗng nhiên phóng thích ra hào quang chói mắt, mà đồ án âm dương lại trống rỗng xuất hiện trên hư không. Oanh long! Không gian run lên, thiên địa uy áp vô cùng vô tận từ hư không thẩm thấu tràn ra. Âm dương bá đao quyết. Huyết lục bổ tới, một đạo đao mang xuyên thủng không gian, thế như trẻ tre bổ thẳng lên trường ấn của thiết thủ. Ánh mắt thiết thủ trầm xuống, cũng không tránh né, hai bên va chạm, hào quang chói mắt khuếch tán, hư không vỡ nát lộ ra khe không gian tối đen. Răng rắc, kim huyết sắc quang mang nương theo hắc bạch hào quang lan tràn. Vẽ ra hoa lửa lóe sáng trên cánh tay thiết thủ. Đặng đặng, hai người vừa chạm liền tách ra, không gian nứt vụn khó thể khôi phục, năng lượng ngập trời thổi quét, thân hình Lục Lâm Thiên bật lui, khóe môi mơ hồ tràn ra vết máu. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là cường giả mật địa thiên giới. Lục Lâm Thiên càng thêm kinh ngạc, mình vận dụng huyết lục thi triển âm dương bá đao quyết, lại không làm gì được thiết thủ, thực lực của hắn thật sự cường hãn hơn Liên Bất Bại. Đặng đặng. Lúc này thiết thủ cũng bị đẩy lui, ánh mắt chớp động, bản thân mình tu vi tuyên cổ cảnh trung giai lại không làm gì được niết bàn cảnh cao giai, cúi đầu nhìn thấy trên lòng bàn tay lại bị cắt vỡ một khe nứt nhợt nhạt, trường đao của Lục Lâm Thiên không ngờ lại khủng bố như vậy. Hống! Oanh long long! Trên vực sâu truyền ra động tĩnh khủng bố, hơn 10 đạo âm hàn huyết sát hội tụ thành từng luồng linh hồn phong bạo hủy diệt thổi quét tràn ra. Không gian đã sớm hỗn loạn không cách nào nhìn rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không gian lung lay sắp đổ, trời sụp đất nứt, chân khí hủy diệt như gió lốc thổi tung khắp chân trời. Động tĩnh khủng bố làm ánh mắt vô tình cùng thiết thủ đột biến. Phanh phanh phanh. Bên trong linh hồn phong bạo khủng bố, một đám thanh niên đội chấp pháp nện xuống giữa không trung, cắm sâu vào trong vách núi, miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt dại ra, không phân rõ là chết hay sống. Suy suy. Thân hình uyển chuyển của Mỹ Linh cùng Mỹ Cơ thẳng tắp bay ngược ra ngoài, khóe môi phun máu, huyết sát âm hàn khí kinh khủng khiến các nàng không thể đối kháng. Sao có nhiều linh hồn phân thân như vậy, chẳng lẽ là bí pháp? Sắc mặt thiết thủ đại biến, mấy chục thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Suy, hơn mấy chục đạo linh hồn phân thân đánh trọng thương nhóm thanh niên đội chấp pháp, lập tức quay về bản thể đại hồn anh. Đại hồn anh liền đánh thẳng tới chỗ Mỹ Cơ cùng Mỹ Linh vừa bị trọng thương, hoàn toàn không chút thương hương tiếc ngọc. Cẩn thận! Thiết thủ hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao thẳng về hướng đại hồn anh, phất tay chấn động, một đạo quyền ấn đánh tới. Lục Lâm Thiên cũng không hề ngăn cản, khóe môi nhếch lên, thủ ấn lặng yên ngưng tụ. Quanh thân hắn nổi lên không gian lốc xoáy, từng luồng thiên địa năng lượng lặng yên kéo qua, lập tức rơi lên người hắn. Suy! Phanh phanh phanh. Công kích của vô tình cùng vô tướng khiến năng lượng gợn sóng khủng bố lan tràn, từng mảng đại thụ che trời cùng ngọn núi cao ngất đều bị chấn nứt toác sụp đổ, san thành bình địa. Hai người đều là tuyên cổ cảnh trung giai, đều tự có thủ đoạn, nhất thời không ai chiếm được tiện nghi. Oanh! Thiết thủ cùng đại hồn anh va chạm lẫn nhau, linh hồn năng lượng kích bắn, thân hình đại hồn anh bị chấn động ảm đạm không ít, bước chân lảo đảo bật lui. Huyết sát âm hàn khí lợi hại. Nhưng không có tác dụng quá lớn đối với ta, mặc kệ ngươi dùng bí pháp gì, hôm nay ngươi nhất định sẽ thật thảm. Thiết thủ vừa chiếm ưu thế, hàn mang lóe ra, lao thẳng tới đại hồn anh, tay phải mang theo uy áp cùng nguyên lực cuồn cuộn ngưng tụ đánh thẳng tới trước,
chân khí vô hình phong tỏa đại hồn anh khiến hắn muốn thoát thân cũng khó khăn. Đại hồn anh cũng không né tránh, lại va chạm cùng thiết thủ. Oanh! Năng lượng khủng bố đỡ upsilon.ng chạm, vách núi dốc đứng gần bên bị ảnh hưởng nổ tung, vô số cự thạch nện xuống, tiếng nổ ầm vang bên tai không dứt. Suy! Thân hình đại hồn anh lại bị đánh bay, khí huyết sát âm hàn chợt rối loạn. Nhìn xem bí pháp của ngươi còn chống cự được bao lâu. Thiết thủ quát một tiếng, đang định tiếp tục ra tay, khuôn mặt bỗng dưng biến đổi, chẳng biết lúc nào thiên địa năng lượng xung quanh đang dao động với mức đáng sợ. Năng lượng trong hư không giống như đang bị cắn nuốt, không ngừng lan tràn, trong chốc lát lan tràn vô biên vô hạn, giờ phút này chính hắn cũng có cảm giác thân bất do kỷ, giống như nguyên lực trong cơ thể đều bị cắn nuốt. Thiết thủ vừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Lâm Thiên Lăng không đứng trên bầu trời, hư không xung quanh rung chuyển không ngớt, uy lực vô cùng tận thẩm thấu lan ra, khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không. Khí tức thật quỷ dị, sao có uy thế mạnh như vậy? Thiết thủ rung động, trong mắt nổi lên dao động kịch liệt, hắn biết Lục Lâm Thiên đang ngưng tụ một loại lực lượng công kích khủng bố, nhất định không thể cho hắn thêm thời gian. Thiên Long Quyền. Trong tích tắc, thiết thủ cắn răng chấn động, cánh tay đánh thẳng ra một quyền ấn đón gió liền chướng, đột nhiên hóa thành một hư ảnh thanh sắc cự long thật lớn. Thiên Long Quyền, thiết thủ vận dụng toàn lực rồi. Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Tùng Liệt cùng Thanh Khải vừa giãy giụa thoát khỏi vách núi ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới thiết thủ đối phó Lục Lâm Thiên cũng phải động toàn lực. Vô tình lúc này cũng rình tới, có thể làm thiết thủ dùng toàn lực cũng đủ chứng minh thực lực của Lục Lâm Thiên. Ngao! Thanh sắc cự long như vật còn sống, hư ảnh rít gào, hư không lộ ra khe không gian tối đen, mang theo lực lượng khủng bố bay thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, đệ nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền trấn bát hoang. Trong lòng Lục Lâm Thiên vừa quát, thủ ấn rơi xuống, quyền ấn tung ra, vặn vẹo hư không xuyên thủng không gian, xuyên qua cả bầu trời. Quyền ấn lướt ra như tinh tú rơi xuống, thổi quét về hướng hư ảnh thanh long, chân khí như diệt thế. Mang theo khe không gian tối đen đột nhiên đập thẳng lên hư ảnh thanh long. Oanh! Thân hình cự long khựng lại, tựa hồ như cảm giác điều gì, bắt đầu phủ phục, sau đó nứt toác, hoàn toàn bị phá hủy. Phốc! Hư ảnh cự long hủy diệt, thiết thủ phun máu tươi, cánh tay không ngừng nứt nẻ. Quyền ấn hủy diệt lập tức hạ xuống trên người thiết thủ, không gian tan vỡ từng khúc, lực lượng diệt thế bá đạo trút xuống trên người thiết thủ. Phanh phanh! Quyền ấn khổng lồ đem cả vực sâu cùng vài ngọn núi lớn xung quanh đều phá hủy, mặt đất run rẩy không ngớt, khe nứt lan tràn rậm rạp khắp nơi. Vực sâu sụp đổ, vô số cự thạch rơi xuống, âm thanh ầm vang quanh quẩn khắp cả không gian. Uy lực thật mạnh, tu vi niết bàn cảnh cao giai sao làm được. Nhóm người Mỹ Cơ ngây dại, uy lực diệt thế kinh khủng kia không nên tồn tại trên đời này. Suy, cự thạch không ngừng chút xuống, một thân ảnh từ trong đống đá bay ra. Suy, Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện, giống như đã sớm chờ sẵn, một đạo chảo ấn vặn vẹo không gian chộp tới, bao phủ không gian trước người thiết thủ. Không xong, chân khí thiết thủ uể oải, toàn thân đầm đìa máu tươi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, toàn lực phá không bỏ chạy, vừa tránh được chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Ta nói rồi, tựa gánh lấy hậu quả đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, một đạo kim huyết sắc quang mang trôi nổi. Lướt ra một đạo quỹ tích huyền ảo bắn về phía trước. Ngao! Trong tích tắc, một đạo kim huyết sắc đao mang bay ra, không gian ma diệt, đồng thời linh hồn lực lập tức bao trùm tới trước. Không xong! Sắc mặt thiết thủ đại biến, tiêu sát khí đã bao phủ lấy hắn, giờ phút này hắn đã vô lực né tránh, kim huyết sắc đao mang nện lên lưng hắn, đao mang chút xuống, khe không gian cắt ngang đầu vai phải của hắn. Răng rác! Cánh tay phải áo nghĩa linh khí của thiết thủ bị cắt vỡ như khối đậu hũ, chia lìa khỏi thân hình. A! Thiết thủ thê thảm hét lớn một tiếng, bả vai đầm đìa máu tươi, thân hình nện xuống giữa không trung, cánh tay phải cũng bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay. Thiết thủ bị phế. Nhóm người Mỹ Cơ kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Oanh! Vô tình cùng vô tướng lại va chạm, tiếng nổ vang trầm thấp, thân hình hai người đồng thời thối lui, không ai chiếm được tiện nghi. Thiết thủ. Vô tình nháy mắt rơi xuống chỗ thiết thủ, nâng đỡ hắn đứng lên, sắc mặt vô cùng khó xem, trong ánh mắt mơ hồ lộ xem ra sợ hãi. Siêu siêu. Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Tùng
Tùng Liệt rơi xuống sau lưng Vô Tình, chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất hãi hùng nhìn Lục Lâm Thiên. Sư phụ, thiếu chủ, Thái A, Phù Mã Tam Giới, Phổ Tướng, Lý Cụ cũng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ba người khác bị thương không nhẹ. Lục Lâm Thiên, chấp pháp đội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phổ Tình chặn lại bả vai tuôn máu của thiết thủ, ánh mắt đỏ đậm nhìn Lục Lâm Thiên quát lớn. Bây giờ là ta không buông tha các ngươi, nên nhớ là ai chiếm ưu thế, nếu ta là ngươi, nhất định phải nghĩ làm sao sống sót. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, thu cánh tay phải của thiết thủ vào giới chỉ. Lục Lâm Thiên, ngươi còn dám giết chúng ta hay sao, đây là mật địa thiên giới, không phải địa phương cho ngươi cuồng vọng. Vô Tình nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên quát. Đã giết một tên, ngươi cho rằng ta không dám sao? Lục Lâm Thiên không khách khí nói. Nghe vậy, Vô Tình trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, rốt cục ngươi muốn thế nào, ngươi có biết là ngươi đang Upsilon chấp pháp đội? Upsilon cả mật địa thiên giới, người đang chơi với lửa, có ngày chết cháy. Các ngươi tính là vật gì, ta có phong hào chiến hoàng, các ngươi chẳng qua thông qua cửa bên ngoài tiến vào mật địa thiên giới, Upsilon cả mật địa thiên giới hẳn là các ngươi đi. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Cấp cho các ngươi lựa chọn, thứ nhất, ta không để ý giết thêm vài người, thứ hai, giao ra giới chỉ chữ vật, dám động tới ta phải trả đại giới. Vậy. Ánh mắt chấp pháp đội nhìn Lục Lâm Thiên, chợt run rẩy. Các ngươi không có thời gian suy nghĩ, nếu không giao ra giới chỉ, ta sẽ đem các ngươi lột sạch treo lên Vạn Bảo Sơn Mạch, hoặc là giết các ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hài hước mang theo lãnh ý. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không tin ta, hoặc là liều mạng với ta, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ làm ra lựa chọn thông minh nhất. Vừa nghe lời của hắn, nhóm người Mỹ Cơ chợt kích động. Họ tận mắt nhìn qua đám người Tùng Liệt bị lột sạch treo lên tàng cây. Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải nói giỡn, nếu thật làm như vậy ngày sau họ cũng không còn cách nào ngẩng đầu nhìn người khác. Về phần liều mạng, họ đã biết thực lực của Lục Lâm Thiên, kết cục của thiết thủ, Thanh Khải cùng Tùng Liệt diễn ra trước mắt, căn bản không khả năng liều mạng, cho dù là Vô Tình cũng khó mà làm được. Ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn qua Vô Tình. Lục Lâm Thiên, ta thề, nhất định không để yên cho ngươi. Ngày khác đòi lại gấp bội. Ánh mắt Vô Tình âm lệ, khuôn mặt xanh mét co rúm lại, vừa dứt lời liền ném chữ vật giới chỉ về hướng Lục Lâm Thiên. Hưu, nhìn thấy Vô Tình đã giao ra giới chỉ, người chấp pháp đội cũng không dám chần chờ, nếu bị tên biến thái Lục Lâm Thiên lột sạch treo lên trong Vạn Bảo Sơn Mạch, ngày sau họ không cách nào ngẩng đầu trong Thượng Thanh Đại Thế Giới, đành phải đem giới chỉ ném cho Lục Lâm Thiên. Mỹ Linh cùng Mỹ Cơ càng không dám do dự. Hai nàng tận mắt chứng kiến nữ tử đội tuần tra bị lột sạch chỉ còn lưu lại Á Sigma viết thường lót quy Upsilon ẩn lót, Lục Lâm Thiên chính là tên biến thái, là kẻ điên. Lục Lâm Thiên thu nhận toàn bộ giới chỉ, nói. Hiện tại các ngươi có thể cút, đừng làm cho ta thay đổi chủ ý. Lục Lâm Thiên, hôm nay ban tặng, không bao lâu nữa các ngươi phải bồi hoàn gấp bội. Sắc mặt Vô Tình âm trầm, đây là đả kích lớn nhất với đội chấp pháp từ trước tới nay. Cũng là thảm bại đầu tiên trong đời hắn. Siêu siêu. Người chấp pháp đội cũng không dám ở lâu, lập tức thoát đi, hận không thể rời khỏi Lục Lâm Thiên càng xa càng tốt. Sau cuộc đại chiến, trời chiều dần dần buông xuống, sương mù dâng lên, gió núi xào xạc, cuộc đại chiến vừa rồi cũng đã tan thành mây khói. Thương thế các ngươi thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Sư phụ, mọi người không trở ngại, chỉ cần một chút thời gian là có thể khôi phục. Thái A nói, thiếu chủ, chấp pháp đội bị thương nặng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Phổ tướng đi tới nói, trong chấp pháp đội cũng chỉ có hai người khó đối phó nhất, cũng may họ không xuất hiện, sự tình sau này hắn nói, phỏng chừng trong thời gian ngắn bọn hắn cũng sẽ không tới làm phiền chúng ta, hiện tại đi xuống dưới nhìn xem. Nói xong hắn dẫn đầu nhảy xuống vực sâu, Vạn Tự Nguyên Đan cảm giác được dao động bất thường, đi xuống vực sâu càng thêm mãnh liệt. Bốn người Thái A cùng nhảy theo xuống dưới, đi xuống vực sâu đã bị sụp đổ. Thực lực đủ mạnh, lại cuồng ngạo bá tuyệt, một quyền vừa rồi thật khủng bố, tựa hồ hình như đã từng nghe nói qua. Ngay sau khi năm người Lục Lâm Thiên đi xuống vực sâu, tận sâu trong trời cao vang ra tiếng thì thào, sau đó trở nên bình tĩnh. Phổ Tình, chúng ta làm sao bây giờ, lần này đội chấp pháp chúng ta thật khó thể ngẩng đầu lên. Ánh trăng bao phủ, bên trong rừng rậm. Thanh Khải uể oải hỏi, ánh mắt oán hận,
một chiêu đã bị Lục Lâm Thiên giải quyết, chữ vật giới chỉ cũng mất, loại vũ nhục này cùng trọng thương trong người không cách nào rửa sạch. Thông chi sát thiên cùng Pháp Vương xuất quan, chỉ có hai người họ mới có thể đối phó Lục Lâm Thiên. Phô Tình trầm giọng nói, ánh mắt run rẩy. Sát thiên cùng Pháp Vương đã truyền tới tin tức, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì đừng quấy rầy bọn họ, lần này họ bế quan cũng trọng yếu, thương khung chiến trường sắp mở ra, đội chấp pháp chúng ta khó khăn lắm mới lấy được danh ngạch tham dự, hai người họ cũng là hy vọng tranh đấu với cổ tộc cao nhất của chúng ta, nếu quấy rầy họ chỉ sợ không ổn thỏa. Mỹ Cơ thoáng do dự, nói. Phô Tình trầm giọng. Lần này không bình thường, ngoại trừ họ chúng ta căn bản không thể đối kháng Lục Lâm Thiên, ngày nào chưa trừ diệt hắn, đội chấp pháp thật sự khó thể ngẩng đầu lên, vĩnh viễn biến thành trò cười của thượng thanh đại thế giới. Dưới vực sâu, cự thạch hỗn độn chất chồng, ánh trăng không thể xuyên thấu, làm bên dưới vực biến thành một mảnh hôn ám. Năm thân ảnh xuyên qua khe hở cự thạch, như đang tìm kiếm gì đó. Sư phụ, bên dưới này rốt cục có vật gì lại có thể tạo ra dao động như vậy? Thái A hỏi. Ta cũng không biết là vật gì, có lẽ là có bảo vật cũng không nhất định. Lục Lâm Thiên nói, nương bằng cảm giác của vạn tự nguyên đan, thân ảnh hắn lập tức xuất hiện trước một vách núi, thì thào. Ta nghĩ hẳn chính là chỗ này. Thiếu chủ, vách núi này như động, chân khí bất thường. Phô tướng quan sát vách núi, phát hiện giống như có cỗ chân khí áp lực giống như núi lửa sắp phun trào ra ngoài. Thiếu chủ, vách núi này không bình thường. Vu Mã Tam Giới kinh ngạc hô. Răng rắc. Vách núi trước mặt mọi người đột nhiên rung động nứt nẻ, từng luồng cường quang bắn ra. Ánh mắt Vu Mã Tam Giới chừng lớn, chân khí khủng bố nhất thời bao phủ năm người. Hết thảy diễn ra nhanh như chớp, trên vách núi bắn ra chân khí dâng trào như núi lửa, nháy mắt đã bao trùm cả năm người bọn họ. Mau lui lại, mau! Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, lập tức thi triển thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa bao vây bốn người, thân hình cấp tốc thối lui ra sau. Hoa lạp lạp, lực lượng hấp xả thật lớn đổ chút xuống, nháy mắt bao trùm, cắn nuốt phiến không gian, nháy mắt cắn nuốt cả năm người, mà không gian cũng bị lực hấp xả cắn nuốt không thấy. Oanh long, lực hấp xả vừa co rụt lại, vô số cường quang hội tụ cùng một chỗ, nương theo sau cỗ chân khí kinh khủng, đập thẳng ra vực sâu, như sóng xung kích đem vô số cự thạch chấn vỡ tung lên cao, xuyên thẳng thiên không. Đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng mờ nhạt, cả núi non thật yên tĩnh. Đột nhiên thiên địa như thay đổi, một đạo cường quang thật lớn từ vực sâu xuyên thẳng trời cao, thiên địa run lên, lập tức gió dục mây vần, mây đen che phủ bầu trời, che lấp cả vầng trăng sáng. Thiên địa năng lượng hội tụ, tương liên cùng cường quang dưới vực sâu, không gian vặn vẹo, khí thế khủng bố như núi lửa phun trào, thiên địa năng lượng vô cùng vô tận lập tức tràn ngập khắp cả thâm uyên. Suy, Lục Lâm Thiên bị cỗ lực lượng hấp xả thật lớn kéo tới, quá mức khủng bố, làm cho hắn còn chưa kịp phản ứng đã giống như xuyên thấu qua một tầng bích chướng không gian, sau đó rơi vào trong một không gian hư vô. Trong không gian hư vô, năng lượng khủng bố tràn ngập, còn nương theo cỗ linh hồn chân khí có chút khủng bố. Phốc, Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ cùng phun ra máu tươi, Thái A cũng dỉ máu, bởi vì lực hấp xả đã liên lụy tới vết thương của ba người bọn họ. Thiếu chủ, đây là địa phương gì? Ánh mắt Phô Tướng nhìn quanh không gian, thiên địa năng lượng nơi này nồng đậm tới mức thật khủng bố. Nơi này có chút quỷ dị. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần quan sát, chợt nhíu mày cả kinh. Không tốt. Hắn vừa dứt lời, trên hư không từng luồng thiên địa năng lượng khủng bố không biết từ nơi nào thẩm thấu ập tới, nhất thời hình thành năng lượng phong bạo vô cùng kinh khủng. Theo ta tới đây. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, thời gian không gian áo nghĩa tràn ra, bao phủ bốn người, bước ra ngoài, thân ảnh rơi xuống chỗ lốc xoáy ít nhất. Suy, tuy nơi này cũng bị lan tới, nhưng với thực lực của mọi người còn có thể đối kháng được, nếu ở lại chỗ vừa rồi, chỉ sợ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lực cắn nuốt tràn ra từ trong hư không, tựa hồ có cỗ khí tức đang thức tỉnh, mà cỗ khí tức kia đang dần dần tỉnh lại. Sư phụ, khí tức nơi này, ta có thể cắn nuốt. Thái A kinh ngạc phát hiện thiên địa năng lượng nơi này lại có thể cắn nuốt luyện hóa. Đích thật là có thể cắn nuốt luyện hóa. Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên có cỗ nguyên lực lốc xoáy xoay tròn, cắn nuốt thiên địa năng lượng xung quanh, giống như địa tâm linh mạch trong linh võ thế giới, thiên địa năng lượng càng thêm nồng đậm, sau khi dùng hỗn độn âm dương quyết cắn nuốt là có thể luyện hóa thành nguyên lực của chính mình.
thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vô tướng ngưng trọng hỏi. Lục Lâm Thiên nhìn năng lượng lốc xoáy khủng bố bên trong không gian, nếu bị kéo vào bên trong tuyệt đối không phải chuyện tốt, muốn đi ra ngoài chỉ sợ là không được, huống chi còn không biết lối ra ở nơi nào, đành nói. Thiên địa năng lượng nơi này hình như bị liên lụy hấp thu mà tới, mọi người ở lại đây chữa thương, phỏng chừng ưu đãi không ít, hiện tại chờ trị xong vết thương rồi tính sau. Nghe vậy mọi người gật đầu, một lát sau Thái A khoanh chân ngồi xuống, hưng phấn vận chuyển hỗn độn dương linh quyết bắt đầu cắn nuốt thiên địa năng lượng, quanh thân lập tức bao phủ bên trong cương khí thật nóng bỏng. Trong này rốt cục là cái gì? Linh hồn lực của Lục Lâm Thiên mẫn tuệ cảm giác được có cỗ khí tức đang từ từ thức tỉnh. Dùng tâm thần quan sát, Lục Lâm Thiên phát giác cỗ khí tức kia cực kỳ huyền ảo, như mới ra đời. Khí tức lại có chút liên quan tới mộc hệ áo nghĩa, nhưng lại không phải mộc hệ, cảm giác giống như sinh cơ sinh ra. Rốt cục là vật gì thức tỉnh biến hóa? Lục Lâm Thiên thì thào nói, tâm thần muốn dò xét bên trong, nhưng phát hiện có cỗ năng lượng vô hình ngăn cản, với linh hồn lực của hắn cũng không thể đi vào. Đành chờ đợi thôi. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết cắn nuốt thiên địa năng lượng, tâm thần đắm chìm trong lĩnh ngộ. Thân diệt diệt, thụ sinh tử, tam hoặc toàn đoạn, sinh tử vĩnh diệt, tuyên cổ kim nhi bất biến, lịch vạn kiếp nhi thường tân. Lục Lâm Thiên thì thào nói, khí tức sinh cơ thức tỉnh làm linh quang chợt lóe, đột nhiên có điều lĩnh ngộ, quanh thân bao phủ trong kim mang, thiên địa năng lượng nồng đậm tiến vào thân hình, được hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, hóa thành nguyên lực tinh thuần không ngừng truyền vào trong đan điền khí hải. Oanh! Sắc trời đã sáng hẳn, bên dưới vực sâu vạn bảo sơn mạch, quang trụ ngập trời tương liên cùng trời cao, phong vân khuấy động, thiên địa năng lượng cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào thâm uyên, từ mãi đêm khuya cho tới sáng sớm. Siêu siêu! Động tĩnh làm không ít thân ảnh lục tục chạy tới, từng luồng chân khí bao phủ, không một ai là kẻ yếu. Ánh mắt mọi người kinh ngạc, chân khí khủng bố làm cho kẻ khác không dám tới gần. Tựa hồ có bảo vật xuất thế. Động tĩnh như vậy tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Khí tức quá mạnh mẽ, không thể tới gần, không biết là bảo vật cấp độ nào xuất thế. Chẳng lẽ lại có thiên sinh linh vật mới xuất hiện? Đông đảo cường giả trôi nổi trên bầu trời vực sâu, nhìn thấy quang trụ năng lượng phóng lên cao, ánh mắt lộ vẻ nóng cháy. Mau nhìn, người Đường gia đã tới. Người đi trước là Đường Dần. Sao Đường Dần cũng tới, bảo vật kia xem như không hy vọng rồi. Giờ phút này ở nơi xa xuất hiện mười mấy thân ảnh, đi đầu là một thanh niên, thân hình béo tròn, nhưng cũng có vẻ dễ xem. Thanh niên 28-29 tuổi, quần áo trắng thêu hoa văn tinh mỹ, khoác áo tơ trắng, ngũ quan không quá tuấn lãng nhưng lại có cảm giác vĩ ngạn, như đối mặt với một ngọn núi khổng lồ. Nhìn thấy đoàn người, sắc mặt mọi người khẽ biến, bởi vì đó là người Đường gia, trong mật địa thiên giới cùng thượng thanh đại thế giới, Đường gia thuộc một trong 10 cỗ thế lực cực mạnh. Đường gia cũng là một trong 8 đại cổ tộc thượng thanh đại thế giới, giới trẻ tuổi Đường gia mỗi người thiên phú cực cao, đều là người nổi bật trong muôn người. Đi đầu là Đường Dần, chỉ sợ trong mật địa không ai không biết hắn, đệ nhất nhân trẻ tuổi Đường gia, nhân tài kiệt xuất, thực lực mạnh mẽ, được xếp vào thiên bảng. Đường Dần đại ca, trong vạn bảo sơn mạch sao có động tĩnh lớn như vậy, tính ra vạn bảo sơn mạch nằm trong mật địa thiên giới, cũng không có vật gì đi. Một cẩm bào thanh niên nhìn thấy mọi người đứng quanh vực sâu, tuy bản thân hắn cũng có ngạo khí nhưng lại tỏ vẻ kính sợ với thanh niên vĩ ngạn kia. Đây là trong thiên giới, là địa phương trọng yếu của thượng thanh đại thế giới, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ địa phương nào. Ánh mắt Đường Dần lướt qua xung quanh, nói. Nơi đây hẳn mới có một trận giao thủ kịch liệt, thực lực tuyệt đối không thấp. Cẩm bào thanh niên liền nói. Ta có biết một ít. Hình như là người chấp pháp đội giao thủ cùng hai người có phong hào chiến hoàng mới tới. Mấy ngày nay chấp pháp đội xuất động chừng 30 người, Tùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Thiết Thủ, Vô Tình cùng ra tay, nhưng vẫn thua bại mà về, cánh tay phải áo nghĩa linh khí của Thiết Thủ bị phế bỏ, tiểu đội Tùng Liệt cùng người của đội tuần tra bị lột sạch treo lên tàng cây, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh trọng thương, nghe nói đội chấp pháp còn có một người bị đánh chết. Đường Dần nghe vậy. Ánh mắt có chút dao động, nói. Chấp pháp đội lần này thảm bại, phỏng chừng hai tên sát thiên cùng pháp vương cũng sẽ không tiếp tục bế quan. Dừng một chút, Đường Dần nói. Nhưng ta cảm thấy hứng thú nhất là ai to gan như vậy, ngay cả người chấp pháp đội chẳng những dám động còn dám giết,
người mới tới lại phế đi thiết thủ, chẳng lẽ là có cường giả hỗ trợ hay sao, bằng không sao có thể làm được. Nghe nói là Lục Lâm Thiên cùng Thái A ra tay. Cẩm bào thanh niên nói. Lục Lâm Thiên, Thái A. Khóe môi Đường Dân giật giật, nói. Hình như ta đã nghe qua tên hai người này. Đại ca, trí nhớ của ngươi có phải càng ngày càng kém hay không? Một nữ tử mỹ mạo, khí chất cao quý nói. Lần trước trong tộc truyền về tin tức, trong đó nhắc tới Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên mang theo mấy trăm vạn người của vô sắc trung thiên thế giới đi vào trung minh thế giới của Thái Minh trung thiên thế giới tiêu diệt Thiên Long Tông, đánh chết nhiều tuyên cổ cảnh, nghe nói một tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong cũng bị hắn đánh chết. Đường Dần nghe vậy nhíu mày, nói. Ta nhớ ra rồi, nghe nói người kia lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm đi. Nữ tử nói. Không tệ, hắn lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm, trong trận cuối cùng của vạn thế đối quyết lấy một địch bốn, ngang nhiên không để ý quy tắc đánh chết đối thủ, đắc tội Phượng Hoàng bộ tộc, lần này suýt gây ra hai đại thế chiến, cho nên không nhận được phong hào chiến thần. Lục Lâm Thiên. Đường Dần bỗng nhiên nhìn về một hướng, nói. Tên hỗn cầu của Lôi gia cũng đi tới, nhìn hắn gần đây thật dỗi rảnh. Đường Dần, đừng nói bậy sau lưng ta, ngươi có thể tới tầm bảo, chẳng lẽ ta không tới được sao, bảo vật cuối cùng là của ai, vậy phải tự xem bổn sự. Một âm thanh như sấm sét rơi xuống, vài đạo cầu vồng vừa dừng lại, cầu vồng thu liếm, vài thanh niên nam nữ đã hạ xuống cách Đường Dần không xa. Mấy thân ảnh vừa tới, nhân số không nhiều bằng Đường gia, nhưng khí thế không kém bao nhiêu. Khí độ bất phàm, còn có vẻ ngạo nghễ. Đặc biệt một người mặc áo tím, mái tóc buông xõa, khí chất càng thêm lợi hại. Lôi Tiểu Thiên Lôi ra. Lôi Tiểu Thiên cùng Đường Dần đều tới, chỉ sợ chúng ta càng không có cơ hội. Mấy người này không phải đang bế quan tu luyện sao, vì sao rảnh rỗi chạy tới đây thế này? Lôi ra, một trong tám đại cổ tộc, một trong 10 đại thế lực thượng thanh đại thế giới. Lôi Tiểu Thiên cũng là cường giả thiên bảng. Hai người này có mặt, những người khác xem như không còn cơ hội. Ngươi không bế quan, chạy ra đây làm gì? Đường Dần tức giận hỏi. Lôi Tiểu Thiên bước tới, không quản Đường Dần mà đi về hướng nữ tử, khuôn mặt tuấn lãng lộ nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền, còn mang theo vẻ xấu xa tinh quái. Lôi Tiểu Thiên cười nói. Tiểu Tiểu, muội cùng đại ca muội không phải thân huynh muội đúng không? Muội xinh đẹp như vậy, tên kia béo như thế. Khẳng định không phải thân huynh muội. Lôi Tiểu Thiên, ta mập thế nào? Nghe vậy, ánh mắt Đường Dần trợn lên nhìn Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, đại ca ghét nhất bị người khác nói hắn mập, huynh lại muốn luận bàn với hắn hay sao? Nữ tử mỉm cười, nụ cười khuynh thành làm Lôi Tiểu Thiên gợn sóng, lập tức khôi phục bình thường, nói. Ta lười luận bàn cùng hắn, không có ý nghĩa, ta chỉ cảm thấy hứng thú với bảo vật sắp xuất thế. Đúng rồi. Lôi Tiểu Thiên chợt quay đầu nói. Khi ta tới đây đã lấy được tin tức, nghe nói mấy ngày nay chấp pháp đội mất mặt thảm hại vô cùng. Tin tức của ngươi thật đủ linh thông. Đường Dần liếc mắt. Ta cũng đã sớm biết, lá gan của Lục Lâm Thiên thật không nhỏ, nhưng mấy năm nay chấp pháp đội cũng thật hung hăng càn quấy, có người giáo huấn một chút cũng tốt. Nói tới là tới, tên kia xuất quan. Đường Dần vừa dứt lời, ánh mắt Lôi Tiểu Thiên nhíu lại, nhìn về một hướng. Hiu. Hơn 10 thân ảnh lướt tới, vài lần chấp động đã xuất hiện trên không, đi đầu là một nam tử, khuôn mặt có chút tuấn lãng, hai mắt âm trầm sát khí, chân mày có vết đao càng tăng thêm dữ tợn. Đệ nhất nhân sát thiên dưới pháp vương, thực lực không kém, cũng rất khó chơi, đoán chừng vì Lục Lâm Thiên mà tới. Ánh mắt Đường Dần đảo qua. Lục Lâm Thiên rốt cục có 3 đầu 6 tay gì, vừa tiến đến lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại còn làm cho sát thiên phải tới đây, có cơ hội ta thật muốn gặp hắn. Lời của Lôi Tiểu Thiên vừa dứt, lập tức lại nhíu mày, nói. Bất quá ta thật kỳ quái, Lục Lâm Thiên giết người chấp pháp đội, vì sao những lão nhân gia đều không xử lý, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Qua nhiều năm như vậy tựa hồ còn chưa có người nào dám hạ sát thủ trong thiên giới a. Việc này cũng không biết được, ta đoán những vị lão nhân gia phỏng chừng cũng có quyết định của chính mình đi. Đường Dần nói, Tiểu Thiên, chẳng lẽ huynh cũng muốn tìm Lục Lâm Thiên luận bàn hay sao? Nữ tử hỏi, Lôi Tiểu Thiên nhún vai, nói, muốn cùng ta luận bàn, nếu hắn có thể đào thoát khỏi tay sát thiên mới có tư cách này, nếu không cũng không thể gọi là luận bàn mà là ta trà đạp hắn, vậy không có ý nghĩa.
chấp pháp đội Vô Tình, Mị Linh, Mỹ Cơ đều đã tới. Còn có Sát Thiên, tên kia không phải đã cùng Pháp Vương bế quan sao, sao lúc này cũng tới. Nếu ta suy đoán không tệ, chỉ sợ có quan hệ với Lục Lâm Thiên đi. Lục Lâm Thiên là ai? Hình như trước kia không nghe nói qua a. Sát Thiên, tối hôm qua Lục Lâm Thiên phế tay Thiết Thủ, đánh trọng thương Tùng Liệt cùng Thanh Khải, nhục nhã toàn bộ chấp pháp đội chúng ta ở nơi đây. Sắc mặt Vô Tình âm trầm, hướng nam tử tràn ngập sát khí bên cạnh nói. Đường ra Đường Dần cùng Lôi ra Lôi Tiểu Thiên đều ở đây, chỗ này hẳn có bảo vật gì xuất thế, trước tranh đoạt bảo vật, sau đó lại đối phó Lục Lâm Thiên, dám động tới người chấp pháp đội, hắn tự chui đầu vào giỏ. Sát Thiên tràn ngập sát y nói. Oanh Long! Đúng ngay lúc này lại có động tĩnh thật lớn, thiên địa năng lượng đột nhiên tán đi, quang trụ khổng lồ thu liễm chìm xuống vực sâu. Có động tĩnh. Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, từng thân ảnh nhảy xuống vực, hóa thành từng đạo cầu vồng lao thẳng xuống dưới. Trên hải vực mênh mông vô bờ, hơn 10 người vây khốn một nam một nữ, nam mặc trường bào màu xám, ngũ quan như điêu khắc, tuấn mỹ lại cương nghị, ánh mắt sáng ngời thâm thúy. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, thân ảnh uyển chuyển mê người, đôi mắt to ngập nước, làm cho người ta nhìn vào như muốn hãm sâu trong đó. Một nam một nữ cảnh giác nhìn nhóm người vây quanh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Các ngươi chạy không thoát, giao ra bảo vật, nếu không giết không tha. Hơn 10 người chân khí sắc bén, đầu lĩnh là một trung niên dáng vẻ âm sát, trong mắt tràn ngập sát ý. Một nam một nữ đưa mắt nhìn nhau, không hề có chút vẻ khuất phục. Giết! Thấy thế trung niên quát một tiếng, nguyên lực run lên, âm sát nguyên lực nháy mắt bạo tuôn, đầu ngón chân dẫm hư không, thân hình bay tới. Oanh! Trung niên nhanh như chớp ngưng tụ âm hàn trưởng ấn, vỗ về hướng thanh niên áo xám, hải vực bên dưới chợt nổi lên sóng to gió lớn. Tam muội, người đi trước, ta muốn thoát thân không khó. Nam tử áo xám vừa dứt lời, nguyên lực khởi động, ngưng tụ thành một quyền ấn, không gian vặn vẹo, giữa không trung vang lên tiếng nổ bạo, lập tức va chạm vào trưởng ấn âm hàn. Phanh! Một trưởng một quyền oanh kích lẫn nhau, không gian run lên. Hải vực như gặp phải quả bom nổ tung, sóng lớn ngập trời. Một vầng âm sát cương khí bao phủ trung niên, lại thêm âm sát khí hướng nam tử áo xám dũng mãnh lao tới. Oanh! Cả không gian đều run rẩy, âm sát lực khởi động, thân hình thanh niên bị đẩy lui. Đại ca, người cẩn thận! Nữ tử quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo, hắc vụ ngập trời đột nhiên khởi động, hắc vụ bao phủ trời đất, trong phút chốc lan tràn khắp cả hư không. Cẩn thận! Độc công lợi hại. Sắc mặt đoàn người đại biến, cực kỳ kiêng kỵ hắc vụ, liên tiếp thối lui. Hưu. Trong hắc vụ ngập trời, vô số độc ti nhỏ như sợi tóc nháy mắt xuyên thủng không gian, hướng đoàn người bay tới, chân khí kịch độc khủng bố làm linh hồn bọn họ bất an. Phá. Đoàn người thi triển thủ đoạn, toàn lực bài trừ độc ti, nhưng nữ tử cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Các ngươi mau đuổi theo nữ nhân kia, nhanh. Nói không chừng bảo vật ở trên người của nàng, người này để ta đối phó là được. Trung niên ngăn cản trước người dương quá, sắc mặt cực kỳ khó xem. Đuổi. Từng thân ảnh lập tức đuổi theo, hóa thành cầu vồng bay mất. Tiểu tử, giao ra bảo vật, nếu không ngươi sẽ hối hận. Trung niên âm trầm nói. Bảo vật vô chủ, ai đạt được là của người đó, không liên quan gì tới ngươi. Nam tử áo xám nói. Không tệ. Ai được là của người đó, chỉ tiếc thực lực ngươi không đủ. Trung niên phất tay, một đạo thủ ấn bắn ra, không gian bị xé nát, lưu lại khe không gian tối đen, nháy mắt lan tràn tới trước người thanh niên áo xám. Ánh mắt thanh niên ngưng lại, kết xuất thủ ấn, không gian rối loạn, khe không gian lan tràn, chặt đứt thủ ấn của trung niên. Biết ngươi tu luyện thời gian cùng không gian áo nghĩa, chẳng qua thực lực của ngươi còn chưa đủ. Trung niên quát một tiếng. Thân ảnh đi tới bên người thanh niên, lại một đạo thủ ấn cuồn cuộn xuyên thủng không gian bay qua. Chấn thiên. Sắc mặt thanh niên khẽ biến, một đạo hoàng kim quang mang tràn ra, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay. Ông ông. Một đạo kiếm quang hư ảo như màn hào quang hộ thân bao phủ thân hình thanh niên bên trong. Suy. Thủ ấn rơi lên màn hào quang, nhất thời làm thân hình thanh niên lảo đảo thối lui, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể đối kháng. Thanh niên thối lui, một cước giẫm hư không, hải vực lật ngược sóng biển ba đào, nhờ vậy mới ổn định thân hình, hai tay cầm kiếm, vung cao. Ông! Thanh kiếm run lên,
vô cùng bá đạo, cả hải vực lâm vào phong vân biến sắc, hư không hôn ám, chỉ còn lại kim mang tản ra chói mắt. Linh khí thật mạnh. Sắc mặt trung niên đại biến, uy lực thanh kiếm làm cho hắn kinh ngạc. Phá thiên thức. Thanh kiếm vẽ ra kiếm quyết, kim mang nổ bắn khắp nơi, hóa thành hàng vạn hàng ngàn kiếm quang, dùng xu thế bao trùm bạo lướt tới, mang theo tiếng kiếm minh vang triệt khắp cả bầu trời hải vực. Hiu. Chỉ một thoáng kiếm quang lướt qua, không gian nứt toác, bổ ra khe không gian tối đen. Phá. Trong tay trung niên ngưng tụ từng đạo thủ ấn, bạo lướt nghênh đón vô số kiếm quang lao tới. Oanh long long. Năng lượng va chạm, hư không sụp đổ, năng lượng kình khí phá hủy cả phiến không gian, hải vực nổi lên sóng to gió lớn, lực lượng hủy diệt lan tràn, cả phiến hư không đều bị tiêu hủy không còn nhìn thấy. Sau khi hết thảy bình tĩnh trở lại, trong mắt trung niên đã mất đi thân ảnh thanh niên áo xám. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Trung niên nổi giận, như phát hiện ra điều gì, thân ảnh chợt lóe nhất thời lướt đi xa. Bên trong mật địa thiên giới, dưới vực sâu vạn bảo sơn mạch, thỉnh thoảng lại có thân ảnh lóe ra. Không ít người sắc mặt nghi hoặc, đang tìm kiếm gì đó, nhưng không có chút thu hoạch nào. Kỳ quái, đã ba ngày vẫn không có phát hiện, chẳng lẽ bảo vật còn biết chạy hay sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn một khối vách núi, sắc mặt cực kỳ nghi hoặc, suốt ba ngày hắn cẩn thận quan sát vực sâu, nhưng không hề có chút phát hiện. Thế nhưng động tĩnh ba ngày trước ở dưới vực sâu rõ ràng chứng tỏ thật sự có bảo vật tồn tại. Đã cẩn thận tìm kiếm qua, không có chút dấu vết gì, cũng không biết nơi này có bảo vật gì. Ánh mắt Đường Dần cực kỳ nghi hoặc, hiện tượng này quá mức khác thường, với thực lực của bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật không thể nào tìm không thấy, nhưng lần này không ít người đi xuống vực sâu tìm kiếm suốt ba ngày cũng không hề phát hiện. Bên trong hư không năng lượng cuồng bạo, không biết từ khi nào đã biến thành bình thản, nhưng thiên địa năng lượng vẫn nồng đậm như trước. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, toàn thân không chút sinh cơ, chân khí thanh lương, nếu không phải trong miệng hắn luôn thì thào lẩm bẩm, chỉ sợ bị người nghĩ lầm chỉ là một thi thể. Thái A ngồi gần đó, quanh thân bao phủ cỗ cương khí quỷ dị, cương khí thật chói mắt, nhưng lại không có khí tức dao động. Suy, tận sâu trong hư không đột nhiên run rẩy lên. Lục Lâm Thiên bỗng dưng mở mắt, cương khí thu liễm, chọc khí thở mạnh, toàn thân khôi phục sinh cơ. Ngay lúc này vô tướng cũng mở mắt, tựa hồ cảm nhận được gì đó. Nhưng Thái A, Vu Mã Tam Giới cùng Lý Cụ lại không có phản ứng. Khí tức kia rốt cục là vật gì? Lục Lâm Thiên nhìn vào sâu trong, linh hồn lực mẫn tuệ tìm kiếm, hắn có thể cảm giác được tận sâu trong đã có vật gì thức tỉnh, sinh cơ mơ hồ xuất hiện. Sinh cơ, từ hư vô tới thức tỉnh, giống như suy diễn hình thái sinh mệnh, làm Lục Lâm Thiên chìm đắm trong lĩnh ngộ suốt 5 ngày thời gian. Thiếu chủ, Thái A thiếu gia hình như đang chuẩn bị đột phá. Vô tướng lên tiếng, toàn thân Thái A bao phủ trong cương khí, không có chân khí dao động, nhưng vô tướng có thể nhận ra Thái A đang đột phá. Lục Lâm Thiên liền nhìn qua chỗ Thái A, cảm giác khí tức trên người hắn, chẳng những là đột phá, còn đang trong thời điểm khẩn yếu nhất. Phỏng chừng đoạn thời gian lịch lãm gần đây làm cho Thái A có lĩnh ngộ, lúc này sắp chứng ngộ sinh tử niết bàn cảnh, đặt chân niết bàn cảnh cao giai. Suy, tận sâu trong hư không lại run rẩy, lần này hai người Vu Mã Tam Giới cùng Lý Cụ bừng tỉnh, ánh mắt đều nhìn vào sâu trong hư không. Thiếu chủ, ở trong đó hình như có vật gì? Vô tướng nói. Lục Lâm Thiên nhìn qua. Hai người chiếu cố Thái A, ta cùng vô tướng đi xem. Dạ. Hai người gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh Thái A. Hư không nơi đây cũng không biết là địa phương nào, tầm mắt gián đoạn. Lại có cảm giác như mây mù lượn lờ, không biết lớn bao nhiêu, vô biên vô hạn. Lục Lâm Thiên cùng vô tướng đi tới, cũng thật cẩn thận, không dám có chút khinh thường. Chân khí kia làm cả hai cảm thấy trong lòng phát run, đặc biệt là linh hồn càng thêm rung động. Cẩn thận một chút, Lục Lâm Thiên nhắc nhở, bởi vì càng đi vào sâu trong càng cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Oanh! Đúng ngay lúc này tận sâu trong có tiếng sấm vang vọng. Một đạo cương khí lớn cỡ cánh tay nhất thời đánh thẳng xuống chỗ hai người, chân khí hủy diệt lan tràn. Thiếu chủ cẩn thận. Vô tướng hét lớn một tiếng, một đạo năng lượng quang trụ nháy mắt lướt ra, va chạm thẳng vào cương khí kia. Oanh! Tiếng nổ vang trầm thấp, hai đạo quang trụ va chạm lẫn nhau, hư không run lên, năng lượng quang trụ của vô tướng bị chấn nát dễ dàng, lực lượng kinh khủng đột nhiên phóng mạnh về phía vô tướng.
Phốc! Vô tướng trở tay không kịp, miệng phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Chỉ nháy mắt lại có hai đạo lôi đình cương khí hướng Lục Lâm Thiên đánh xuống. Ngao! Thanh bạch sắc chợt lóe, mơ hồ mang theo tiếng long ngâm, linh hồn chân khí cuồn cuộn lan tràn, từng đạo thanh bạch lưu quang bao phủ, lập tức hợp thành một bộ thanh bạch khải giáp tầng tầng lớp lớp. Hiu hiu! Hai đạo lôi đình cương khí bắn tới, trong tích tắc song trưởng Lục Lâm Thiên chớp động, hai thanh bí văn đoản kiếm phóng lên cao, linh hồn chân khí phóng thích, trường kiếm ra khỏi vỏ, như có thể hủy diệt hết thảy, lập tức hóa thành hai đầu hư ảnh cự long trong khoảnh khắc đánh về hướng hai đạo lôi đình cương khí. Ngao! Nhưng làm Lục Lâm Thiên không ngờ chính là hai đạo hư ảnh lại phát ra tiếng kêu e ngại, như muốn lâm vào phủ phục, không dám đối kháng cùng cương khí. Suy! Hai đạo hư ảnh cự long bị chấn vỡ, hai đạo cương khí rơi lên người Lục Lâm Thiên. Oanh oanh! Cương khí hạ xuống, thân hình Lục Lâm Thiên như chúng phải búa tạ nện xuống, linh hồn phát run, long hồn kiếm giáp nứt nẻ, năm thanh kiếm sau lưng tê minh, như cảm nhận được có vật gì khiến chúng vô cùng kiêng kỵ, hai cỗ linh hồn công kích đồng thời tràn vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Linh hồn công kích làm linh hồn Lục Lâm Thiên run rẩy, chân khí như muốn hủy diệt linh hồn, vô cùng cường hãn. Suy, kim sắc tiểu đao chấn động, gió cuốn mây tan ngăn cản hấp thu linh hồn công kích, nhờ vậy Lục Lâm Thiên mới khôi phục, nhưng hắn cũng nhận được không ít ảnh hưởng. Phốc, Lục Lâm Thiên hộc máu, long hồn kiếm giáp bị đánh rách tả tơi. Oanh long long, âm thanh nổ tung vang vọng tận sâu trong hư không, như một loại năng lượng khủng bố phóng thích, làm tâm thần người run rẩy không ngớt, linh hồn như chúng phải đòn nghiêm trọng. Thiếu chủ, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta nhất định nhanh chóng thối lui. Vô tướng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn, ngay cả một lần oanh kích mà hắn cũng không thể đối kháng, có thể thấy được thực lực kẻ ra tay cường hãn tới loại trình độ nào. Chúng ta giống như không còn đường thối lui. Lục Lâm Thiên cười khổ, long hồn kiếm giáp đang chữa trị, trong hư không cũng không biết lối ra ở nơi nào, cho nên căn bản là không thể rời đi. Oanh long long. Bỗng dưng từ hư không phía trước có bảy đạo lôi đình cương khí ầm ầm hướng hai người bắn tới, đem cả hai bao vây bên trong. Đi! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, linh hồn lực cuồn cuộn thổi quét, năm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, nương theo long đầu bắn ra một đạo lưu quang, hóa thành sáu hư ảnh cự long xoay quanh bay ra. Ngao! Sáu đầu hư ảnh cự long rít gào, mang theo long uy kinh người hướng sáu đạo lôi đình cương khí đánh tới. Vô tướng cắn răng. Trên người bao trùm một bộ khải giáp hộ thân, toàn lực ngưng tụ công kích ngăn cản đạo lôi đình cương khí cuối cùng. Suy! Sáu đầu hư ảnh cự long vừa chạm vào cương khí, lại tiếp tục phủ phục, cuối cùng bị phá hủy dễ dàng, sáu đạo công kích khủng bố cũng rơi lên người Lục Lâm Thiên. Cùng lúc đó vô tướng lại phun ra máu tươi, bị đánh bay lần nữa. Phốc! Long hồn kiếm giáp nứt vỡ nghiêm trọng, trường kiếm bị chấn bay trở về, phát ra tiếng tê minh e ngại. Trong miệng Lục Lâm Thiên lại lần nữa phun máu. Khủng bố nhất là linh hồn công kích trong não hải, nếu không có kim sắc tiểu đao hắn biết mình sẽ thật thảm, loại công kích kia giống như muốn hủy diệt linh hồn, trình độ khủng bố là lần đầu tiên chứng kiến. Chủ nhân, để cho ta tới đi, ta cảm thấy khí tức của nó. Nhưng đúng ngay lúc này bên trong đan điền khí hải của hắn vang lên một âm thanh. Âm thanh non nớt giống như nữ đồng, nhưng khi Lục Lâm Thiên nghe được âm thanh kia, sắc mặt mừng rỡ, âm thanh này chính là tiếng nói của khí linh thanh trụ hư không dực, từ khi rời khỏi thị hoang thế giới tới bây giờ, đây là lần đầu tiên thanh trụ hư không dực có phản ứng. Ngươi đã khôi phục rồi sao? Lục Lâm Thiên vui mừng hỏi. Theo tu vi thực lực đề cao hơn nữa hiểu biết càng nhiều về thế giới bên ngoài, Lục Lâm Thiên cũng đã biết thanh trụ hư không dực tuyệt đối không phải linh khí bình thường, hơn phân nửa chính là thông linh bảo khí trong truyền thuyết. Chỉ có thông linh bảo khí mới có khí linh, đây là sự khác nhau giữa thông linh bảo khí cùng áo nghĩa linh khí, khác nhau tuyệt đối. Năng lượng nguyên lực trong cơ thể chủ nhân có tác dụng với ta lớn hơn trong sự tưởng tượng của ta, đối với ta có chỗ tốt thật lớn, ta đã hoàn toàn khôi phục. Âm thanh nữ đồng vội vàng nói. Chủ nhân hãy cho ta xuất hiện trước đi, ta cảm giác được tên kia không dễ chọc, thực lực bây giờ của chủ nhân rất khó có thể đối phó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại. Tâm thần vừa động, cả không gian đột nhiên run lên, thanh bạch quang mang đột nhiên khởi động. Suy lạp lạp, từng âm thanh giống như tiếng lưỡi mác xít gào vang vọng, âm thanh trầm thấp vang vang, như có thể vang vọng cả hư không, vang động cả núi sông,
khiến người ta có cảm giác như tiếng sấm vọng bên tai, linh hồn run rẩy. Thoáng chốc trên người Lục Lâm Thiên hiện lên vô số hào quang, hóa thành từng phiến cánh chim kim trúc mở ra, âm thanh lưỡi mác rít gió vang vọng, vô số cánh chim mở rộng sau lưng Lục Lâm Thiên, ngưng tụ thành đôi cánh thanh bạch sắc, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên. Đôi cánh có khí phách cao quý của Chu Tước nhất tộc, lại có vẻ hùng hồn hung hãn như đại bàng, sắc bén lẫn nhẹ nhàng như hai cánh của thiên sĩ tuyết sư, hồn nhiên thiên thành, rung động lòng người. Linh khí thật mạnh, đây là... Phô tướng bò lên, nhìn đôi cánh trên người Lục Lâm Thiên, chân khí lan tràn xa xưa, khiến cho hắn có cỗ xúc động muốn phủ phục. Suy lạp lạp, hai cánh triển khai, tiếng gió rít nổ lớn, sóng âm vang động núi sông, thanh bạch quang mang bộc phát, chân khí khủng bố phóng thích thẩm thấu không gian, sau lưng Lục Lâm Thiên rậm rạp khe không gian hiển lộ. Gì? Tận sâu trong hư không, trong mơ hồ truyền ra âm thanh kinh ngạc, hư không lập tức run lên. Hơn 10 đạo lôi đỉnh cương khí nhanh như chớp bắn tới, mang theo chân khí phong bạo hủy diệt nháy mắt thổi quét về hướng Lục Lâm Thiên. Phá! Thanh trụ hư không rực triển khai, đôi cánh chấn động, vô số khe không gian lập tức lan tràn, đem cả phiến không gian đều phá hủy, hơn 10 đạo lôi đỉnh quang trụ lập tức bị cắt nát trong hư không biến mất, năng lượng phong bạo khủng bố lập tức khuếch tán. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, vô cùng kinh ngạc. Uy lực của thanh trụ hư không rực làm cho hắn khiếp hãi, không nghĩ tới sau khi khôi phục lại cường hãn tới tình trạng như thế. Nơi này là không gian của ta, ai dám đi vào cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Tận sâu trong hư không, một âm thanh trúc chắc truyền ra, âm thanh giống như một nam đồng. Oanh! Âm thanh nam đồng vừa hạ xuống, hư không lắc lư, một thanh tiểu chùy màu trắng lớn chừng nửa thước xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên cùng vô tướng. Tiểu chùy có vẻ hư ảo. Bí văn quanh quẩn, tiểu chùy vừa xuất hiện, khe không gian lan tràn, mơ hồ còn có cuồng phong ở phía xa gào thét, chân khí hủy diệt làm linh hồn người run rẩy tràn ra. Chủ nhân, đây là khí linh của vật kia, hắn mới thăng cấp thành thông linh bảo khí chưa lâu, sản sinh khí linh, nhưng thực lực thật khủng bố, không kém gì ta, hơn nữa nó còn là vật vô chủ, có thể điều động thiên địa năng lượng, mà ta cần nguyên lực của chủ nhân chống đỡ, nơi này lại là không gian của nó. Ta sợ khó đối phó được nó, chỉ có thể bảo vệ mình, nếu ở bên ngoài ta tự nhiên là không sợ nó. Âm thanh nữ đồng non nớt vang lên trong não hải Lục Lâm Thiên. Khí linh, đây là thông linh bảo khí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, hiện tại mới biết mình đang ở trong không gian của thông linh bảo khí, vừa rồi kẻ ra tay với mình cùng vô tướng chính là khí linh. Suy lạp lạp, lưu quang giống như điện mang chớp động, uy áp cuồn cuộn lan tràn. Tận sâu trong hư không từng đạo cương khí lớn cỡ cánh tay đột nhiên hướng vô tướng cùng Lục Lâm Thiên oanh kích xuống. Cẩn thận! Thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt đi tới bên người vô tướng, có thanh trụ hư không rực, tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, hai cánh chấn động đem thân hình mình lẫn vô tướng bao phủ chặt chẽ bên trong, từng khe không gian lan tràn nhanh như chớp, nương theo lực lượng trói buộc không gian thật lớn khiến hư không đều cô đọng lại. Oanh long long! Từng đạo cương khí hạ xuống. Phong bạo hủy diệt khủng bố thổi quét, phá hủy cả không gian bị cô đọng, ầm ầm giáng lên thanh trụ hư không rực, đôi cánh không ngừng rung động, bị đẩy lui nhưng vẫn đối kháng xuống. Tiểu tử kia, ngươi chọc giận ta, có bản lĩnh đi ra bên ngoài chiến. Thanh trụ hư không rực chấn động hai cánh, âm thanh nữ đồng non nớt quát. Nơi này là không gian của ta, ngươi căn bản không thể đối kháng ta, ta cần gì phải theo ngươi đi ra ngoài, tự các ngươi xông tới, vậy chờ bị hủy diệt đi. Âm thanh nam đồng trúc chắc truyền ra, uy lực minh mông cuồn cuộn càng thêm nguy kịch, cả hư không bắt đầu run rẩy, vô số lôi đỉnh cương khí nương theo sau linh hồn áo nghĩa khủng bố lan tràn, vỡ áp xuống bên dưới. Chủ nhân, nó muốn phá hủy chúng ta, đây là địa bàn của nó, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Âm thanh nữ đồng vang lên, đôi cánh dần dần bao phủ, muốn bao trùm quanh thân. Giờ phút này Lục Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được cự lực trói buộc trên người mình. Làm thanh trụ hư không rực không thể động, không gian xuất hiện thật nhiều cương khí cùng khe không gian, lực trói buộc càng ngày càng mạnh, khe không gian ngày càng nhiều, giống như mạng nhện rậm rạp, nguyên lực trong đan điền khí hải không ngừng phóng mạnh về hướng thanh trụ hư không rực, nhưng càng lúc càng cố hết sức. Các ngươi không thể đối kháng được ta, nơi này là địa bàn của ta, kẻ xông vào chết. Âm thanh nam đồng vang vọng, uy áp lan tràn, vô tướng đã bị trọng thương không còn sức lực. Cho dù là tuyên cổ cảnh trung giai cũng không cách nào đối kháng. Suy,
Từng đạo cương khí cùng linh hồn phong bạo hủy diệt rơi lên thanh trụ hư không rực, nhưng vẫn có không ít linh hồn công kích vẫn phóng mạnh vào đại não Lục Lâm Thiên. Suy! Trên kim sắc tiểu đao kim quang nở rộ, đều ngăn cản công kích bên ngoài, cùng lúc đó Lục Lâm Thiên cảm giác được kim sắc tiểu đao run lên, như thật sự tức giận, kim quang đại phát, lao ra khỏi ấn đường Lục Lâm Thiên, xuyên thủng không gian men theo linh hồn công kích lan ra, nháy mắt rơi lên trên tiểu trùy. Gì? Tiểu trùy kêu khẽ kinh ngạc, như cảm giác được điều gì, vô số lôi đình cương khí nhất thời quay chung quanh lan tràn trong hư không. Ông! Kim sắc tiểu đao giống như tìm được ngọn nguồn phát tiết, kim mang đại phát, xuyên thấu qua ấn đường Lục Lâm Thiên, bao trùm lên tiểu trùy kia. Oanh! Chỉ một thoáng cả hư không run lên, kim mang vạn trượng, chiếu rọi khắp cả không gian hư vô, kim quang nở rộ, dễ dàng tạc vỡ vô số lôi đình cương khí, tiểu trùy căn bản không thể đối kháng. Khí linh tiểu trùy chợt run rẩy, như cảm thấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ tuyệt đối, không ngừng rung động bên dưới kim quang, như là phủ phục cùng sợ hãi. Chủ nhân, tên kia đã bị áp chế, nhanh bố trí linh hồn ấn ký của ngươi vào khí linh thu phục nó. Âm thanh nữ đồng cũng rung động vang lên, mang theo vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi thật lớn. Bố trí linh hồn ấn ký. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, không nghĩ tới kim sắc tiểu đao lại hỗ trợ, giúp đỡ nhiều như thế. Thủ ấn kết xuất, một đạo linh hồn lưu quang bay ra khỏi ấn đường, ngưng kết thành linh hồn ấn ký rơi lên khí linh tiểu trùy. Tiểu trùy run lên, giống như muốn phản kháng. Ông! Trong kim quang, tiếng sấm nổ mạnh, uy áp vô hình bao phủ xuống, tiểu trùy nhất thời không thể nhúc nhích, lại phủ phục không dám phản kháng. Lục Lâm Thiên bố trí xong linh hồn ấn ký, sau một lát chân khí tiểu trùy run lên, kim sắc tiểu đao như cảm nhận được điều gì, kim quang thu liễm trở về. Suy! Kim quang tiêu tán, trong tiểu trùy bắn ra một đạo linh hồn lưu quang cuồn cuộn minh mông, rơi vào ấn đường Lục Lâm Thiên, linh hồn áo nghĩa năng lượng bao phủ lấy hắn, tin tức cũng tràn vào não hải của hắn. Thanh trụ hư không rực thu liễm, Lục Lâm Thiên khép hờ đôi mắt, thân hình lẳng lặng trôi nổi trong hư không, mà vô tướng cũng bị gạt bỏ ra ngoài. Giờ phút này tâm thần Lục Lâm Thiên đi tới một không gian xa lạ, bên trong đều là linh hồn áo nghĩa, giống như thế giới bên trong tiểu trùy. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được linh hồn ấn ký của mình bên trong. Linh hồn áo nghĩa bao phủ, Lục Lâm Thiên bắt đầu lĩnh ngộ, nơi này giống như tương liên cùng linh hồn áo nghĩa, chỉ một lát hắn đã hoàn toàn chìm vào. Dưới vực sâu, đông đảo thân ảnh vẫn tìm kiếm khắp nơi, theo thời gian trôi qua vẫn chưa có ai rời khỏi, ngược lại người ngày càng nhiều. Phía trước hình như có người phát hiện gì đó. Tựa hồ có người tìm được dấu vết, từng thân ảnh vội vàng chạy tới. Suy! Trong hư không, Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, tinh quang lóe sáng. Thiếu chủ! Vô tướng lập tức đi tới, trên người vết thương chồng chất, chân khí uể oải, bị thông linh bảo khí tổn thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó thể khôi phục. Có người tới gần, Thái A đang đột phá, ở lại trong không gian của thôi hồn diệt phách truy không thể thuận lợi đột phá, chúng ta nhất định phải ra ngoài. Lục Lâm Thiên dứt lời, thủ ấn ngưng kết. Đồng thời quang mang chói mắt lướt qua. Ngay tiếp theo, bên trong lòng núi, thiên địa năng lượng tràn ngập, một thanh tiểu trùy màu trắng dài chừng nửa thước trôi nổi trước mặt Lục Lâm Thiên cùng vô tướng, Thái A khoanh chân ngồi cách đó không xa, Vu Mã Tam Giới cùng Lý Cụ kinh ngạc nhìn xung quanh. Suy, tâm thần vừa động, Lục Lâm Thiên thúc dục thôi hồn diệt phách truy nháy mắt hóa thành lưu quang nhập vào trong ấn đường. Từ trong tin tức nhận được, Lục Lâm Thiên mới biết tiểu trùy có tên là thôi hồn diệt phách truy, nguyên bản ngày trước là một kiện linh hồn áo nghĩa linh khí của một cường giả bên trong bí cảnh thiên giới. Chủ nhân của nó đã vẫn lạc trong một hung địa thiên giới, mà thôi hồn diệt phách truy vô ý đi tới một địa phương tràn ngập thiên địa năng lượng nằm dưới vực sâu, thời gian dài đằng đẵng trôi qua, do thiên địa năng lượng biến hóa ảnh hưởng, không ngờ có thể thăng cấp thành thông linh bảo khí, sinh ra linh trí. Mà lần thăng cấp này tạo ra dao động lại khiến cho vạn tự nguyên đan trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên cảm nhận được. Thôi hồn diệt phách truy đi vào trong não hải Lục Lâm Thiên, nhìn thấy kim sắc tiểu đao, vô cùng kiêng kỵ lẫn sợ hãi, lập tức phủ phục ở một bên. Kim sắc tiểu đao cũng không có chút động tác nào, thôi hồn diệt phách truy sợ hãi rụt rè đi tới bên cạnh tiểu hồn anh, bí văn quanh quẩn, hấp lực trào ra hấp thu linh hồn năng lượng trên người tiểu hồn anh. Từ sau khi kim sắc tiểu đao không phá hủy long hồn kiếm giáp, hơn nữa lấy được thôi hồn diệt phách truy là nhờ nó tương trợ, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng tiểu trùy sẽ bị kim sắc tiểu đao phá hủy.
chúng ta đi ra ngoài trước. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa động liền đi tới bên người Thái A, hào quang lập tức bao phủ lấy hắn. Dưới thâm uyên, không ít thân ảnh rơi xuống trước một khe sâu, thiên địa năng lượng nồng đậm lan tràn, nguyên bản trong khe sâu có cấm chế làm cho người thật khó phát hiện, nhưng không biết cấm chế đã tiêu tán từ lúc nào, vì vậy mới bị người phát giác. Hiu hiu! Trong khe sâu có vài cầu vồng lướt ra, chỉ một thoáng đã phóng lên cao. Có người ở bên trong. Chỉ sợ đã có người nhanh chân tới trước. Rốt cục là ai chiếm được bảo vật? Mọi người ngẩng đầu lao theo sau, hướng vài đạo cầu vồng đuổi tới. Trên vực sâu cách đó không xa, bên cạnh vùng đất hỗn độn, trên một ngọn núi còn được bảo tồn hoàn hảo, Lục Lâm Thiên hạ xuống, quanh Thái A bao phủ cương khí, toàn thân lộ ra khí tức thanh lương, cũng không bị ảnh hưởng. Oanh! Thái A khoanh chân ngồi dưới đất, không gian run lên, thiên địa năng lượng liền tràn tới. Siêu siêu! Dưới vực sâu, từng thân ảnh lướt ra, nháy mắt lao thẳng về hướng ngọn núi. Suy! Từ mi tâm Lục Lâm Thiên bay ra một đạo tử kim lưu quang, đại hồn anh lập tức xuất hiện, khí âm hàn huyết sát mơ hồ khởi động. Lục Lâm Thiên lao thẳng tới ngăn chặn trước mặt những người vừa lao tới, lạnh lùng quát. Đây là giới hạn, ai dám tới gần ngọn núi nửa bước, đừng trách ta không khách khí. Ai vậy, tại sao chưa gặp qua? Chỉ sợ bảo vật đã bị người này chiếm được đi. Suy suy, từng thân ảnh đột ngột dừng lại, lập tức lăng không trôi nổi giữa không trung, từng ánh mắt lập tức rơi lên người Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, có phải ngươi chiếm được bảo vật hay không? Giao ra bảo vật, chúng ta lập tức đi ngay. Trong đám người, một niết bàn cảnh trung giai nhìn Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt không ngừng đánh giá hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua xung quanh, nhìn thấy không ít người. Mà Thái A đang trong lúc đột phá khẩn yếu, không thể bị ảnh hưởng, nhất định cần kinh sợ tuyệt đối mới được. Nhìn thẳng nam tử vừa nói chuyện, Lục Lâm Thiên nói. Ta không nhìn thấy bảo vật gì, nhưng mọi người ngừng ở đây đi, nếu ai dám tới gần nửa bước, ta nhất định sẽ không khách khí. Nghe vậy vẻ mặt nam tử càng lạnh lẽo, nói. Tiểu tử, người có biết đang nói chuyện với ai hay không, ta thuộc đội tuần tra. Đội tuần tra, thật giỏi lắm sao? Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu. Nam tử tức giận, thủ ấn ngưng kết, nguyên lực thủy hệ lập tức khởi động, một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên. Tiểu tử, ta sẽ thu thập ngươi. Nam tử vừa quát, nguyên lực thủy hệ cuồn cuộn dựng lên, thủ ấn ngưng tụ độ cung huyền ảo, nguyên lực hình thành lốc xoáy xoay tròn bao phủ lấy hắn, hướng Lục Lâm Thiên lao tới nhanh như chớp. Oanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp, chỉ thấy niết bàn cảnh trung giai từ giữa không trung nện thẳng xuống đống hỗn độn bên dưới. Sơn băng địa liệt, miệng phun máu tươi, thật lâu cũng không thấy động tĩnh, cũng không biết chết sống. Thực lực thật mạnh, đây là kẻ cứng rắn. Những người vây xem nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Xa xa giữa không trung có gần 20 thanh niên nam nữ lăng không đứng lơ lửng, đều mang theo khí thế ngạo nghễ. Đại ca, người nọ rất mạnh. Một nữ tử khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ nhìn phía trước, ánh mắt có chút dao động. Hướng thanh niên mặc trường bào trắng thêu hoa văn tinh mỹ khoảng 28-29 tuổi khẽ nói. Thời gian, không gian, thổ hệ áo nghĩa, cấp độ thực lực ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chứng minh còn chưa xuất toàn lực, người này là ai? Thanh niên kia chính là Đường Dần. Người này hình như chưa gặp qua. Thanh niên áo tím đứng gần bên nhướng mày nói. Ai dám tới gần, đây là kết cục. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, ánh mắt đảo qua thiên không. Nguyên lai người chính là Lục Lâm Thiên. Âm thanh lạnh băng hạ xuống, hơn 10 thân ảnh lướt tới, xuất hiện phía trước. Lục Lâm Thiên nhíu mày, những người này đều là người quen, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Vô Tình đều có mặt, chỉ thiếu Thanh Khải, Tùng Liệt cùng Thiết Thủ, phỏng chừng đang chữa thương. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi lên người thanh niên phía trước, người này có chút tuấn lãng, hai mắt âm trầm, mơ hồ lộ ra cỗ sát khí, chân mày còn có vết đao làm sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Đội chấp pháp, cường giả thứ hai, sát thiên. Lục Lâm Thiên nhướng mày nhủ thầm. Đang định đi về, không nghĩ tới lại thấy náo nhiệt. Đường Dần hứng thú nói. Lá gan của Lục Lâm Thiên khá lớn, nhưng sát thiên cũng không dễ chọc. Lôi Tiểu Thiên hứng thú nói. Không khí trở nên căng thẳng, áp lực dâng tràn. Mỹ Cơ cùng Mỹ Linh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi, nếu không có sát thiên, hai nàng cũng không dám tới đây. Vết sẹo trên mặt sát thiên khẽ run, âm trầm nói.
Dám động tới đội chấp pháp, giết người của chúng ta, hôm nay ngươi sẽ thật thảm, ỷ vào Trúc Thiên Phú đã muốn làm gì thì làm trong mật địa thiên giới, đây là sai lầm lớn nhất trong đời mà ngươi phạm phải. Ta nói rồi, đây là giới hạn, dám tiến lên nửa bước, người vừa rồi chính là kết cục. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Niết Bàn Cảnh Trung Giai đang được người dìu dắt đứng lên bên dưới, ánh mắt nhìn sát thiên nói. Đủ hung hăng càn quấy, vậy nhìn xem ngươi có thực lực này hay không? Vừa dứt lời, nguyên lực phong hệ lập tức lan tràn, sát thiên dẫm mạnh hư không, không gian nứt toác, cuối cùng oanh một tiếng hóa thành mảnh nhỏ. Phong diệt ấn. Ngay khi thân hình sát thiên lao về hướng Lục Lâm Thiên, ra tay gọn gàng, sắc bén sát phạt, thủ ấn cấp tốc đánh ra, lực lượng khủng bố làm cả không gian rung động không ngớt, từng đạo trưởng ấn hóa thành tàn ảnh đầy trời bao trùm về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, chân khí quỷ dị lan tràn, không gian xung quanh nháy mắt khởi động, làm cả phiến không gian đều run rẩy. Oanh! Nhất thời thời không rối loạn, không gian cùng thời gian áo nghĩa tràn ngập, cả phiến không gian đột nhiên hỗn loạn. Từng đạo trưởng ấn sát phạt sắc bén lập tức phá nát, nháy mắt không còn bóng dáng. Dung hợp không gian cùng thời gian áo nghĩa. Thân hình sát thiên khựng lại, giống như bị lâm vào trong vũng bùn, thời không rối loạn, khe không gian như quang nhận xuyên thủng bắn ra, phá hủy hết thảy, mang theo lực lượng hủy diệt. Bạo phong không gian. Ánh mắt sát thiên ngưng lại, không còn che giấu thực lực tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, nguyên lục run lên bao trùm tới, cuồng phong gào thét. Không gian áo nghĩa lan tràn. Suy lạp. Các loại áo nghĩa va chạm, chấn động không gian nứt vụn thành từng khúc, chỉ chớp mắt sát thiên từ bên trong chật vật thoát thân ra ngoài. Ngay nháy mắt sát thiên vừa thoát ra, chợt nhíu mày nhìn phía trước, trên không trung chẳng biết từ khi nào đã có kim quang rạng rỡ, hào quang hắc bạch quỷ dị trôi nổi, kim quang lan tràn, sắc bén tiêu sát. Đi. Kim quang rạng rỡ bao trùm bầu trời, mơ hồ có phong vân khuấy động. Tiếng sấm sét vang rền, Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, tiêu sát khí sắc bén lan tràn, sau một tiếng quát trầm thấp phất tay đánh thẳng về hướng sát thiên. Oanh! Một đạo kim sắc đại thủ ấn đột nhiên phá không bay ra, không gian xung quanh liên tục hủy diệt vỡ nát, kinh khí tiêu sát khuếch tán, khoảnh khắc bao phủ khắp cả thiên địa lao thẳng về hướng sát thiên, nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn. Áo nghĩa thật mạnh, đây là kỳ đặc áo nghĩa thứ 5 hay sao? Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đều giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Áo nghĩa kỳ đặc thứ 5. Sát thiên run lên, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, nguyên lực khởi động, đột nhiên quanh người dâng lên một đạo cương khí năng lượng cực lớn. Kình thiên phong bàn. Một tiếng quát trầm thấp vang lên, cương khí ngăn cản trước kim sắc thủ ấn, hai bên đỡ upsilon.ng chạm, không gian chợt run lên, hoàn toàn yên tĩnh. Hô lạp lạp. Cả cương khí lẫn kim sắc thủ ấn đồng thời bị chấn vỡ trong hư không. Năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, cả phiến không gian phá nát, không ít thân ảnh liên tiếp thối lui, vực sâu lại tiếp tục phá hủy. Hô lạp lạp. Năng lượng phong bạo đột nhiên ngừng lại, lặng yên mai một vô thanh vô tức. Đặng đặng. Thân hình Lục Lâm Thiên cùng sát thiên lão đảo bật lui mấy bước. Làm sao có thể, Lục Lâm Thiên mới tới Niết Bàn cảnh cao giai đỉnh phong thôi đi. Khí tức còn chưa tới tuyên cổ sơ giai, lại có thể đánh ngang tay với sát thiên. Ra tay gọn gàng, không nghĩ tới sát thiên lại không chiếm được tiện nghi, Lục Lâm Thiên đích thật có chút bổn sự. Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau, tuyệt đối khiếp sợ. Thật mạnh, ngay cả sát thiên cũng có thể đối kháng. Mỹ Cơ cùng Mỹ Linh ở phía xa đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Chấp pháp đội sát thiên, không hổ là người có thanh danh hiển hách trong mật địa thiên giới. Lục Lâm Thiên ổn định thật hình, ánh mắt thầm kinh ngạc. Quả nhiên là có chút bổn sự, nhưng vừa rồi ngươi cũng đã vận dụng toàn lực đi, ta còn chưa sử dụng toàn lực, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt sát thiên tối sầm, thủ ấn ngưng kết, quanh thân nhất thời bộc phát quang mang chói mắt, phong hệ áo nghĩa khởi động, năng lượng bắt đầu hội tụ. Năng lượng phong hệ vừa tụ tập, cuồng phong gào thét, phúc phú phiên vân, cả bầu trời đột nhiên hôn ám, năng lượng tạo thành long quyển phong bạo. Cả phiến hư không bị cắn nuốt phá hủy, khí thế khủng bố làm thần sắc mọi người rung động. Diệt không phong bạo. Sát thiên hét lớn một tiếng, long quyển phong bạo hóa thành quang ảnh khổng lồ bạo lướt nhanh như chớp, những nơi đi qua, ánh sáng cũng bị cắn nuốt biến mất. Lục Lâm Thiên nhất thời cảm giác được có cỗ lực lượng hủy diệt gắt gao thổi quét lên người của mình, muốn đem thân hình mình xé thành mảnh nhỏ, lập tức khởi động thanh linh khải giáp.
Từ trong ấn đường Lục Lâm Thiên bắn ra lưu quang, thôi hồn diệt phách truy hiện ra trong tay, thoáng chốc cả bầu trời run lên, vỗ thẳng một chùy xuống dưới. Suy lạp lạp, từ trong tiểu chùy bắn ra một đạo lôi đình cương khí, mang theo lực lượng hủy diệt tràn xuống. Bên trong hư không lốc xoáy khủng bố, trong không gian lại giống như là hắc động, không ai có thể dò xét được bên trong. Đột nhiên mọi người cảm giác được không gian bị kiềm hãm, thoáng run rẩy, lại có cỗ năng lượng hủy diệt thẩm thấu ra ngoài. Khí tức làm linh hồn người run rẩy, ngay sau đó quang mang chói mắt tán phát, một tiếng nổ tung như hãn lôi vang vọng dựng lên cuối chân trời. Oanh long long, hư không lốc xoáy nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, không trung giống như sơn băng địa liệt, từng tảng lớn vực sâu san thành bình địa, cự thạch sụp đổ, vách núi trút xuống, đá vụn kích tán. Giờ phút này chỉ sợ không có ai chú ý tới không ít chân khí mơ hồ đều dại ra giữa không trung. Năng lượng gợn sóng cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo, sau khi kình khí tiêu tán, không ít ánh mắt đều ngẩn ra. Khóe môi Sát Thiên đầm đìa máu tươi, ánh mắt ngây dại, mà thân hình Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước người Sát Thiên, trong tay cầm một thanh kim huyết sắc đại đao, kim quang rạng rỡ, một đạo đồ án hắc bạch như ẩn như hiện trên không trung. Âm dương bá đao quyết. Kim huyết sắc đại đao đánh xuống, đồ án âm dương phóng thích hào quang, vô số đao mang bắn ra, thổi quét lên người Sát Thiên. Oanh long, đao mang thổi quét, cả phiến hư không sụp đổ biến mất, thiên địa uy áp vô cùng vô tận thẩm thấu, thiên uy hảo hãn khiến linh hồn người phủ phục. Ánh mắt Sát Thiên đột nhiên sáng ngời, giống như vừa kịp thời phản ứng. Nhưng lúc này cũng đã không còn kịp nữa, bởi vì đao võng đã hoàn toàn bao phủ, tiêu sát khí sắc bén thổi quét, tới thời điểm này hắn mới biết Lục Lâm Thiên thật khủng bố. Hiu hiu, hào quang chói mắt bắn ra. Tiêu sát khí cuồn cuộn sắc bén như gió lốc thổi quét, khí thế khủng bố khiến đông đảo thân ảnh ở xa xa đều run rẩy không ngớt. Khi không gian khôi phục lại bình tĩnh, kinh khí dư âm lan tràn xa xa, chỉ thấy thân hình Sát Thiên trôi nổi giữa không trung, ánh mắt kinh hãi lẫn thất thần nhìn chằm chằm thân hình của mình, gian nan ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, tựa hồ như muốn nói gì đó. Nhưng ánh mắt Sát Thiên đã biến thành ngây dại sợ hãi, miệng mấp máy còn chưa thành tiếng, thân hình đột nhiên bắn ra kim quang. Từng đạo kim quang đan chéo rậm rạp như mạng nhện. Phanh phanh, từng khe nứt lan tràn, một giây sau, âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, thân hình Sát Thiên hóa thành mảnh nhỏ, máu tươi tuôn xuống, ngay cả linh hồn phân thân cùng hồn anh cũng không may mắn thoát khỏi cái chết, không tránh thoát một kiếp này. Sát Thiên bị đánh chết. Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập rung động. Ánh mắt mọi người ngây dại không cách nào khôi phục tinh thần, hoàn toàn nín thở. Ta đã nhẫn nhịn các ngươi nhiều lần rồi, các ngươi lại lòng tham không đáy, vậy đều chết đi cho ta. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lục Lâm Thiên đột nhiên hét lớn. Tiếng quát rơi xuống, thân hình Lục Lâm Thiên nhanh như quỷ mị đi tới trước mặt nhóm người chấp pháp đội. Âm thanh cuối cùng vừa rơi xuống, hoàng mang năng lượng hung hăng lan tràn, tựa như quang hồ bao phủ, khoảng cách ít nhất hơn vạn thước, cả không gian đều vặn vẹo bóp méo. Phanh phanh phanh. Không gian nổ tung, năng lượng gợn sóng cuồng bạo dao động điên cuồng, giữa không trung trời sụp đất nứt, sơn băng địa liệt. Thời không lao ngục lan tràn, không gian ngưng tụ bao phủ lên nhóm người đội chấp pháp. Nhất thời thân hình nhóm chấp pháp đội không thể nhúc nhích, thân hình như bị vạn quân lực hung hăng vỡ áp, nháy mắt đã bị nhốt trong thời không lao ngục, cả nhóm người sắc mặt đại biến. Mỹ Cơ, Mỹ Linh cùng Vô Tình vừa phục hồi lại tinh thần, ánh mắt hoảng sợ, ba người toàn lực giãy giụa. Nguyên lực không ngừng tràn ra, các loại áo nghĩa phản kháng nhưng dưới lực lượng vô hình áp chế chẳng khác gì đá chìm đáy biển. Nhưng dù sao ba người cũng là tuyên cổ cảnh sơ giai, có thể chấn vỡ mảng lớn hư không, nhưng muốn xông ra khỏi thời không lao ngục tựa hồ còn kém một chút, nhiều nhất tạo thành không ít ảnh hưởng cho Lục Lâm Thiên. Suy suy, dưới chân Lục Lâm Thiên chấp động ngân mang, thân hình uyển như tia chớp xuất hiện bên trong thời không lao ngục, huyết lục dơ cao, trong mắt sát ý ngập trời. Đội chấp pháp 5 lần 7 lượt đuổi giết, rõ ràng đã động sát ý với hắn, lần này Lục Lâm Thiên thật sự nổi giận, chân chính động sát khí, đối với địch nhân nhân từ là tàn nhẫn với bản thân, hắn luôn hiểu rõ đạo lý này. Ngao! Long ngâm vang lên, huyết lục không ngừng chém ra, từng đạo đao mang bắn tới, chém vỡ khe không gian. Hiu hiu! Khe không gian cắt qua thân hình nhóm chấp pháp đội, uy thế kinh người như thiên địa dung chuyển. Đao minh long ngâm không ngừng quanh quẩn trên không trung. Răng rắc,
ít nhất có 10 tu vi niết bàn cảnh lập tức bị chu diệt, thần hồn tan biến. Đều đi chết đi, 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, chẳng lẽ cho rằng ta thật không dám tiêu diệt các ngươi hay sao, chỉ là một chấp pháp đội nho nhỏ, chẳng khác gì con kiến, có tư cách gì kêu gào trước mặt ta. Lục Lâm Thiên sát ý ngập trời, như sát thần không hề có chút ý tứ muốn dừng tay, lần thứ hai lại vung đao. Dừng tay, Lục Lâm Thiên, mau dừng tay. Trên không trung, một tiếng hét già nua vang vọng, một thân ảnh hư ảo phá không xuất hiện trong thời không lao ngục, lão giả xuất hiện lại giống như dung hợp cùng không gian, làm cho người ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt chân chính của hắn. Lão giả vung tay lên, cả thiên địa như có tiếng vang nho nhỏ truyền ra, rơi vào trong tai mọi người lại làm linh hồn run rẩy lên. Suy, không gian lay động, thời không lao ngục bị phá vỡ, trước mặt lão giả hiện ra một cương khí tối đen, hắc mang tuôn tràn, cả mặt đất đều run rẩy lên. Răng rác, bên trong hắc sắc cương khí, không gian áo nghĩa khủng bố tràn ngập, hư không sụp đổ, lộ ra động sâu hiện lên cuối chân trời. Cùng một thời gian, đao mang bị hắc sắc cương khí cắn nuốt biến mất, không gian áo nghĩa bao trùm huyết lục, như muốn cắn nuốt cả thân hình Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên đại biến, toàn lực phóng thích không gian cùng thời gian áo nghĩa, thân hình hiểm hiểm thoát thân ra ngoài. Hắc động nháy mắt biến mất giữa không trung, mười mấy đệ tử chấp pháp đội còn lại sắc mặt trắng bệch thoát ra ngoài, trong mắt sợ hãi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi tìm được đường sống trong chỗ chết, giống như vừa đi qua quỷ môn quan. Thật mạnh, nhất định là cấp độ hóa hồng cảnh, rốt cục chịu đi ra rồi sao? Thân hình Lục Lâm Thiên lui ra sau, nhìn vào thân ảnh thương lão trước mắt. Dùng tâm thần rình xung quanh, Lục Lâm Thiên phát hiện có không ít chân khí cường hãn mơ hồ, hẳn là cường giả trong mật địa thiên giới, nghe nói tuyệt đại bộ phận cường giả thượng thanh đại thế giới đều ở trong mật địa này. Cường giả mật địa rốt cục bị kinh động nhúng tay. Lục Lâm Thiên ngoan độc, sát ý thật lớn, đội chấp pháp chưa từng bị tàn sát như vậy đi, dám động thủ trong thiên giới, Lục Lâm Thiên tuyệt đối là người thứ nhất. Sát thiên còn bị đánh chết tại chỗ, thực lực Lục Lâm Thiên thật mạnh, thủ đoạn còn không ít. Thân ảnh thương lão dần dần biến mất, âm thanh già nua truyền ra giữa không trung, tựa hồ là than thở, nói. Lục Lâm Thiên, ngang nhiên đánh chết nhiều người của đội chấp pháp như vậy. Ngươi có điều gì cần giải thích sao, nếu không có, ở trong mật địa thiên giới dám hành động như thế, bất kể là ai cũng phải gánh vác hậu quả, trả giá thật nhiều. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, ta nghĩ ta không cần giải thích, ta chỉ là tự vệ mà thôi, là chấp pháp đội 5 lần 7 lượt muốn đưa ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta không được đánh trả cho người tùy ý đánh chết sao? Bất kể như thế nào, sát ý của ngươi quá nặng, lấy thực lực của ngươi đội chấp pháp làm sao có thể giết ngươi? Âm thanh già nua lại truyền ra. Vậy sao, nếu không phải ta liều mạng đánh một trận tử chiến, vừa rồi kẻ chết nhất định là ta, ý tứ của các hạ, chẳng lẽ ta đáng chết, sinh mệnh người đội chấp pháp chẳng lẽ trọng yếu hơn ta chứ gì? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm hư không, tràn ngập hàn ý. Ai, miệng lưỡi bén nhọn, không cần biết thế nào, sát ý quá nặng, trong mật địa thiên giới lại phạm phải sát lục bậc này. Chờ trưởng lão mật địa cùng tông lão hai đại liên minh thương nghị làm tiếp xử trí đi. Âm thanh già nua mang theo vẻ cảm thán truyền ra. Oanh! Giờ phút này, phổ tướng, lý cụ, phù mã tam giới đang bảo hộ xung quanh Thái A, hiện tại thiên địa năng lượng tràn đầy tới mức không thể áp chế, mà xung quanh cương khí lại tích tụ chân khí bằng bạc, như đang vận sức chờ phát động, không gian đột nhiên run lên. Lại muốn đột phá. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Thái A. Oanh long, một đạo năng lượng cương khí bạo lướt oanh kích lên người Thái A, cự lực khởi động, bị Thái A cắn nuốt, lập tức đem tầng bình chướng trên người Thái A phá vỡ. Phanh, trong thân hình Thái A mơ hồ truyền ra âm thanh trầm thấp, chân khí cường hãn bắt đầu lan tràn, khiến không gian xung quanh dao động mãnh liệt. Đồng thời chân khí Thái A bắt đầu kéo lên, giải khai tầng bình chướng niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, đặt chân lên cấp độ niết bàn cảnh cao giai. Hô lạp lạp. Thiên địa năng lượng trào ra quanh thân Thái A, lượn lờ tuần hoàn không ngớt, tựa hồ rèn luyện hết thảy cơ thể hắn, tràn ra cỗ chân khí thê lương kỳ dị. Chứng ngộ vô dư niết bàn cảnh, đặt chân sinh tử niết bàn cảnh. Đường dần nhíu mày, thì thào nói. Người này đột phá niết bàn cảnh cao giai, nhưng sao ta lại cảm giác khí tức trên người hắn lại có chút quen thuộc. Cảm giác quen thuộc, cảm giác quen thuộc gì? Lôi Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Đường Dần, nói. Bất quả động tính đột phá của tiểu tử này không nhỏ,
so sánh với tu vi đồng cấp lại lớn hơn rất nhiều, linh hồn chân khí cũng có chút đáng sợ, nhìn dáng vẻ cũng khó dây vào. Ánh mắt nữ tử đứng cạnh đường dần lộ vẻ động dung, nói. Người đột phá hẳn là đệ tử Lục Lâm Thiên tên Thái A, hai người đều tới từ vô sắc thế giới, lần này trong vô sắc thế giới xuất hiện không ít người, làm cho ta cảm thấy thật hiếu kỳ. Nhóm người Vô Tình, Mỹ Cơ, Mỹ Linh hoảng sợ chật vật thối lui sang một bên, nhìn thấy Thái A đột phá, thần sắc có chút phức tạp. Suy, hết thảy chân khí dần dần thu liếm, Thái A mờ mịt mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, lập tức biến mất không thấy. Chúc mừng thiếu chủ đột phá. Lý Cụ vui sướng nói, thiếu chủ có thể đột phá nhanh như vậy, cũng là đại biểu tiền đồ, thân là hộ hoàng đội chỉ có đi theo thiếu chủ ngày sau của họ mới có thể đi xa hơn. Thái A gật gật đầu, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức nhảy tới bên người Lục Lâm Thiên, nói. Sư phụ, đệ tử đột phá rồi. Tốt. Lục Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn vào sâu trong hư không. Lục Lâm Thiên, Thái A, hai người đợi xử trí, những người khác tán đi. Âm thanh già nua truyền ra. Sư phụ, bọn hắn cần xử trí chúng ta, làm sao bây giờ? Thái A ngưng trọng hỏi. Xử trí sao? Lục Lâm Thiên hiện lên hàn mang, nói. Tới lúc đó hãy xem đi, cũng phải xem chúng ta có nhận xử trí hay không đã. Bảo vật nơi này có phải bị Lục Lâm Thiên chiếm được hay không, chẳng lẽ rời đi như vậy sao? Động tĩnh như thế tuyệt đối là có bảo vật. Cho dù bảo vật bị Lục Lâm Thiên chiếm được, các người có thể làm được gì, sát thiên còn bị hắn giết, chấp pháp đội tử vong mười mấy người, các người còn dám đi trêu chọc Lục Lâm Thiên hay sao, cẩn thận chưa lấy được bảo vật thì mạng của mình cũng đã mất. Cũng phải, dù hắn chiếm được bảo vật, chúng ta cũng khó trêu chọc hắn. Lần này hai chiến hoàng mới tới sao lại khủng bố như vậy, thực lực kinh khủng như thế. Nói không chừng bảo vật còn ở đây, Lục Lâm Thiên cũng chưa lấy được, ta đi tìm xem. Không ít tiếng nghị luận vang lên, không ít thân ảnh phẫn nộ rời đi. Xem náo nhiệt đủ rồi, chỉ sợ chúng ta vô duyên nhìn thấy bảo vật, đi thôi. Lôi Tiểu Thiên nói, ánh mắt đường dần khẽ động, đảo qua Lục Lâm Thiên, khóe môi hơi động, thân ảnh chợt lóe phá không bay đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe lên, không gian trước mặt dao động, một thanh niên dáng người hơi béo khoảng 28-29 tuổi, quần áo màu trắng thêu hoa văn tinh mỹ hiện ra trước mắt hắn. Người này thật mạnh, người cổ tộc. Vạn tự nguyên đan dao động, Lục Lâm Thiên cảm nhận được có cỗ hấp lực, lập tức ngăn chặn vạn tự nguyên đan. Lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ 5, lấy một địch 4 trong vạn thế đối quyết, vượt cấp đánh chết đối thủ dễ dàng, là hạng người bất phàm trong cuộc chiến lần này. Lúc đường dần vừa hiện ra trước người Lục Lâm Thiên, tự dưng cảm giác tâm thần run lên, lập tức biến mất không thấy, thầm nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Các hạ là... Lục Lâm Thiên hỏi. Đường dần liền giới thiệu. Quên giới thiệu, đường ra đường dần, mới tới mật địa thiên giới chưa bao lâu. Quả nhiên là cổ tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thoáng híp lại, đường ra là một trong 8 đại cổ tộc thượng thanh đại thế giới, địa vị chẳng khác gì Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc trong linh võ thế giới, được thiên địa bảo hộ, chỉ sợ vừa ra đời đã có được thiên phú tu luyện mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng không có được. Ha ha, ta còn nghĩ người muốn làm gì? Nguyên lai là tự giới thiệu. Một tiếng cười lớn vang lên, Lôi Tiểu Thiên đã hạ xuống bên cạnh đường dần, mở to mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử lợi hại, sát thiên cũng bị niết bàn cảnh cao giai như ngươi thủ tiêu, đảm phách thực lực đều làm cho ta bất ngờ. Người này thực lực không dưới đường dần, tu luyện kỳ đặc áo nghĩa, là người khó trêu chọc, không hổ là người cổ tộc, không hổ là mật địa thiên giới. Để cho ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Lôi gia Lôi Tiểu Thiên. Đường dần nói. Lôi gia, một trong 8 đại cổ tộc. Lục Lâm Thiên thoáng nhíu mày, ôm quyền nói. Lục Lâm Thiên, đến từ vô sắc thế giới. Lục Lâm Thiên cảm giác được hai người này không có ác ý, nên cũng không thất lễ. Ta biết ngươi là Lục Lâm Thiên, hiện tại ngươi hẳn bị tiêu hao không ít, chờ khi nào ngươi khôi phục, cùng ta một trận chiến thế nào. Lôi Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên. Huynh lại không nhịn được sao, nếu huynh thua trong tay Lục Lâm Thiên, sẽ mất hết mặt mũi đấy. Một âm thanh yêu kiều vang lên, một nữ tử khí chất cao quý mỹ mạo hiện thân sau lưng đường dần cùng Lôi Tiểu Thiên, sau lưng nàng còn có hơn 20 thân ảnh, đều mang theo cỗ ngạo khí phát ra từ linh hồn cùng huyết mạch. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lục Lâm Thiên,
còn ở lại trong mật địa thiên giới, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt. Đường Dần phất tay nói, lập tức rời đi. Nữ tử cũng gật đầu, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe biến mất. Không gian áo nghĩa bất phàm, tu vi không tầm thường, không hổ là người cổ tộc. Lục Lâm Thiên động dung nhủ thầm. Lục Lâm Thiên, hy vọng có cơ hội chúng ta cùng một trận chiến. Lôi Tiểu Thiên nói xong cũng biến mất, đệ tử Lôi Gia liền theo sau. Sư phụ, những người này đều rất mạnh. Thái A nói. Đích thật là rất mạnh. Lục Lâm Thiên gật đầu. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta đi đâu? Bốn người vô tướng đi tới bên cạnh, nhìn người vây xem đã rời đi hầu hết, lại hỏi. Việc này. Lục Lâm Thiên nhíu mày, mặc dù đã đi vào mật địa thiên giới, nhưng cần đi đâu hắn cũng không biết. Xảy ra chuyện với đội chấp pháp, trong mật địa thiên giới phỏng chừng không còn chỗ cho hắn dung thân. Ai là Thái A? Đúng ngay lúc này, giữa không trung xuất hiện vài thân ảnh, một trung niên chừng 40 tuổi vừa hạ xuống liền nhìn vào Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Hình như là tuyên cổ cảnh trung giai, chỉ sợ là trung giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhìn trung niên trước mắt, cảm nhận được tu vi người này mạnh hơn sát thiên một ít. Thái A đánh giá người kia, tiến lên hai bước nói. Ta chính là Thái A. Nguyên lai ngươi là Thái A tiểu sư đệ. Trung niên nghe vậy, khuôn mặt mỉm cười, bộ dáng như thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức đi tới nói. Ta tên Đàm Minh, gia sư là Quỷ Cốc Tông Lão, ta nhận được tin tức nói Thái A sư đệ gặp phải phiền toái trong mật địa thiên giới, bởi vậy lập tức chạy tới. Bái kiến Đàm Minh sư huynh. Thái A ôm quyền thi lễ, nói. Sư huynh, cha nuôi cũng ở trong mật địa thiên giới sao? Sư phụ đương nhiên ở trong mật địa, chẳng qua sư phụ luôn bế quan, ta cũng mới nhận được tin tức của ngươi, nhưng tiểu sư đệ không có việc gì thì được rồi, ta có nghe qua tình huống cụ thể, ta đưa ngươi đi tới chỗ nghỉ ngơi trước rồi nói sau. Đàm Minh nói, chân mày thoáng cau lại, thần sắc cũng không dễ dàng. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đi theo Đàm Minh tới một ngọn núi, dọc theo đường đi nghe Đàm Minh thuật lại, Lục Lâm Thiên cũng có hiểu biết về mật địa thiên giới. Trong mật địa, người trẻ tuổi muốn tiến vào cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng có nhiều người nhờ vào đủ loại con đường mà đi vào nơi đây, quan trọng nhất là cường giả đỉnh cấp thượng thanh đại thế giới cơ hồ đều tụ tập nơi này để bế quan. Có thể nói mật địa thiên giới là một trong những địa phương vững chắc nhất thượng thanh đại thế giới, đại bộ phận cường giả đỉnh cấp đều tụ tập nơi đây, đây cũng là địa phương trọng yếu nhất. Bởi vì trong mật địa có vô số bí cảnh, có vô số lĩnh ngộ của những cường giả đỉnh cấp từ cổ chí kim trong thượng thanh thế giới. Lục huynh đệ, Thái A sư đệ, ta đã hỏi thăm, nơi đặt chân của các ngươi nằm trên đại cổ phong phía trước. Đàm Minh nói, dọc theo đường đi hắn luôn có chút khách khí với Lục Lâm Thiên. Trên sườn núi, có vài tòa đình viện phong cách cổ xưa mộc mạc, không có vẻ đại khí cùng tinh xảo như trong tưởng tượng mọi người, nhưng lại có vẻ sạch sẽ. Một lát sau, mọi người đi tới một tiểu sảnh. Lục huynh đệ, Thái A sư đệ, các ngươi nghỉ ngơi ở nơi này. Trong mật địa có không ít bí cảnh, có vô số cường giả lưu lại hết thảy, các ngươi đều có thể đi lĩnh ngộ, nhưng bí cảnh của tám đại cổ tộc cùng hai đại liên minh không thể tùy tiện đi vào, đương nhiên hai ngươi là người của hai đại liên minh, cũng có thể tiến vào bí cảnh của hai đại liên minh lĩnh ngộ. Đàm Minh nói, bí cảnh tám đại cổ tộc. Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bí cảnh của tám đại cổ tộc đều nằm trong mật địa thiên giới. Đàm Minh nói, không tệ. Nhưng người ngoài muốn đi vào bí cảnh của tám đại cổ tộc cùng hai đại liên minh cũng cần điều kiện. Điều kiện gì? Thái A tò mò hỏi. Thiên bảng. Đàm Minh trả lời. Ở trong mật địa thiên giới có một chiến thai, người có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, kể cả người cổ tộc, bên trong này có không ít bí cảnh đều dựa vào bài danh trên thiên bảng mới có thể đi vào. Bài danh càng cao là có thể tiến vào cấp độ bí cảnh càng cao. Chẳng qua muốn đi vào bí cảnh của tám đại cổ tộc cùng hai đại liên minh vậy phải có thành tích trước 10 trên thiên bảng, chỉ cần ngươi tiến vào trước 10, như vậy ngươi có thể thoải mái đi vào bí cảnh mà không bị ngăn trở. Thiên bảng trước 10. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, người trẻ tuổi trong tám đại cổ tộc đi vào mật địa có ai không phải người nổi bật, người nào không phải nhân trung long phượng, muốn đi vào trước 10 trong thiên bảng khó khăn thế nào có thể nghĩ, ánh mắt khẽ giật, hắn lại hỏi. Vậy không biết sát thiên bài danh bao nhiêu trên thiên bảng? Nếu như ta không nhớ lầm hẳn là 15, bởi vì đội chấp pháp còn tiến vào mật địa sớm hơn ai hết,
Nguyên bản Sát Thiên cùng một người tên Pháp Vương vẫn luôn ở vị trí cao trên thiên bảng, nhưng đoạn thời gian trước từ khi giới trẻ tuổi của tám đại cổ tộc tiến vào, khiêu chiến trên chiến thai, bài danh của Sát Thiên cùng Pháp Vương đều rơi xuống. Đương nhiên bài danh cũng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác, theo ta được biết, có người trẻ tuổi trong tám đại cổ tộc thậm chí không hề lên chiến thai, nếu họ đều ra tay, theo ta suy đoán chỉ sợ bài danh của Sát Thiên cùng Pháp Vương càng rơi xuống thấp hơn nữa. Nhưng xem như đã là thành tích không tệ trong giới trẻ tuổi, khó được có giới trẻ tuổi ngoài tám đại cổ tộc lẫn hai đại liên minh tiến vào được bài danh như vậy, trong dĩ vãng người có phong hào chiến hoàng cùng chiến thần bình thường chỉ đứng ở 35-40 mà thôi. Hậu bối cổ tộc gặp may mắn, người bình thường căn bản không thể so sánh. Lục Lâm Thiên cảm thán nói, theo bài danh của Sát Thiên cũng biết thực lực giới trẻ tuổi cổ tộc thật mạnh. Đàm Minh nhìn Lục Lâm Thiên, dừng một chút mới nói. Sát Thiên xem như là người hai đại liên minh, bởi vì bài danh trên thiên bảng cho nên được hai đại liên minh nhìn chúng, lần này ngươi giết chết Sát Thiên, ta phỏng chừng sẽ gặp phiền toái không nhỏ, cho dù có người sẽ thiên vị các ngươi, nhưng ở trong mật địa thiên giới dù sao cũng có quy tắc, nếu không có ai cố ý muốn khó xử các ngươi, có lẽ việc này sẽ mắt nhắm mắt mở thì trôi qua rồi, nhưng khó tránh khỏi một ít trừng phạt, chẳng qua. Đàm Minh thở dài một tiếng, càng cau chặt mày. Ngẩng đầu nhìn hai người ngưng trọng nói. Chỉ sợ nhất định sẽ có người cắn không buông, người chấp pháp đội cũng có chút thế lực, chuyện lần này chỉ sợ không dễ bỏ qua, các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi trước, ta trở về xin chỉ thị của sư phụ một chút, xem sư phụ có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không. Vào đêm, ánh trăng như nước, tinh tú sáng ngời, không trung yên tĩnh. Bên trong mật thất phong cách cổ xưa mộc mạc, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, mày khẽ động. Không nghĩ tới vừa vào trong mật địa thiên giới lại gặp được phiền toái không nhỏ như thế. Nhưng trong lòng hắn cũng không hối hận đã giết Sát Thiên cùng người chấp pháp đội, nếu không đánh chết Sát Thiên, sau này sẽ gặp phải phiền phức vô cùng vô tận, nhất định phải giết. Lần này lấy được thôi hồn diệt phách truy, đây là thông linh bảo khí không thể cân nhắc giá trị, điều này làm Lục Lâm Thiên nhíu mày vì gặp phiền phức, nhưng trên mặt lại hiện ý cười. Binh tới tướng ngăn, tiếp tục lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên cân nhắc một lát, triệu hoán thiên trụ giới, lập tức tiến vào tầng thứ 7, vừa lúc đem hai hộ hoàng đội giàn xếp vào xung quanh đình viện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.